Trung đoàn Pháo binh 28 Đông Nam Bộ, tác giả Mai Quý, giọng đọc Hải Yến. Trung đoàn Pháo binh 28, Đoàn Pháo binh Biên Hòa, Đông Nam Bộ, thành lập ngày 16 tháng 4 năm 1966 trên cơ sở tách phần lớn cán bộ quân số của Trung đoàn Pháo binh 28 là trung đoàn dự bị của bộ và tiếp nhận thêm tân binh từ tiểu đoàn 98 để chi viện cho chiến trường Nam Bộ. Trung đoàn Pháo binh 28 là đơn vị đầu tiên đi xa nhất, chịu nhiều hy sinh nhất trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy năm 1968. Ngày 23 tháng 9 năm 1973, trung đoàn được tuyên dương danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang giải phóng, là một trong những trung đoàn pháo binh được tuyên dương sớm nhất trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phần 1: Trên bệ phóng. Những ngày giữa tháng Chạp năm Bính Ngọ 17, 19, 21 tháng 1 năm 1967, Trung đoàn Pháo binh 28 Đông Nam Bộ, tiền thân là Trung đoàn Pháo binh 208B của binh chủng pháo binh, chính thức hành quân vào Nam Bộ tham gia chiến đấu. Xin gửi đến các cựu chiến binh các thời kỳ của trung đoàn một số hồi ức về giai đoạn huấn luyện và chuẩn bị mọi mặt cho cuộc hành quân ngàn dặm. Những ghi chép này chủ yếu ở tiểu đoàn 3, nơi tôi là người lính của đại đội 7. Mong các đồng chí ở ba tiểu đoàn, trung đoàn bộ cùng nhớ lại và bổ sung thêm. Trong toàn binh chủng, có lẽ không có đơn vị cấp trung đoàn nào có thời gian huấn luyện và bồi dưỡng thể lực kéo dài đến 9 tháng kể từ ngày thành lập 16 tháng 4 năm 1966 đến ngày chính thức lên đường vào Nam đánh Mỹ 19 tháng 1 năm 1967. Mong bạn đọc đừng gọi đây là hồi ký. Bài viết của tôi chỉ đơn giản ghi lại những gì còn nhớ về đơn vị mình, Trung đoàn Pháo binh 28 Đông Nam Bộ. Viết để người đọc có thể biết chúng tôi đã chiến đấu, đã đóng góp những gì cho cách mạng miền Nam tại chiến trường, là đầu não của kẻ thù và đã hy sinh như thế nào. Và mong mọi người, trước hết là những người đang giữ những cương vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đừng quên xương máu của họ. Tôi chỉ nhớ và ghi, nhớ được gì, ghi nấy. Nó không tuân thủ quy tắc nào, có thể đang theo mạch chuyện này lại nhảy sang một chi tiết khác. Đơn giản, vì người viết sợ quên một vài chi tiết, cũng có nghĩa là quên đồng đội của mình. Để bạn đọc không mất thời gian, bài viết sẽ được chia thành nhiều kỳ. Kỳ 1: Những bước chân đầu tiên. Chuyện DKB, pháo phản lực của quân giải phóng, gieo bao nỗi kinh hoàng cho quân Mỹ, quân Ngụy thì ai cũng biết, từ lịch sử ra đời đến tính năng tác dụng của nó. Nhưng những đơn vị nào của binh chủng pháo binh được trang bị loại pháo này trước thì không mấy ai biết, và càng không mấy ai còn nhớ cụ thể. Có thể là cùng với Trung đoàn 84A, Trung đoàn Pháo binh 208B là hai trung đoàn đầu tiên được trang bị loại pháo này để vào chiến trường, chi viện cho miền Nam đánh Mỹ. Đầu năm 1966, cùng với việc đón một số tân binh của Hà Tây cũ và Thái Bình, một số cán bộ chiến sĩ của các đơn vị trong Trung đoàn Pháo binh 208 đã âm thầm nhận lệnh đi tiếp nhận vũ khí mới ở Bắc Giang. Sau Tết Bính Ngọ 1966, trung đoàn tổ chức tách thành hai trung đoàn 208A và 208B. Trung đoàn 208B trang bị DKB và chuẩn bị vào chiến trường. Với số lính cũ, việc chia tách thật buồn và bịn rịn. Có người đã khóc vì không được đi. Tất nhiên, cũng có vài ba anh phá vĩnh nằm lì tìm cách ở lại. Gọi là chia tách, nhưng vẫn ở cùng một nơi
ăn cùng một bếp, thậm chí các tiểu đoàn, đại đội cũng cùng chung phiên hiệu. Tiểu đoàn 3 nằm ở khu vực nhà máy bê tông đúc sẵn Đạo Tú bây giờ. Đại đội 7 ở thôn Thượng, xã Duy Phiên. Đại đội 8 ở xã Thanh Vân, ở xen kẽ cùng trường trung cao cơ điện sơ tán về đây từ giữa năm 1965. Đại đội 9 ở làng Cẩm Trạch, xã Đạo Tú. Đầu làng này có cây đa cổ thụ rất lớn, là nơi được chọn làm bối cảnh trong bộ phim Người Chiến Sĩ Trẻ. Thật tiếc, cây đa bị đổ sau một cơn bão lớn sau này. Người xưa cảnh cũ nơi đây cũng thay đổi rất nhiều. Việc chia tách chỉ khác ở chỗ người thuộc quân số ở lại hàng ngày ra bãi pháo đánh vật với khẩu canon 122 ly. Người sẽ đi âm thầm chui vào rừng tập thao tác bên cạnh anh bọ ngựa. Hình dáng khẩu DKB lênh khênh như con bọ ngựa đang rình mồi. Rồi những cuộc hành quân tập mang vác nặng hết đêm này qua đêm khác. Có lần, để huấn luyện sát với thực tế, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, lệnh cho bộ đội bỏ dép đi chân không, khiêng pháo băng qua những ngọn đồi lởm chởm rễ cỏ tế vừa mới cắt. Cây cỏ tế thuộc họ Dương Sỉ thường mọc hoang trên đồi, xen giữa bụi sim hoặc hoa mua. Khi bị cắt hoặc đốt cháy sát gốc, phần còn lại cứng và nhọn như gai. Không may đạp chúng, chỉ có nước ngồi ôm chân, đi sao nổi. May mắn, chuyện này được trung đoàn phát hiện sớm, bắt dừng lại. Chuyện huấn luyện xa thực tế còn nhiều lắm. Nhưng công bằng mà nói, đồng chí tiểu đoàn trưởng là người năng nổ và sâu sát chiến sĩ. Sau này trên đường hành quân, anh luôn nhắc và trực tiếp kiểm tra việc giữ bí mật khói lửa, ánh sáng. Lính gọi lén sau lưng là ông trực ban khói lửa. Từ sự sâu sát của người chỉ huy nên hầu như không có sự cố mất an toàn nào ảnh hưởng đến quân số hành quân. Sau Tết chừng nửa tháng, toàn bộ các tiểu đoàn của trung đoàn 208B di chuyển vào các xã nằm gần chân Tam Đảo, ổn định vị trí và tiếp tục huấn luyện. Ngày 16 tháng 4, 1966, trung đoàn chính thức thành lập. Đồng chí Nguyễn Nghiệp, trung đoàn phó, tham mưu trưởng trung đoàn 208, được bổ nhiệm là trung đoàn trưởng, cùng với đồng chí Ngô Đệ, phó chính ủy, được bổ nhiệm chính ủy. Đồng chí Lê Đình Hà được Bộ Tư lệnh điều về làm trung đoàn phó, tạm thời chưa có phó chính ủy. Trung đoàn cho bộ đội được về phép đồng loạt 15 ngày, rồi tập trung huấn luyện cấp tốc với cường độ cao. Sau một năm huấn luyện, được về thăm nhà, ai cũng mừng. Nhưng sau giây phút vui mừng là sự lo lắng thường nhật của những người cha người mẹ biết tin con sắp vào chiến trường. Mẹ tôi khi ấy mới hơn 40 tuổi. Khi tôi nhập ngũ, mái tóc của người còn đen nhánh. Ngày còn ở nhà, nếu hai mẹ con cùng đi ra đường, không ít lần bị nhầm là hai chị em. Lần này về, nhìn thấy hai bên thái dương của người tóc đã bạc trắng. Có lẽ đó cũng là tình cảm chung của các gia đình lính chiến trước khi con em vào chiến trường. Sau khi bộ đội trả phép, đoàn kịch nói Tổng cục Chính trị về biểu diễn và thâm nhập động viên anh em ở từng đại đội. Trong đoàn có một anh bạn tên là Hiệp, học sinh lớp 10E cùng trường phổ thông cấp 3 Hà Nội A, nay là trường phổ thông trung học Việt Đức. Bạn bè cùng trường, nay là đồng đội, gặp nhau thật mừng. Anh tặng cho tôi một bài thơ gửi gắm tình cảm của người chưa ra trận. Cũng lần ấy, tôi gặp nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh, khi đó là chuẩn úy, diễn viên thủ vai Trung úy Phương trong vở kịch Nổi Gió của Đào Hồng Cẩm, và chị Kim Oanh vai Vân trong vở kịch này. Anh Cảnh đọc những bài thơ anh mới sáng tác, trong đó có bài thơ Sư Đoàn. Bài thơ hào sảng lắm, và tôi cũng rất thích bài này. Sau khi anh Hiệp chép bài thơ của anh tặng tôi, anh Cảnh nói: anh tặng em bài thơ mới nhất anh vừa sáng tác và tấm ảnh anh chụp cùng cháu trai đầu. Tôi còn nhớ bài thơ anh tặng có tựa đề Ngói Đỏ. Chiều hậu phương mỗi bận theo cha, ra đầu thôn dỡ một lò ngói mới. Tôi bỗng hỏi
vì sao mỗi thời đất ta nung lại trả về ta tươi thắm sắc mây hồng. Bài thơ còn dài, nhưng rất tiếc, một lần đi chiến dịch rồi bị thương, mất cả ba lô, trong có cuốn sổ ghi nhật ký và hai bài thơ này. Chị Kim Oanh tặng tấm ảnh chị và con gái với dòng chữ: hẹn gặp lại quý ở Sài Gòn mến yêu, chị và cháu Oanh Hà. Hơn 30 năm sau, vô tình gặp lại nhà thơ quân đội đã thành danh Phạm Ngọc Cảnh, Vũ Ngàn Chi. Anh vẫn nhớ tôi, nhưng hỏi về bài thơ thì anh cũng quên mất vì anh sáng tác nhiều quá. Chị Oanh đã lâu không lên sàn diễn và nghe anh Cảnh nói chị về sống ở đầu phố Lê Thánh Tông nhưng tìm không ra. Còn Hiệp, bạn tôi, nghe nói đã hy sinh. Huấn luyện thêm chừng một tháng sau hai lần thay quân phục, trung tuần tháng 5 năm 1966, toàn trung đoàn được lệnh hành quân Nam Tiến. Nói thêm một chút về quân phục chúng tôi được cấp. Lần đầu là bộ bà ba đen, nói không ngoa, thoạt nhìn giống như bộ đồ phát cho bọn biệt kích bị bắt, đưa ra xét xử trước tòa án quân sự ngày ấy. Cơ quan hậu cần động viên, mặc như vậy dễ ngụy trang khi vào vùng địch. Thực ra chỉ là một sự tưởng tượng về chiến trường. Từ ngày hôm đó, chúng tôi chính thức mang tên Anh Giải Phóng Quân. Nhưng cũng chỉ vì cái danh này mà chút nữa thì cả trung đoàn gặp họa những ngày đầu xuất phát. Cố Thiếu tướng Tô Thuận, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 208, nhớ lại. Trước khi 208B lên đường, tài vụ trung đoàn yêu cầu tài vụ 208B nộp lại tất cả tiền ăn và các chi phí khác. Các anh ấy cho rằng đã là quân giải phóng thì đi đến đâu cũng đều được hậu cần cung cấp đầy đủ, không cần dùng đến tiền. Thật may, chuyện này được phát hiện sớm và 208B vẫn có tiền dắt lưng. Trong những ngày còn ở lại trên đất Bắc, từ những làng quê thuộc huyện Tam Dương nằm men theo chân Tam Đảo, chúng tôi lặng lẽ tiến về hướng huyện Bình Xuyên. Trước đó mấy ngày, biết bộ đội sắp hành quân, thanh niên các làng nơi bộ đội đóng quân hơn một năm qua tìm đến nơi ở mới của đơn vị để chia tay. Những chiếc khăn tay theo hình đôi chim bồ câu trao vội, những giọt nước mắt lăn dài trước mặt mọi người và còn bao nhiêu kỷ niệm nữa. Từ ngày hôm ấy, chúng tôi chính thức trên bệ phóng. Những gì diễn ra sau này chỉ là thời gian huấn luyện bổ sung, tăng cường thể lực trước khi nhằm hướng Nam tiến bước. Trạm dừng chân đầu tiên ở gần ga Bình Xuyên, đơn vị còn lưu lại mấy ngày. Lần đầu tiên trong đời được giao nhiệm vụ đi đón ông lớn. Sáng sớm theo anh Thảo, trợ lý hậu cần tiểu đoàn, lên xe gác về Vĩnh Lạc. Sau khi làm thủ tục với chủ nhiệm hợp tác xã, mấy anh em theo chân cô xã viên về trại lợn. Toàn lợn cỡ trên dưới tạ, nhìn đã thấy ớn. Vậy mà anh Thảo lệnh: mày vào lôi mấy con kia ra, tao chỉ con nào bắt con ấy. Khốn nạn cái thân tôi, từ nhỏ chỉ biết ăn thịt lợn, làm sao mà dám bắt. Nghe lệnh xong, trong bụng thấy hơi run. May sao có một bác xã viên tới hướng dẫn, một tay nắm chặt chân sau con lợn, chân đạp mạnh vào bụng nơi có quả thận bên trong. Lợn đau điếng nằm im, cứ thế lôi ra. Thấy hay hay, tôi cũng hăng hái nhảy vào. Lính mà, lần lượt từng con bị bắt lôi ra, bắt hết số lợn thì cũng gần tối. Anh Thảo ưu tiên cho ở lại trong thùng xe cùng với lũ tù binh. Thôi rồi Lượm ơi, về nhà tắm giặt, không sao hết mùi. Sau này khi đi trên đường giao liên, anh Thảo bị bệnh sốt rét phải nằm lại dọc đường, tưởng đâu không qua khỏi. Hơn 40 năm sau mới gặp lại, lúc này đã là một đại tá về yên hưởng tuổi già ở Đông Anh quê gốc. Ở lại mấy ngày, bộ đội được lệnh lên tàu hỏa xuôi về Hà Nội. Chúng tôi được dồn lên các toa chở hàng màu đen chùi chũi. Tới ga Hàng Cỏ, tàu dừng lại ít phút để thêm nước cho đầu máy. Từ trên các toa hàng, từng bó thư của bộ đội được thả vội xuống đường ke. Anh em nhân viên nhà ga đón nhận những bó thư ấy, rồi đem ra bưu điện nhờ chuyển. Thư có tem,
thư không có tem đều được gửi về tận tay gia đình chiến sĩ. Ngày ấy là như vậy. Bây giờ khéo người ta cho vào thùng rác mà có khi còn lầu bầu chửi đồng. Hà Nội lùi lại phía sau. Tàu dừng ở ga Văn Điển. Hơn 50 năm trước, nơi này vẫn là một địa danh rất xa thủ đô. Lần mò trong đêm tối, cả đơn vị lầm lũi đi về hướng Kim Giang, cầu Bưu nghỉ lại. Chiều hôm sau, anh Trần Đăng Ninh, chính trị viên đại đội, gọi tôi ra nói nhỏ. Cho cậu về tranh thủ một ngày, bằng giờ này ngày mai phải có mặt nhé. Có lẽ sướng hơn bây giờ được thưởng huân chương lao động. Tôi vội báo với anh Phan Văn Trước, trung đội trưởng, và anh Nguyễn Đình Quân, tiểu đội trưởng, rồi vội vã ra về. Các anh dặn, cố gắng động viên bố mẹ và về đơn vị đúng giờ quy định. Hai anh dặn vậy là quan tâm đến thằng em, nhưng cũng lo nếu trễ hẹn thì mang tiếng cả trung đội, cả tiểu đội. Các anh không dặn thì cũng phải cố gắng về cho đúng giờ. Tôi có biết đâu, ngoài việc quan tâm cấp dưới, đồng chí bí thư chi bộ còn dùng cách này làm một phép thử trước khi đưa vào diện đối tượng kết nạp đảng. Lòng vui phơi phới như có động cơ sau lưng, với tốc độ hành quân bôn tập vừa đi vừa chạy. Chừng hơn một tiếng tôi đã về đến chợ Mơ. Tới nhà còn chừng 3 km, chẳng là cái đinh gì. Nhưng khao khát muốn về nhà ngay, tôi vừa đi vừa chạy nhanh hơn. Thật tiếc, về đến nhà chỉ gặp mợ tôi, còn ba thì mới đi công tác ở phía trong khu 4 chưa về kịp. Các em cũng đi sơ tán cả. Cả đêm hôm đó, mợ tôi chăm cho tôi từng ly từng tí. Người không hỏi tôi chuyện đơn vị, đặc biệt không hỏi khi nào sẽ vào B. Với linh cảm của một người mẹ, bà biết hết nhưng không hỏi, mà chỉ ngồi nhìn tôi ăn bữa cơm ngon lành. Ngày hôm sau, tôi về đơn vị sớm hơn 1 giờ, vì đã biết đường đi, không phải hỏi thăm. Ngày ấy, chuyện hỏi thăm đường không đơn giản. Dù anh mặc quân phục thì người ta vẫn thoáng chút nghi ngờ. Sau khi trình bày mọi lý do, rồi cả đặc điểm khu vực anh cần đến, thì người được hỏi mới tin và chỉ dẫn tỉ mỉ. Ý thức cảnh giác trong thời chiến mà. Chuyện trớ trêu như vậy từng xảy ra trong một lần diễn tập ở Thạch Thành, Thanh Hóa, sau đó mấy tháng. Một anh cán bộ trung đội phó của đại đội chỉ huy C10 đi diễn tập tại ngay làng mình, nhưng vô ý bấm đèn pin loạn xạ, bị du kích bắt giữ. Dù nói rất rõ gốc tích quê hương, nhưng vẫn bị mấy anh du kích đùi quẻ mẻ sứt, hành cho ra bã. Đến khi cô vợ, cũng là du kích, nhận ra chồng mình mới được giải cứu. Về đến đơn vị chừng 2 giờ, chúng tôi được lệnh lên đường. Bộ đội mải miết hành quân. Khi tạm nghỉ, nhìn lại phía sau, chỉ nhận biết nơi đâu là Hà Nội qua ánh sáng đèn điện. Dù đã hạn chế tối đa, vẫn hắt lên trời một màu sáng vàng đục. Cả đơn vị hành quân về hướng huyện Chương Mỹ, Hà Tây. Có đoạn đi dọc đường số 6, nhưng phần lớn đi qua những con đường làng. Đọc đoạn này, có thể những thanh niên bây giờ thấy lạ. Bộ đội không muốn hành quân trên đường 6 dải nhựa phẳng phiu. Dù đường đi dễ hơn, nhưng chỉ đi được chục cây số, gan bàn chân căng ra, tê cứng. Đi trên đường làng, nền đất pha cát, bàn chân êm hơn, không bị căng ra. Mỗi đêm hành quân là một cuộc diễn tập thực binh. Những đêm đầu không có kinh nghiệm, đến lối rẽ, không có người đón, cũng không có ký hiệu đi đường, đơn vị đi sau không theo kịp, thường dồn ứ lại hoặc liều đi theo cảm tính. Lính mệt quá, chửi Cứ mỗi lần như vậy, lại có ai đó buông một câu. Hành quân rèn luyện, cấm kêu, lạc thì biết thêm đường. Đêm hành quân bắt đầu từ 5 giờ chiều hôm trước đến tận sáng hôm sau. Đến nơi, cán bộ các phân đội đi nhận nơi ở xong quay lại. Đã thấy lính mình dựa lưng vào ba lô, đầu ngoẹo sang một bên, ngáy ngon lành, ngay giữa sân kho của hợp tác xã. Ngày ấy, trang bị của bộ đội thiếu thốn lắm.
mỗi người một chiếc võng đôi bằng bạt nặng trình trịch. Người ta giải thích, phát võng đôi để vào chiến trường có lạnh thì đắp thay chăn. Nói vậy thôi, thực ra tác dụng thứ hai của nó là khi người lính nằm xuống, võng và tấm tăng ni lông sẽ được dùng để bó thi thể liệt sĩ trước khi an táng. Thế nhưng, sau này, nhiều người bạn của tôi ngã xuống cũng không được hưởng sự ưu ái ấy. Các anh đã nằm đâu đó dưới những lớp đất dày lạnh lẽo ở vùng sình lầy Nam Bộ. Cách buộc võng mới kỳ khôi, không khác gì buộc trâu vào cọc. Dây võng bằng sợi bông bện thừng, bình thường không sao, nhưng hành quân dã ngoại, nằm ngoài trời, vô phúc gặp mưa là dày già ngay. Dây võng trương lên, phải cố hết sức mới tháo ra được, không chỉ còn nước dùng dao cắt. Nghĩ lại, từ cục nghiên huấn cho tới cán bộ ở các đơn vị, cũng thật thiếu thực tế. Sau này vào chiến trường, học được cách mắc võng vừa chắc vừa an toàn. Khi báo động, chỉ cần giật nhẹ đã tháo được võng. Thêm động tác cuộn lại cho vào túi là chạy liền. Ngoài tăng võng, mỗi người được cấp một tấm vải mưa bằng nhựa PVC mà ta quen gọi là vải ni lông, dài 2m2, rộng 1m5. Nhưng không ai dạy cách khoác thế nào cho đúng. Mỗi khi mưa, quần áo súng đạn, thậm chí khi có gió mạnh thì ba lô cũng ướt hết. Chúng tôi vòng đi vòng lại nhiều xã của huyện Chương Mỹ, một huyện nổi tiếng với nghề đan mây tre. Bà con kể, trong làng có cụ già mà bây giờ người ta gọi là nghệ nhân làng nghề, có thể đan hình lãnh tụ trên sản phẩm mây tre mà không cần nhìn ảnh mẫu. Rất tiếc, tôi chỉ nghe mà không được tận mắt chứng kiến biệt tài của cụ. Ngày ấy dân ta tốt lắm, rất quý và thương bộ đội. Dù gia đình có con em đang tại ngũ hay không, cũng đều có chung tình cảm ấy. Ở vùng này, nhà nào cũng có một cái bể to chứa nước mưa dùng nấu ăn. Bộ đội vô tư dùng, có khi còn dùng cả nước này để tắm. Tuyệt nhiên, không có một lời ca thán. Người viết bài này cũng có một lần như vậy. Bây giờ nhớ lại, vẫn còn ân hận. Nhân dân không nói ra, nhưng trong lòng ai cũng băn khoăn lo ngại. Đấy là chuyện phơi phóng. Sau mỗi đêm hành quân, nếu được nghỉ lại, anh em tranh thủ giặt quần áo rồi phơi phóng bất cứ nơi nào có thể phơi. Tất nhiên, dây phơi và hàng rào là nơi lý tưởng. Phơi xong vô tư túm tụm đâu đấy đánh bài, đánh cờ. Địa điểm hay tập trung nhất phải là nhà có các cô gái tuổi trăng tròn. Chưa bị trận bom nào nên anh em rất chủ quan. Bộ đội là vậy, nhưng chủ nhà thì không thể vô tư như các chú. Người ở một vài ngày đâu có thể nghĩ sâu xa như chủ nhà. Có bận việc gì, gia đình cũng phải có một người ở nhà canh quần áo cho bộ đội. Không phải sợ mất trộm, nhưng sợ máy bay phát hiện. Ở địa phương, chuyện phòng không được quán triệt kỹ lắm. Vậy nên, chỉ cần nghe tiếng máy bay từ rất xa, không biết nó sẽ bay về hướng nào, người trực ban bất đắc dĩ vội lao ra sân, vơ hết quần áo của bộ đội, giấu vào một chỗ. Những đêm không mưa, bộ đội lặng lẽ hành quân. Dù vất vả, nhưng vẫn lạc quan lắm lắm. Đêm nào hành quân gặp mưa thì thôi rồi. Đường trơn như đổ mỡ, bùn nhão như cố níu chân người. Khổ nhất là bùn bắn lên dép. Bàn chân không còn ma sát, đôi dép chỉ muốn văng ra ngoài hoặc leo lên bắp chân. Sau này, trên đường Trường Sơn, anh em lấy lá khô nhét dưới bàn chân nên dép đỡ bị trượt. Nhưng khi đó ai biết mà làm gì có lá rụng trên đường. Mọi cành cây, lá rụng đều được tận dụng làm chất đốt. Vậy là thi nhau ngã. Khổ nhất và cũng dễ gây cười nhất là pháo thủ khiêng pháo. Một anh trượt chân là kéo theo người cùng khiêng với mình ngã theo. Ai đã một lần trượt ngã chắc biết động tác đầu tiên là quay lại xem chỗ mình ngã thế nào, dù trời tối đen như hũ nút. Vậy là trượt chân, ngã tiếp.
để rồi lại có những tiếng chửi cái chỗ vừa làm ông ngã, chẳng khác gì Chí Phèo chửi cả làng Vũ Đại. Cuộc hành quân đèn cù kéo dài trên đất Trương Mỹ không biết bao lâu. Lúc đầu không ai biết, trừ anh em quê Hà Tây. Có người thấy lạ, thắc mắc hỏi thủ trưởng đơn vị, nhưng chỉ nhận được câu trả lời bí hiểm. Cứ đi, đâu có giặc là ta cứ đi. Những cuộc hành quân đèn cù cũng gieo vào lòng anh em quê lụa một niềm hy vọng nào đó. Thế nào các thủ trưởng cũng thông cảm cho tranh thủ ít giờ, nhưng chuyện đó không xảy ra. Và đặc biệt, cũng không có trường hợp nào trốn về. Các đơn vị khác không biết có ai về phép không giấy không. Riêng cả tiểu đoàn 3 của chúng tôi không có trường hợp nào. Vì vậy, không có ai là nguyên mẫu trong bài thơ Chú Giải Phóng Quân của cô bé Cẩm Thơ. Chú là chú em, chú đi tiền tuyến nửa đêm chú về. Ba lô con cóc to bè, mũ tai bèo bẻ vành xòe trên vai. Cả nhà mừng quá chú ơi, y như em đã mơ rồi đêm nào. Một bài thơ rất thật về người chiến sĩ giải phóng quân trong mắt cô bé chừng 10 tuổi. Nhưng thực ra, đa phần các chú giải phóng quân ấy đều là những người về nhà không phép. Từ Trương Mỹ, chúng tôi hành quân về huyện Ứng Hòa, tiểu đoàn 3 giải quân đóng tại xã Cao Thành, nằm ven sông Đáy. Bên kia sông là Mỹ Đức, nơi có một vườn vải rất rộng, áng chừng hơn 300 cây. Nghe nói dân bên bãi có một cách trị tội người ăn trộm vải rất nghiêm khắc. Bất cứ ai vào vườn ăn trộm, nếu bị bắt thì không bị trói tay hay bất cứ nhục hình nào. Những người chủ vườn chỉ yêu cầu kẻ trộm phải đi hết vườn, lần lượt ăn mỗi cây một quả, ăn xong cho về. Cũng không nghe nói có ai bị bắt hay bị xử phạt. Nhưng nếu đúng như lời đồn đại thì đố ai có gan vào ăn trộm vài quả vải của làng này. Đại đội 7 đóng quân tại thôn Cao Lãm. Sở dĩ tôi nhớ như vậy vì ở đây tôi biết có một câu chuyện buồn. Đồng chí chính trị viên phó đại đội chúng tôi là anh Huỳnh Rí, một cán bộ người miền Nam tập kết, sinh năm 1932 tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Anh Huỳnh Rí nhập ngũ tháng 6 năm 1953, vào đảng tháng 1 năm 1955. Cha là cụ Huỳnh Văn Cho, mẹ là cụ Dương Thị A. Tôi phải viết rõ để mong rằng có ai cùng quê hoặc người thân của anh khi đọc những dòng này sẽ biết anh đã sống, chiến đấu và hy sinh ở đâu trong trường hợp nào. Vì nhiều lý do, đến khi đi bê, anh vẫn chưa có gia đình riêng. Ở đây, anh quen và có tình cảm với một người phụ nữ đã luống tuổi. Ngày ấy gọi là gái già, chỉ hơn 30. Không biết đơn vị lưu lại bao lâu, nên anh chị chỉ mới bắt đầu tìm hiểu, chưa có báo cáo chi bộ và đảng ủy tiểu đoàn. Rồi không biết vì sao người ta phát hiện được. Dù là trong sáng, nhưng anh vẫn bị kiểm điểm. Không biết mức độ nặng nhẹ ra sao, nhưng ít lâu sau, anh nói với tôi, anh không được giao nhiệm vụ giới thiệu em vào đảng nữa, chi bộ đã thay người khác bồi dưỡng cho em. Nghe mà buồn nẫu ruột, dù khi đó chưa có mảnh tình vắt vai, nên không biết nó thật sự thiêng liêng như thế nào, nhưng rất thương anh. Nếu không vì những quy định quá khắt khe, còn vi phạm kỷ luật, thì chắc chắn là không, vì anh rất nghiêm túc và đứng đắn với phụ nữ, một nội dung đã được ghi trong 10 điều kỷ luật của quân đội ta. Thì biết đâu, anh đã có một giọt máu để lại. Trong một trận chiến đấu, anh đã bị trúng hỏa lực từ máy bay Mỹ và hy sinh ngày 20 tháng 6 năm 1968 tại Vĩnh Lộc, Đức Hòa, Long An. Trên cương vị chính trị viên đại đội của tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 7 sau này. Và càng buồn hơn khi sau này được biết ở quê hương anh không còn ai là người thân để hương khói cho anh. Ngày chúng tôi rời nơi đóng quân ở Tam Dương ra đi
cũng là thời kỳ đế quốc Mỹ tăng cường dùng không quân đánh phá các địa phương quanh Hà Nội, Hải Phòng. Rời Vĩnh Phúc mấy ngày, nghe tin cầu Việt Trì bị bom đánh sập. Mấy ngày sau, lại có tin máy bay Mỹ ném bom thị xã Vĩnh Yên và xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, nơi Đại đội 8 Tiểu đoàn 3 đóng quân. Trong xã này còn có cơ sở của trường trung cao cơ điện sơ tán về chưa lâu. Không sợ, nhưng cảm thấy lo lắng khi những đồng đội còn ở lại và cả những học sinh trường trung cao cơ điện là bạn học phổ thông của tôi. Mấy ngày sau, Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tập thể tỉnh ủy và cả bí thư Kim Ngọc bị kỷ luật vì chủ quan trong công tác phòng không, dẫn đến nhiều tổn thất về người và tài sản. Chúng tôi đóng quân ở Chương Mỹ gần một tháng cho đến hết tháng 6 năm 1966. Ngày 29 tháng 6 năm 1966, máy bay Mỹ lao vào đánh phá kho xăng Đức Giang. Dù ở xa nhưng vẫn nhìn rõ những cột khói đen bốc lên. Không quân ta xuất kích, những chú én MiG-17 nhỏ bé, dũng mãnh quần nhau với bầy phản lực Mỹ. Một trận chiến không cân sức trên không. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy một trận không chiến. Nó rất khác với những gì trong phim ảnh sau này. Ngày hôm sau, chúng tôi được lệnh tiếp tục hành quân. Lại những đêm hành quân đèn cù, không có hướng đi cụ thể. Bộ đội hành quân theo khẩu hiệu, đâu có giặc là ta cứ đi. Nhưng giặc còn xa lắm. Xung quanh chúng tôi vẫn là hậu phương. Bộ đội vẫn hì hụi khiêng pháo trong đêm, cùng những tiếng ca cẩm và những cái ngáp dài. Đi mà không cần biết thế nào là giữ bí mật trong hành quân. Từ Chương Mỹ đi sang Mỹ Đức, đóng quân ở một làng ven sông đáy. Làng này nổi tiếng với nghề trồng dâu nuôi tằm. Chị em trong làng có nước da và dáng người rất đẹp, nhưng luôn che nửa khuôn mặt bằng một chiếc khăn tay. Ngày nay có người thấy lạ, không rõ lý do, nhưng ngày ấy chắc tại hướng đình, dân làng đều bị đau mắt hột nên phải dùng khăn che cho đỡ chói. Hàng ngày chúng tôi xuống sông tắm và bơi lội. Khi mới xuống sông, mặt nước yên ả, tôi cố bơi cùng anh em sang bờ bên kia. Sang được đến nơi, nằm lăn ra thở. Khi sắp bơi về, thấy cơn giông nên mọi người cố bơi nhanh, bỏ tôi lại phía sau. Trời đen kịt, mặt nước nổi sóng. Tôi định quay lại, nhưng mọi người giục nhiều quá nên phải cố bơi về. Gần đến bờ, sóng gió nổi lên, làm tôi nuốt nước sông liên tục, tay chân chới với. Thấy thế, mọi người còn cười tưởng tôi đùa. Chỉ khi thấy tôi bị ngộp nước mới vội lao xuống cứu. Lên bờ vẫn sặc nước không thở được. Anh quân trách, không biết bơi thì nói, việc gì phải giấu. Mà khi diễn tập bơi ở đầm Vạc, mày vẫn bơi được theo mọi người, có sao đâu. Anh ấy đâu có biết, khi bơi qua đầm Vạc ở thị xã Vĩnh Yên, chúng tôi đóng bè chuối để chở quân trang, vũ khí theo. Tôi chỉ việc bám vào bè thì cách nào cũng xong. Ở đây gần 10 ngày, chúng tôi hành quân vòng lên đầm Đa, Chi Nê. Đi sâu vào vùng núi cao tỉnh Hòa Bình. Tới Chi Nê, chúng tôi được lệnh mắc võng ngoài vườn. Không phải vì cấp trên muốn anh em làm quen dần với thực tế, mà vì một lẽ rất đơn giản. Dưới sàn nhà ngập ngụa phân trâu và ruồi muỗi. Có lẽ cuộc sống thực tế hành quân đường dài và trong chiến đấu bắt đầu từ ngày hôm ấy. Trời mưa tầm tã, chưa biết làm cọc phụ thế nào để mắc võng. Hai đầu dây trở thành dây dẫn nước mưa vào võng. Nằm không được, ngồi không xong. Thò chân xuống đất thì bọn vắt nâu chờ sẵn. Có việc ra vườn thì bọn vắt xanh phục trên cành lá, sẵn sàng co mình bắn sang. Có con ma lanh chui cả vào trong tai. Gỡ được con vắt thì hai chân đầy máu. Sợ nhất là bọn vắt nhỏ, theo bắp chân leo lên háng, lên bụng. Khi vắt cắn, nó tiết ra một chất chống đông, khiến máu chảy liên tục. Anh em mách nhau dùng thuốc lào hoặc lá nón khô đắp vào mới đỡ. Chuyện vắt cắn thì còn dài,
Nó đi cùng cuộc đời người lính trên đường Trường Sơn và mãi sau này với những người lính ở rừng già Đông Nam Bộ. Đi vòng vèo thế nào lại gặp đường số 6 ở khu vực Lương Sơn. Ngày ấy ở đây có nông trường chè Cửu Long mà cán bộ công nhân viên phần lớn là bộ đội miền Nam tập kết chuyển ngành. Nghe nói trước đây còn là nơi các đoàn Phương Đông 1, Phương Đông 2 về huấn luyện và bồi dưỡng thể lực trước khi đi B. Ngược đường số 6 đi về hướng thị xã Hòa Bình. Đoán chắc sẽ phải vượt dốc Cun, ai cũng ngào ngán, dù chỉ mới nghe nói đến độ dài của nó mà chưa một lần đặt chân đến. Nhưng đi chừng hơn chục cây số lại có lệnh chui vào rừng. Lần theo các khe suối rồi hành quân liên tục theo một con dốc nhỏ, người địa phương gọi là dốc cây. Bây giờ tìm lại trên bản đồ, không thấy, hỏi thăm cũng không ai biết. Leo hết dốc, đường hành quân men theo lối mòn đi về hướng nông trường sông Bôi, một nông trường nằm lọt giữa đại ngàn. Men theo dòng sông Bôi đi về nông trường mùng 2 tháng 9 thuộc huyện Yên Thủy. Nơi đây sẽ gắn bó với chúng tôi nhiều tháng trước khi lên đường vào Nam đánh Mỹ. Đang nghỉ trong rừng, bỗng nghe một tiếng nổ rất lớn trên không. Ai đó reo lên, máy bay Mỹ cháy rồi. Nhưng thực ra, đấy chỉ là tiếng nổ của quả Sam 2. Thằng giặc lái Mỹ thoát chết khi bay về sân bay Tắc Ly hay Cỏ Rạt ở Thái Lan. Có lẽ mặt vẫn xanh như tàu lá. Nhưng mà tiếc, giá như nó rơi xuống thì vui biết mấy. Chưa hết tiếc thì thấy một cán bộ chỉ huy, người tầm thước, đẫy đà, đến kiểm tra đơn vị. Đứng trước đoàn quân cơ động gần tháng trời, anh nào cũng hốc hác, thì vị thủ trưởng quả là phương phi béo tốt. Lính ta được cái bảo miệng, sau lưng thủ trưởng kháo nhau. Lính ở đâu mà béo thế? Theo quy định bảo mật, ngày ấy sĩ quan từ cấp thượng tá trở lên không mang phù hiệu. Anh em không biết cấp bậc và cũng không biết tên. Sau này gặp lại mới biết người chỉ huy đó là một trung tướng, vẫn không có gì thay đổi và cũng chẳng to béo tí nào. Chỉ một số người biết đó là đồng chí Doãn Tuế, phó tư lệnh binh chủng, đến kiểm tra. Là một đơn vị DKB sắp vào chiến trường nên không chỉ thủ trưởng binh chủng mà cả thủ trưởng bộ quốc phòng cũng rất quan tâm. Sau này trên đường hành quân, đích thân đại tướng Võ Nguyên Giáp đã 3 lần gửi điện kiểm tra và động viên trung đoàn. Tới ngã ba Hàng Trạm, nay là thị trấn của huyện Yên Thủy, cắt ngang đường 12, tiếp tục đi về Cẩm Thủy, xuôi theo bờ sông Bưởi về Thạch Thành, Thanh Hóa. Ngày ấy, dân các huyện miền biển Thanh Hóa sơ tán lên đây khá đông. Trường Đại học Sư phạm Vinh cũng sơ tán ra vùng này. Một đêm đang nghỉ giải lao thì có một tốp sinh viên sư phạm cũng vừa đến ngồi nghỉ bên cạnh. Quân dân gặp nhau, chuyện nổ như ngô rang không cát. Nói ngô rang không cát vì thường khi rang ngô, người ta cho cát vào chảo để tăng nhiệt và nóng đều. Còn nói ngô rang không cát thì nó nổ nhưng kêu không to và nổ không đều. Tình cảnh của chúng tôi cũng vậy. Chuyện rất vui nhưng cười thì phải cố nén. Với mọi người thì như vậy, nhưng ông đại đội trưởng đại đội 9 Vũ Chí Kiên là lính kế toán của đại đội này, được bài học nhớ đời. Xét về gia thế, ông này là chú ruột của một vị đại tướng. Thấy cô sinh viên có chiếc khăn mùi xoa, ngài nói cô em, tặng anh làm kỷ niệm. Khổ nỗi, cô này là sinh viên quê miền Nam tập kết, có những quan niệm khác về việc cho tặng. Với cô, tặng ai thì có nghĩa là đã nặng tình với nhau lắm. Thế mà chỉ mới nói với nhau vài ba câu, anh đã đòi em tặng. Ăn đòn là phải. Riêng về ông, nếu chỉ chuyện khôn vặt, cũng có thể viết được chục trang, chưa hết. Đêm hôm sau, đơn vị về Kim Tân lấy gạo, gặp một cô gái đi đường. Tôi hỏi thăm đến nhà bà bác dâu, vào sinh sống ở đây đã lâu. Dù ý thức phòng gian rất cao,
nhưng cô vẫn tận tình dẫn vào tận nơi. Ngày hôm sau, anh Trần Đăng Ninh, chính trị viên đại đội, cho tranh thủ về thăm bà bác và gia đình các anh chị con bác ở quanh đấy. Đến chơi mới biết một người cháu họ của tôi, Mai Mạnh Hảo, là lính đặc công của sư 304, được tôi cho địa chỉ cũng đã tìm đến thăm bà và các chú thím. Còn một anh bạn quê chính vùng này nhưng không được về thăm nhà. Đêm đi diễn tập gần làng, một mình mò mẫm đi kiểm tra đường dây thông tin. Phát hiện trên đồi có ánh đèn pin nhỏ như hạt đỗ. Pha đèn bịt kín chỉ chừa một lỗ nhỏ, khua đi khua lại. Cánh dân quân bí mật tóm sống. Dù nói thế nào cũng vẫn bị trói dẫn về gặp chỉ huy. Người chỉ huy dân quân xã có phải ai xa lạ. Chính là người đã đầu gối tay ấp với anh bao năm nay. Bây giờ là xã đội trưởng. Thật là tái ông mất ngựa. Cánh dân quân toàn những anh đuôi quẻ mẻ sức, bàn giao tù binh cho xã đội trưởng khai thác xong cho giải tán về ngủ. Sau khi kết thúc cuộc hành quân dã ngoại và diễn tập ở Thạch Thành, chúng tôi lại men theo các quèn đá hành quân về Nho Quan. Đi dưới tán rừng cúc phương đan dày, không có tia nắng nào chui lọt giữa ban ngày, ai cũng cảm thấy đời tươi phơi phới. Thấp thoáng ven đường là những khẩu ca nông 122 ly của trung đoàn 208 mà chỉ cần nhìn qua, chúng tôi đã nhận ra vì từng gắn bó với nó suốt cả năm 1965. Hỏi anh em gác pháo mới biết khi ấy pháo đã được chuyển cho pháo binh quân khu dùng bắn tàu biệt kích và tàu chiến Mỹ đang lăm le ngoài khơi. Trên trời tịnh không có một tiếng máy bay, cuộc sống sao mà thanh bình. Hành quân liên tục gần một tháng nên chân đã quen. Mỗi đêm đi trên dưới 30 km vẫn bình thường. Đêm hành quân qua thị trấn Nho Quan, rồi lại ngược đường 12 về xã Yên Trị, trú quân, tiếp tục huấn luyện. Vẫn chế độ ăn 1,6 đồng một ngày nên không ai sút cân hay ốm dọc đường. Chế độ ăn cao hơn các đơn vị khác, nhưng vật chất phục vụ huấn luyện thì thiếu kinh khủng. Các thủ trưởng động viên anh em phải tìm cách khắc phục để sau này đỡ lúng túng. Dân trinh sát, kế toán, thiếu giấy phải lấy bẹ cây luồng ép phẳng để tính phần tử. Với lính thì có xá gì, chỉ thương cho đầu óc của các anh trợ lý nghiên huấn vẫn ngày ngày ngồi uống trà chín hào ba ở cơ quan nghĩ ra những chuyện vô bổ như vậy. Yên Trị là một xã đa số người Mường, thỉnh thoảng mới có một vài gia đình người Kinh ở Ninh Bình sơ tán lên đây. Nói là đất Mường nhưng phần lớn ở nhà đất, không mấy người ở nhà sàn. Nơi này cách đường 12 chừng 1 km, có nhiều cây cao nên kín đáo, bộ đội tha hồ thoải mái sinh hoạt, chỉ cần chú ý phơi quần áo dưới tán lá để tránh máy bay địch nhòm ngó. Bộ đội tập trung huấn luyện kỹ chiến thuật, trinh sát, kế toán, toàn tiểu đoàn tập trung ôn luyện nâng cao khả năng tính phần tử. Anh em được anh Đức, vì có thân hình gầy gò nên sau này ở Tây Ninh được chúng tôi gọi là Đức Cá Lẹp. Anh Đức là trợ lý trinh sát trung đoàn xuống giảng một buổi về kỹ thuật sửa bắn, thuật ngữ pháo binh gọi là bắn bài 4. Kỹ thuật này dành cho cán bộ chỉ huy trung đội đại đội trong thực hành bắn nên yêu cầu với chúng tôi chỉ để biết. Tuy nhiên với tôi, không ngờ nó đi cùng cả cuộc đời leo cây chỉnh pháo sau này. Lại nhớ tháng 9 năm 1968, khi về làm trung đội trưởng trinh sát đại đội 5 tiểu đoàn 2 do anh Nguyễn Uông Hà làm đại đội trưởng. Anh Hà vốn là trung đội trưởng chỉ huy ở tiểu đoàn 2. Tôi có dịp gặp từ cuối năm 1965 ở Tam Dương, không ngờ vào chiến trường lại là trung đội trưởng dưới quyền anh. Anh em chưa kịp chào nhau, anh Hà giao việc. Cậu chuẩn bị đưa trinh sát lên thay ca cho đại đội 4. Trước khi đi, tôi chỉ hỏi anh Hà kết quả quan sát sẽ báo cho ai hay xử lý thế nào. Đại đội trưởng phán gọn một câu: cậu trực tiếp sửa bắn rồi báo cho trận địa. Ái chà! Đại đội trưởng nói cứ như vác súng vào rừng bắn dọc vậy. Tiện đây cũng nói luôn, dọc
là loài linh trưởng lông đen sống thành bầy trong rừng. Đặc tính của loài này, hễ nghe tiếng súng là thu mình ngồi im trên cây, khi nào nghe tiếng người nói mới tung mình bỏ chạy. Bởi vậy, nếu là người đi săn có kinh nghiệm, nhiều khi bắn được cả bầy. Nhưng sau mấy lần bắn dọc, tôi chán và có phần thương con mồi của mình. Có con rơi xuống nhưng vẫn còn sống, nó quằn quại đau đớn, hai mắt nhìn người bắn như van xin. Tôi nói thật, mình chưa được thực hành bắn bầy bốn, còn lý thuyết thì cũng quên rồi. Anh Hà ớ người ra, lo thật sự. Nếu tôi không biết thì cái suất leo cây bám đài đại trưởng phải nhận thôi. Anh Hà nói tôi ngồi lại, hướng dẫn thêm. Sau khoảng 30 phút, tôi nói nắm được rồi, đại trưởng yên tâm, để tôi lên đường. Nghe nói bài 4 ở trường sĩ quan pháo binh, học viên phải học và thực hành cả tháng. Học xong, còn phải bắn trên sa bàn, rồi mới được đi diễn tập chỉ huy bắn đạn giấy liều cho trên thực địa. Vốn liếng chỉ huy bắn pháo của tôi chỉ có 2 buổi học với 2 ông thầy, để rồi dùng cả đời. Thời gian này, giấy huấn luyện thiếu cũng bởi tư duy quân giải phóng phải khắc phục khó khăn, dùng mọi thứ có sẵn để chiến đấu. Bẹ măng ép phẳng thay giấy để tính toán, thời gian làm một bài tính phần tử bằng phút lại phải tính kết quả trên mo nang. Cũng may, khi nghe lính kêu quá, cấp trên cũng thôi luôn. Vui nhất là được đi dã ngoại đo đạc và trinh sát bám địch. Mỗi lần như vậy, chúng tôi cũng sánh ngang với Xuân Diệu mỗi khi đi công tác ra khỏi U Tỳ Quốc ở chiến khu Việt Bắc. Không được gặp dân, nhưng thấy cuộc đời tươi phơi phới. Tôi nhớ có lần trợ lý trinh sát trung đoàn xuống tổ chức cho phân đội chúng tôi thực hành bám địch trong ấp chiến lược. Giả định như vậy, và cũng cái ông trợ lý ấy nhìn ngắm tôi mấy phút, không hiểu thật hay đùa, gợi ý vào bản mượn một bộ váy mường cho tôi mặc với lý do thằng này giả gái được đấy. Èo mẹ ơi, chỉ nghĩ đến cái mùi khói măng ám vào bộ váy đã sợ, giờ phải mặc chắc chết. Cũng may có nhiệm vụ đột xuất nên cái lệnh này được hủy bỏ. Nhiệm vụ đột xuất ấy xuất phát từ chính kết quả huấn luyện của đại đội 7 chúng tôi. Nó là kết tinh mồ hôi công sức của tập thể quan thông pháo hơn nửa năm qua. Quan thông pháo là gọi tắt của 3 bộ phận đài quan sát thông tin trận địa. Nhân có đoàn cán bộ của Bộ Tư lệnh Miền B2 ra công tác, Bộ Tổng Tư lệnh muốn kiểm tra kết quả huấn luyện của trung đoàn, đồng thời giới thiệu với các cán bộ chỉ huy từ tiền tuyến lớn vừa ra. Đại đội chúng tôi được nhận vinh dự này, gấp rút hành quân về Sơn Tây. Ngược theo đường cũ về Lương Sơn, theo đường 21 cắt rừng về trường bắn pháo binh ở núi Múc Hòa Lạc, huyện Thạch Thất. Hành quân mấy đêm là chuyện vặt. Đến nơi, mọi phần tử trận địa mục tiêu đã có sẵn. Hình như lần bắn báo cáo này, ngoài các đồng chí ở Bộ Tư lệnh Miền, nghe nói còn có đồng chí bí thư thứ nhất Lê Duẩn cũng đến trực tiếp kiểm tra uy lực của DKB. Tiểu đội trinh sát kế toán chúng tôi có nhiệm vụ tính phần tử bắn và lấy hướng chuẩn cho pháo. Mọi thông số khí tượng do tiểu đoàn trinh sát 97 của binh chủng phụ trách. Bộ phận khí tượng thả bóng thám không, đo hướng gió, độ ẩm, áp suất không khí. Có người đi cùng để kiểm tra thông số ngòi liều do quân khí viên của đại đội đo. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi biết thế nào là bắn đạn thật với các thông số khí tượng tinh mật, điều mà ở chiến trường không bao giờ có. Mọi công tác chuẩn bị xong sớm hơn quy định, lấy hướng chuẩn cho trận địa xong, chúng tôi rút về phía sau, bàn giao máy phương hướng bàn cho trinh sát, rồi chọn một vị trí khá cao, hướng về mục tiêu quan sát điểm nổ. Đúng giờ dê, cả 6 khẩu pháo đồng loạt điểm hỏa. Những con rồng lửa vun vút bay lên cùng tiếng rú kinh người. Đạn rơi trúng mục tiêu, những quầng lửa sáng rực một khoảng trời. Về cơ bản, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng cán bộ trường bắn thì không yên tâm. Để chắc ăn, sau khi vừa dừng bắn,
hai chiếc mô tô ba bánh lao nhanh về phía mục tiêu. Sau này mới biết các thủ trưởng trường bắn cho người lên chuyển những chú bù nhìn mục tiêu tới gần các hố đạn hơn. Có lẽ đây không phải là lần đầu nên họ làm rất nhanh. Khi đoàn xe của các thủ trưởng lên tới nơi, mọi việc đã gọn gàng. Nếu là cán bộ kỹ thuật lên kiểm tra thì mọi chuyện lộ hết. Nhưng khi xe đến nơi, các thủ trưởng đều dừng ở dưới lòng đường nhìn lên. Nhờ vậy mọi chuyện đều theo đúng kịch bản. Nghe nói, sau khi trực tiếp xem xét kết quả bắn, các thủ trưởng miền đề nghị Bộ Tổng gấp rút cho Trung đoàn 208B vào chiến trường, chuẩn bị cho các đợt hoạt động của năm 1967. Ngoài chuyện bắn pháo ra, có một chuyện cũng vui đáo để. Đúng sáng hôm đó, Thủ trưởng Quân chủng Phòng không đi kiểm tra một đơn vị tên lửa, hành quân qua khu vực trường bắn. Để đảm bảo an toàn, mọi đường hướng tới trường bắn đều bị cấm. Vì một lý do nào đó, đơn vị tên lửa vẫn bình thản hành tiến. Thông tin cả đoàn xe đang đi buộc phải dừng lại, đến tai thủ trưởng. Ông trực tiếp lên vị trí vệ binh gác đường và quát tháo ra oai. Nhưng lính ta cũng không vừa. Có thể nhận ra ông là ai, nhưng vẫn coi như cháu không biết. Vì ông có đeo quân hàm đâu, chỉ biết tác phong oai vệ thì đoán ông là cốp to. Ngày ấy tiếng Anh không mấy người biết, nên cũng chưa ai dùng từ xếp như bây giờ. Rất nghiêm túc, nhưng kiên quyết, người lính gác đường báo cáo nhiệm vụ mình được giao và đề nghị đoàn xe tên lửa lùi lại. Không có lý do gì để bắt người lính gác đường cho xe qua. Ông ra lệnh cho xe cứ tiếp tục đi, phớt lờ quy định khi bắn đạn thật. Có lẽ ông bị chạm nọc khi một anh lính trơn bắt cả đoàn xe dừng lại. Lính ta đâu có vừa. Trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, người lính có quyền dùng mọi biện pháp để ngăn chặn những hậu quả xấu có thể xảy ra trong phạm vi mục tiêu bảo vệ. Điều lệnh vệ binh canh gác nói rõ rồi. Xin phép thủ trưởng để cháu làm nhiệm vụ của mình. Khóa nòng khẩu CKC mở đóng dứt khoát và câu nói từ tốn nhưng cũng kiên quyết không kém. Báo cáo thủ trưởng, nếu thủ trưởng vẫn cho xe qua, bắt buộc tôi phải nổ súng bắn vào pha đèn. Cứ nghĩ, thằng lính trẻ con chỉ dọa, thủ trưởng lệnh cho xe tiến lên. Đứng lại không tôi bắn. Đáp lại khẩu lệnh này là một giọng oai vệ lệnh cho xe tiếp tục đi. Đoàng! Một tiếng nổ khô khốc, tất cả khựng lại, không gian im ắng lạ thường. Cả đoàn xe đành dừng lại, chờ xong cuộc diễn tập của pháo mặt đất mới tiếp tục đi. Buổi chiều, anh bạn được giao gác đường kể lại chúng tôi mới biết. Theo anh, thủ trưởng trường bắn là một đồng chí trung tá, khi biết chuyện cứ ca cẩm. Chết thôi, các cậu không sao, nhưng tớ chắc bị ông ấy vật hết tóc. Chàng lính nhà ta mạnh miệng, thủ trưởng yên tâm, tội đâu em chịu, bị tước quân tịch đuổi về hậu phương là cùng chứ gì. Ai chả biết, tước quân tịch đuổi về địa phương là nặng nhất rồi, nhưng đuổi em về thì lấy ai khiêng pháo đi bê đây? Chuyện này tôi tin là thật, nhưng chi tiết bắn vỡ pha đèn thì hẳn là không có. Chuyện này về sau cũng im luôn. Chắc chắn thủ trưởng nổi tiếng nóng nảy hay ra oai cũng hú vía vì chút nữa trái lệnh, và ở phương diện nào đấy còn phải cảm ơn anh lính đã cứu mình một bàn thua đậm. Còn người lính ấy lâu quá rồi không nhớ tên, cũng không gặp lại. Có lẽ anh đã có tên trong danh sách những người nằm xuống ở vùng đất cuối xuân đầu năm 1968. Chỉ nhớ anh là người Hà Nội cùng nhập ngũ một ngày với chúng tôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bắn biểu diễn, đơn vị được thưởng một con bò cho bộ đội mừng công và ở lại thêm mấy ngày nữa. Có lẽ chờ các thủ trưởng binh chủng họp đánh giá về kết quả kỹ chiến thuật và uy lực của DKB, anh em được nghỉ ngơi tại chỗ. Tôi nhớ khi đám trinh sát kế toán đang ngồi đánh bài, anh Phạm Quang Đậu, hỗn danh là Đậu Dâu hay Đậu Xồm vì bộ râu quay nón ít được cạo hàng ngày, đến thông báo cho tôi một tin chấn động đến tận đỉnh Ba Vì. Với động tác lơ ngơ khác hẳn tác phong hàng ngày của đồng chí chủ nhiệm trinh sát trung đoàn, tao có thằng chống gậy rồi.
sắp lên đường ra trận mà được tin vợ sinh con trai thì hạnh phúc nào bằng. Mọi người chúc mừng anh. Chuyện cứ tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng nghĩ lại, thằng chống gậy của anh có khi bây giờ cũng đã có cháu nội cháu ngoại rồi. Nói anh thông báo cho tôi vì anh biết và cũng quý tôi từ lần đầu tiên xuống kiểm tra huấn luyện kỹ thuật cuối năm 1965 và định nhắc tôi về đại đội chỉ huy của trung đoàn. Nhưng các đồng chí chỉ huy đại đội tôi thì lại không chịu. Anh vẫn ủ mưu kéo tôi về đại đội chỉ huy cho đến giữa năm 1967, nhân dịp tôi được tăng cường cho bộ phận trinh sát chuẩn bị trận địa cho chiến dịch Lộc Ninh. Anh cố kéo tôi cùng một số trinh sát của đơn vị về bổ sung cho đại đội chỉ huy C-14. Về cá nhân, tôi cũng không phụ lòng tin cậy của cấp trên. Cuối năm 1965, tiểu đội trinh sát chúng tôi giành giải nhất hội thao phân đội trinh sát toàn trung đoàn. Là anh cả của trinh sát trung đoàn, nhưng tiểu đội trinh sát của đại đội chỉ huy C-10, dù được chọn trong số trinh sát ưu tú của đại đội, vẫn ngậm ngùi nhận giải nhì. Cũng cuối năm 1965, đại đội chúng tôi được chọn đại diện cho trung đoàn 208 đi bắn đạn thật ở Sơn Tây. Cũng không ngờ, ở trận địa của đơn vị, tôi gặp Mai Mạnh Hảo, người gọi tôi bằng chú, là lính đặc công của sư 304, cũng về đây diễn tập. Trận địa pháo của đơn vị chú thành mục tiêu cho đơn vị cháu, làm mục tiêu giả định. Khi trận đánh kết thúc, chú cháu vô tình chạm trán nhau, cháu nói ngay: "Trận địa của chú bị diệt rồi." Tranh thủ mấy phút hiếm hoi, chú cháu hàn huyên. Biết tôi là trinh sát, cháu truyền cho mấy đường cơ bản về ngụy trang, tiềm nhập. Không ngờ những năm sau này, bài học vỡ lòng ấy đã giúp tôi rất nhiều trong chiến đấu. Biết đơn vị cháu ở gần Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa, tôi viết địa chỉ nhà bà bác dâu, cháu gọi bằng bà, lên bì thư của tôi để cháu đến thăm. Từ địa chỉ trên bì thư, cháu đã tìm được và sau này các anh chị họ của tôi ở trong đó cầm ra Hà Nội tìm gia đình tôi, nối lại liên lạc sau hơn chục năm tưởng chừng như đã mất. Còn cháu Hảo năm 1969 đã hy sinh khi là đại đội trưởng đặc công của sư đoàn 304 khi ở vào tuổi 21. Là đợt bắn biểu diễn nên ngoài các sĩ quan của cơ quan tác chiến còn có nhiều cán bộ của cơ quan nghiên huấn, Bộ Tư lệnh Binh chủng. Chúng tôi gặp gần như đủ mặt nhân tài mà cánh trinh sát kế toán chỉ nghe tên nhưng chưa thấy mặt. Những sĩ quan mà gần hết cuộc đời binh nghiệp gắn liền với chiếc bút gắn đầu kim khâu. Họ là những người chuyên khắc thước PB63, thước tác nghiệp bàn đạp dành cho kế toán pháo binh. Không có họ, việc tính toán sẽ chậm trễ, không đáp ứng được yêu cầu tính phần tử bắn trong huấn luyện và thực chiến. Đến nay, tôi vẫn không lý giải được vì sao, dù công việc này với công nghệ không có gì là cao siêu, chỉ cần vài ca làm việc, nhà máy văn phòng phẩm Hồng Hà có thể đảm bảo cung cấp đủ cho các đơn vị pháo binh toàn quân. Khi ấy, cũng không ai hỏi, đều coi là lẽ đương nhiên và thực tế. Số thước khắc thủ công ấy lại rất chính xác, độ dài, độ sâu của từng chi tiết đều tăm tắp. Trong số cán bộ nghiên huấn, tôi nhớ có đồng chí Xuân Niên là người nổi tiếng về tài khắc thước và là một trong những tác giả sáng tạo những loại thước đặc biệt phục vụ cho trinh sát pháo binh, mang đậm tính đặc thù của pháo binh Việt Nam. Một sự sáng tạo của con nhà nghèo nhưng hiệu quả vô cùng lớn. Anh Xuân Niên còn là một nhà thơ. Khi ấy anh đang ấp ủ viết một trường ca về anh hùng pháo binh Phùng Văn Khẩu, anh cho tôi xem và rất cầu thị. Cậu đọc rồi góp ý cho tớ. Nhưng thật tội, tôi có thể cảm nhận được cái hay của một bài thơ, nhưng làm thơ có cố gắng lắm cũng chỉ được hai câu hoàn chỉnh, thì sao mà dám góp ý. Không biết sau này anh có hoàn thành tác phẩm của mình không. Những việc không tên trong rừng nguyên sinh. Chúng tôi lại trở về với Yên Thủy. Cả trung đoàn rút vào sâu trong rừng gần khu vực nông trường mùng 2 tháng 9.
Thời gian này tập trung học kỹ thuật, hầu như không còn hành quân đêm nữa. Tiểu đoàn 3 chúng tôi thường tổ chức hội thao kỹ thuật. Có lần nghe tham mưu trưởng tiểu đoàn trình bày kế hoạch hội thao trinh sát kế toán và có phần thưởng bằng vật chất cho phân đội và cá nhân giành giải nhất. Nghe xong, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói vui: nếu có giải thưởng bằng kẹo thì gọi trinh sát đại đội 7 và thằng Quý lên nhận phần thưởng, về ăn trước rồi thi sau. Dù chỉ là câu nói vui nhưng đủ biết thủ trưởng tiểu đoàn tin tưởng phân đội trinh sát đại đội 7 chúng tôi thế nào. Các tình huống giả định ở đây gần với thực tế chiến trường hơn. Trinh sát phải mò mẫm xử lý nhiều tình huống. Khoảng cuối tháng 10, không biết ai nghĩ ra một tình huống oái oăm. Cần một tổ trinh sát bí mật lên đỉnh núi, chờ trời tối bấm đèn cho bộ phận bên dưới, dùng phương hướng bàn, một khí tài quan học dùng để đo góc hướng và quan sát mục tiêu. Bắt mục tiêu, vị trí này nằm trên đỉnh ngọn núi cao 209 mét so với mặt nước biển. Và ngoài ra, tình huống cũng như bộ phận tham mưu, trinh sát của tiểu đoàn không hề biết gì về đường leo lên ngọn núi này. Những người đi làm nhiệm vụ cũng không được nghiên cứu trước trên bản đồ. Công việc này được giao cho hai trinh sát của tiểu đoàn và một cán bộ tiểu đội trinh sát của đại đội 7 phụ trách chung. Nghe thì oai quá. Cán bộ trinh sát cấp đại đội chỉ huy trinh sát tiểu đoàn, loại lính bằng quan đại đội, đi làm nhiệm vụ. Thôi thế cũng được. Người phụ trách là tiểu đội trưởng mới đúng. Nhưng không hiểu sao việc này lại giao cho tôi, tiểu đội phó phụ trách kế toán. Lệnh đã ban thì phải thi hành. Hai trinh sát tiểu đoàn đã chờ sẵn, trong đó có Đinh Văn Quỳnh, sau này hy sinh ở Quế Xuân, ven Sài Gòn, trong đợt 1 của cuộc tổng tấn công Mậu Xuân. Người thứ hai không nhớ là ai. Ngoài một khẩu AK, đèn pin, dao phát rừng, mỗi người còn có một gói xôi to như cây giò lụa mang theo. Riêng tôi, vì nhận lệnh đột xuất nên không kịp mang theo cơm nắm. Cũng may đi dã ngoại nên có võng tăng mang theo. Ba anh em vội vã lên đường vì chỉ còn khoảng 3 giờ là trời tối. Đến chân núi mà ngao ngán, không biết bắt đầu từ đâu, tôi bàn với anh em cứ leo thẳng lên, vừa đi vừa phát đường mở lối. Mới lên được một đoạn, cả ba đều nhăn nhó kêu ngứa. Thì ra trên đường đi rất nhiều cây lá han. Ai vô ý chạm vào mặt dưới của lá đều bị mẩn ngứa vì những cái lông nhỏ và cứng cắm vào không sao chịu nổi. Tiến không được, lùi không xong, nhưng không ai bàn chuyện rút lui. Cũng được gọi là có kinh nghiệm vì ngày bé chui hàng rào nhà hàng xóm ở nơi tạt cư nên cũng biết cách lấy độc trị độc. Tôi nói anh em chặt củ giấy dại bên cạnh sát lên chỗ ngứa. Cũng lạ, hai loại cây này kỵ nhau, luôn mọc cạnh nhau, cứ như hai ông hộ pháp thiện ác trong chùa vậy. Cả hai ngần ngại không làm theo, lá han đã ngứa, giờ lại sát củ giấy lên mặt thì càng ngứa thêm. Tôi lấy dao, cắt một củ và xoa lên mặt tay chân mình trước, hai anh cũng làm theo. Chưa tin hẳn, nhưng thà chết một đống hơn sống một thằng. Rất đúng với tinh thần hào hiệp của ba chàng lính ngự lâm. Quả nhiên hiệu nghiệm ngoài mong muốn, chỉ mới sát qua vài đường đã thấy đỡ ngứa, vậy là ổn. Lúc này chỉ còn mục tiêu duy nhất chiếm lĩnh đỉnh núi trước khi trời tối. Dốc dựng đứng không đáng sợ bằng vách đá tay mèo, chỉ chờ cứa nát chân tay, bám theo nhau nhích từng bước. Có những chỗ dốc đứng phải bám thật chắc rồi đu lên, dù có mỏi tay cũng phải cố mà bám. Chỉ cần sơ sảnh một chút thì không rơi xuống cũng xây xát vì đá cứa rách ra nát thịt. Càng lên cao, tiếng thở hổn hển càng to, nhưng không ai nghĩ đến việc dừng lại nghỉ lấy sức. Hướng này khuất nắng nên không biết sớm hay muộn, chỉ biết phải lên được đỉnh núi trước khi trời tối. Một tình huống diễn tập nhưng cũng là mệnh lệnh buộc chúng tôi phải hoàn thành. Chỉ nhìn lên, dứt khoát không nhìn xuống. Như vậy tự nhiên thấy quyết tâm cao hơn. Rồi cái thời khắc mong đợi cũng đến. Đỉnh núi nhọn hoắt,
không đủ chỗ cho ba anh em cùng đứng. Không hiểu sao, khi lên tới nơi, tôi vung dao chặt đứt cành cây có treo mảnh vải đỏ. Vung dao chặt vì ảnh hưởng chuyện Tam Quốc và Thủy Hử ngày ấy được đăng dài kỳ trên báo Thời Mới. Và một lý do nữa, như tôi nói với anh em, về tặng tiểu đoàn trưởng. Còn một ý khác không nói, làm bằng chứng nếu tối hôm ấy trinh sát không thấy đèn để giao hội. Mảnh vải không biết do đơn vị nào, chắc địa quốc gia hay chắc địa pháo binh treo lên, trông có vẻ tạm bợ. Tranh thủ trời còn sáng, chúng tôi tìm chỗ mắc tăng võng và bỏ xôi ra ăn. Vừa đói vừa vui vì nhiệm vụ sắp hoàn thành. Ba anh em làm gọn cả hai gói xôi to tướng, không ai nghĩ đến chuyện để lại một ít cho bữa sáng hôm sau. Một sơ suất nhỏ nhưng là kinh nghiệm lớn cho chúng tôi sau này. Trời tối rất nhanh, chúng tôi hướng về phía tổ trinh sát, bên dưới bấm đèn. Chu kỳ bật tắt liên tục, kéo dài chừng 5 phút. Hôm sau, về nghe anh em nói lại. Dân quân thấy đèn trên đỉnh núi, lúc đầu cũng nghi, nhưng sau thấy nhấp nháy liên tục không tắt, cũng không có tiếng máy bay phản lực, nên yên tâm biết bộ đội tập đêm. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng tôi ngủ ngon lành. Đến quá nửa đêm, sương lạnh buông xuống rét không ngủ được. Ba anh em nằm tán chuyện tiếu lâm, chờ sáng. Chừng 8 giờ mới quyết định hạ sơn. Đi sớm không được vì trời mù sương, đường trơn nên đành chờ mặt trời lên cao. Nhìn lại con đường leo lên hôm qua, cả lũ lắc đầu ngao ngán. Đành phải tìm đường khác đi xuống. Mò mẫm một lúc lâu, chúng tôi phát hiện có một cái giếng trời nhìn xuống tận đáy. Thì ra, đây là con đường người ta leo lên. Nếu lên được bằng đường này, phải có thang dây. Nhưng ngày hôm qua, chúng tôi lấy đâu ra? Lối này không có đá tai mèo, cũng không có lá han. Nhưng miệng giếng trời rất rộng và trơn tuột. Cũng may, có nhiều dây leo to như bắp tay bám chặt vào vách đá. Anh em bám vào rồi leo dần xuống. Tưởng dễ đi, nhưng khi xuống đến mặt đất, mất hơn 3 giờ. Buổi sáng không có gì lót dạ, ai cũng thấy tay chân run rẩy. Xuống đến mặt đất, cả ba lăn ra thở, mặt ai cũng tái xanh vì đói và khát. Thất thểu về đến nơi tập kết, đã gần 2 giờ chiều. Cả tiểu đội cố chờ tôi về nên chưa ai ăn cơm. Công bằng mà nói, anh em đã có ý nấu thêm gạo, nhưng nhìn nồi cơm tôi thấy buồn hẳn. Vì nghĩ rằng bằng này chỉ mình ăn cũng thiếu. Lần đầu tiên biết thế nào là đói mềm người, thế nào là con mắt to hơn cái bụng. Dường như biết ý, anh em ăn nhanh rồi đứng dậy để tôi tự xử lý. Nhưng sức đâu mà ăn hết mấy suất cơm ấy. Sau này trong chiến đấu còn mấy lần đói như vậy, nhưng khổ hơn là không có muối. Đã thiếu ăn rồi, lại thiếu muối thì người rã rượi, mồ hôi vã ra, chân tay run lẩy bẩy. Đấy là chuyện của những năm sau này. Chỉ khi cái đói có thể quyết định hành vi của mỗi người, độc giả mới thấy hết ý nghĩa chuyện ngắn Tình Yêu Cuộc Sống của Jack London mà Lenin nghe đọc trước khi qua đời. Tuy vất vả, nhưng tôi cũng kịp ghi thêm điểm. Các đảng viên trong chi bộ khi xét kết nạp đều cho điểm cộng. Từ khoảng cuối tháng 10, các đêm hành quân đường dài dần kết thúc. Bộ đội tập trung học kỹ chiến thuật và học chính trị. Cán bộ từ trung đội trở lên, tùy thuộc địa bàn, được tranh thủ về qua nhà. Có anh nhân dịp ấy mà vợ chồng có thêm được đứa con cho chị ở nhà, có tiếng trẻ bi bô, đỡ cô đơn. Có anh kịp cưới vợ chỉ sau vài ngày về phép. Khi trả phép, tính khí tự nhiên vui vẻ, thoải mái tợn. Chỉ có lính là án binh bất động, vẫn ngày ngày loanh quanh ở nơi trú quân hoặc vào rừng kiếm măng. Gần một năm học rồi thực hành trên đường hành quân dã ngoại. Có một khoa mục đơn giản nhưng không mấy ai chịu học nghiêm túc và cũng đừng ai nghĩ nó chỉ đơn giản là kỹ thuật. Nó chính là ý thức tự giác rèn luyện và tự bảo vệ mình. Khoa mục không có tên trong sổ giáo trình. Tên của nó là giữ bí mật khói lửa. Đào hầm làm một cái bếp hoàng cầm
không khó khăn với những người lính vốn quen với cày cuốc, nhưng có được ý thức giữ bí mật khi nấu ăn và phơi quần áo lại là sự tự giác và trách nhiệm của mình với đồng đội. Không ngày hành quân dã ngoại nào không nghe thấy tiếng hô khói, khói, dâm gian cả khu rừng trú quân. Những ngày hành quân trên đường giao liên, chuyện này vẫn liên tục xảy ra. Không phải cứ là lính, đương nhiên biết nhóm lửa sao cho không có khói. Nhiều anh vụng về, cứ nấu ăn lại y như rằng bếp bốc khói còn hơn đun bằng rơm rạ ướt. Chính vì sự chủ quan, thiếu kinh nghiệm của anh em, vì sự quản lý lỏng lẻo của chỉ huy đơn vị, mà sau này có đơn vị trong một ngày đã mất đi hàng trăm chiến sĩ. Họ là những sinh viên sắp tốt nghiệp các trường đại học ở Hà Nội, tình nguyện lên đường chiến đấu. Hơn nửa năm huấn luyện, rồi hành quân vào Nam. Chỉ còn 2-3 đêm hành quân nữa là đến vị trí tập kết, kết thúc cuộc trường chinh ngàn dặm. Nhưng vì đun nấu để khói bay lên, quần áo phơi ngoài trống để trực thăng phát hiện, bỗng chốc, gần như cả đoàn quân sinh viên ấy ngã xuống. Đau xót vô cùng. Tôi biết vụ này và biết cả cái ông trung đoàn trưởng của trung đoàn ấy ngày còn ở đất Campuchia. Gần đến cuối năm, mọi chương trình huấn luyện cũng giảm bớt. Không biết chủ trương từ đâu, tiểu đoàn cho anh em vào rừng đốn gỗ chống lò bán cho mỏ than Hòn Gai và đi đắp đập ngăn suối, nghe nói là để làm thủy điện nhỏ. Dụng cụ khai thác gỗ không có, chỉ bằng con dao tông, vốn chỉ dùng để chặt cành cây. Với công cụ như vậy, anh em phải vào rừng chặt những cây gỗ thân nhỏ nhưng cứng vô cùng. Tôi không nhớ tên, nhưng chỉ nhớ bập dao vào lại bung ngược trở lại. Chặt gỗ cần sức khỏe, cứ hùng hục mà làm. So với chặt nứa, chặt gỗ ê tay nhưng an toàn hơn. Chặt nứa cần có sức khỏe, đồng thời phải có mưu. Biết nhìn cả bụi nứa, chọn cây cần chặt, và cuối cùng là thế đứng, vị trí đứng. Khác với tre, nứa không có cành ngang, nên khi bị chặt là lao thẳng xuống. Đứng sai vị trí là cả cây nứa lao vào chân ngay. Rồi lại phải chặt sao cho dứt khoát. Cây nứa dù to cũng chỉ chém 4 nhát không hơn. Phải chặt thật nhanh, không cho cây nứa kịp ngã. Chậm một chút, cây nứa có thể toác ra là công toi. Còn công trình gọi là đập thủy điện chỉ là cái đập nhỏ chắn ngang dòng suối cạn, rộng chưa đến chục mét. Nhưng đất dùng để đắp đập được xử lý rất cẩn thận, kỹ hơn đất trình tường, đẹp như đất làm gạch thì đúng hơn. Đất được đập tơi, nện nhào, rồi nhặt cho hết sỏi nhỏ, sỏi to lẫn vào. Khi nào đất thật mịn mới đem đắp lên thân đập. Tôi cũng không hiểu, đắp một cái đập ngăn dòng suối khô như vậy thì làm gì có nước chảy máy. Dù sao đến phiên thì vẫn phải làm chu đáo. Cũng không biết tiền kiếm được dùng vào việc gì khi mức ăn của bộ đội vẫn là 1,6 đồng. Anh em chiến sĩ không ai được về tranh thủ. Riêng Vũ Chí Kiên, kế toán đại đội 9 được đi làm nhiệm vụ rất quan trọng. Liên hệ mua cho trung đoàn một số đài bán dẫn Xion Mao của Trung Quốc. Việc này chỉ Chí Kiên mới làm được vì là con của một đồng chí vụ trưởng ở cơ quan do Phó Thủ tướng Phạm Hùng trực tiếp phụ trách. Khi lên đường, ban chỉ huy tiểu đoàn trở lên được cấp loại đài Xion Mao nhỏ gọn và bắt rất khỏe, mua bằng tiền quỹ của trung đoàn. Ở đại đội, được cơ quan tuyên huấn binh chủng cấp loại đài Orion Tông của Hungary nặng chỉnh chịch. Chế độ dinh dưỡng của bộ đội DB gần bằng 2 lần mức ăn của các đơn vị chiến đấu trên đất Bắc. Ngay đơn vị huấn luyện của sư đoàn 320 ở gần đó, do thiếu tá Đỗ Tất Yến, nguyên đại đội trưởng, khi đánh sân bay Cát Bi trong kháng chiến chống Pháp, cũng không được hưởng chế độ ăn này. Anh em chỉ được hưởng chế độ ăn 1,6 đồng khi có lệnh chuẩn bị đi bê. Mọi thứ thực phẩm đều được hậu cần cung cấp. Rau xanh phải đi mua ở thị trấn Nho Quan, cách nơi đóng quân gần 20 km. Anh em phải thay nhau đi cùng tiếp phẩm gánh hàng về. Ai được đi theo tiếp phẩm, mặt cũng tươi hơn hớn. Riêng tôi thì xanh mặt, vì khi ấy chưa biết gánh.
Người Thảo gánh 40 đến 50 cân đi đường nhẹ tênh, với tôi như có đôi cối đá trên vai. Người khác đi thẳng, tôi bước xiên xẹo, lượn sang trái lượn sang phải đo đường. Thành ra đoạn đường tôi phải đi dài gần gấp đôi người khác. Tập mãi cũng không quen. Sau này trên đường hành quân lại dính vụ khiêng lính ốm, vờ. Nhưng khi ấy có mưu nên hầu như không phải khiêng bước nào. Đấy là vụ một đồng chí lớn tuổi nhập ngũ năm 1966 theo lệnh tổng động viên. Không hiểu vì có chuyện gì buồn mà tối hôm trước vẫn vui vẻ khỏe mạnh, sáng hôm sau đã rên hừ hừ, bỏ cơm, nằm lì trên võng, đành phải khiêng bác chứ biết làm sao. Nếu cứ ốm mà để lại thì hết quân. Tôi được giao đi khiêng bác, chỉ nhìn cái dáng cao to của bác đã hoảng, đành phải múa mép vì biết bác ốm vờ thôi. Các cụ nhà ta từng dạy, mồm miệng đỡ chân tay, quả không sai. Việc đầu tiên là mời bác lên võng cho chúng em khiêng. Không muốn mang tiếng ác, nhưng vì bác nặng, em bước siêu vẹo, quật bác vào cây hai bên đường. Chưa hẳn thương hai thằng em, nhưng nếu cứ nằm trên võng, chắc cũng nhừ người, cái võng cũng te tua luôn. Chờ cho đơn vị đi khá xa, bác mới nói, để bác tự đi. Nói thế nhưng giọng vẫn phều phào không ra hơi. Tôi biết bác đang cố diễn. Ngay lập tức, những lời ngọt ngào có cánh được tuôn ra. Một điều thưa bác, hai điều xưng em. Bác hơi khát là nâng bi đông cho bác uống, nịnh đủ kiểu, khen đủ lời. Lúc đầu bác đi chậm, sau nhanh dần. Bác chỉ dặn một người đi xa phía trước, nếu thấy đơn vị nghỉ giải lao thì báo để cùng nghỉ. Hôm ấy tưởng vất vả, hóa ra nhàn. Nhàn vì cái ba lô của mình, khoảng 3 cân quần áo mang tương trợ cho pháo thủ, anh em trong tiểu đội phải mang. Chúng tôi lùi lại đi sau đơn vị, chờ đến khi anh em về hết, bọn tôi mới dìu nhau vào bãi khách. Thấy tôi khiêng người bệnh, nhưng không có vẻ mệt mỏi, ai cũng lờ mờ đoán ra nhưng không hỏi, và tôi cũng không nói. Quay lại chuyện đi gánh thực phẩm cho tiếp phẩm. Phải đi tận Nho Quan mua thực phẩm, vì nơi đóng quân toàn người Mường, không nhà nào trồng rau. Trong vườn chỉ có chuối xanh và đu đủ. Ăn mãi hai món này, anh em đều sợ, nên phải đi xa mua các loại rau củ khác. Gánh nặng, lại đi trên đường 12, khi ấy đang giải đá, cứ khấp kha khấp khểnh, càng thêm mệt. Mỗi lần gánh được gánh rau về, toàn thân đau mất mấy ngày. Dù mệt, dù đau, ngày hôm sau vẫn phải ra bãi tập. Đời quân ngũ là vậy. Anh chỉ được nghỉ khi y tá đại đội xác nhận anh ốm thật. Rau xanh không đủ, anh em tranh thủ ngày nghỉ vào rừng hái măng. Mênh mông rừng nứa, rừng tre, nhưng chỉ được lấy măng rang. Các loại tre nứa khi ấy là nguyên vật liệu để làm nhà nên không được lấy măng. Không chỉ bộ đội mà nhân dân cũng tự giác thực hiện. Măng rừng nhiều lắm, có cảm tưởng hôm nay bẻ, ngày mai nó lại mọc thêm rồi, dù trời đang chuyển dần từ cuối thu sang đầu đông. Măng hái về ăn tươi, phơi khô, để trữ ăn dần. Người Mường còn hái măng về ngâm chua. Mùi măng là mùi đặc trưng trong mỗi căn nhà sàn. Nó chua chua khai khai, trộn lẫn cùng với mùi chất thải của trâu ở dưới gầm sàn, lẫn trong mùi khói bếp cũng có mùi măng chua. Quần áo chăn nệm cũng chỉ có một mùi măng. Cái cảm giác về mùi chắc chỉ dân làm mắm ở vùng biển mới cảm nhận đầy đủ. Nó ngấm vào da thịt, mồ hôi chảy ra, mang theo thứ mùi đặc trưng này. Ngày mới chuyển về đây, đại đội giao cho từng trung đội thay nhau làm thịt lợn giúp anh nuôi. Bộ phận nào giết lợn thì được hưởng bộ lòng. Lúc đầu anh em hăm hở, trổ tài chế biến lòng rồi và món quốc hồn quốc túy, tiết canh. Nhưng rồi dần chán, không bộ phận nào muốn nhận đăng cai, đến lượt thì miễn cưỡng phải làm. Những tháng cuối năm, xen kẽ giữa học kỹ chiến thuật là học chính trị và nghe thời sự. Những ngày học chính trị thường tập trung cả tiểu đoàn. Giáo viên đứng lớp là đồng chí chính trị viên và chính trị viên phó tiểu đoàn.
Nói thật, nghe các thủ trưởng giảng chán lắm. Chính trị viên là người đồng hương Nam Định của tôi, dù đi lâu nhưng giọng nói vẫn đặc thệt, lẫn lộn còn trầu trắng với còn tàu tắng, làm cánh lính Hà Tây dân tép gọi tôm, cố nén cũng phải cười nghiêng ngả. Nghe giảng chính trị thì chán như vậy, nhưng khi tranh luận cào cào châu chấu, con nào bằng đầu, con nào nhọn đầu, hay con tôm, con tép thế nào, thì sôi nổi om sòm không bao giờ dứt. Chúng tôi chỉ mong tập trung để cánh trinh sát kế toán tiểu đoàn gặp nhau trò chuyện, nếu rảnh hơn lại túm tụm nghêu ngao những bài hát về Hà Nội và những bài hát vừa mới ra lò nghe được qua máy thu thanh. Ngược lại, nếu giảng viên là đồng chí Nguyễn Kim Điện, tình hình lại khác. Khi ấy, cụ là đại úy, phái viên chính trị của Bộ Tư lệnh Pháo binh giao xuống giúp trung đoàn. Ngoài công tác tổ chức, củng cố đội ngũ cán bộ chính trị, cụ trực tiếp giảng bài, cũng nội dung ấy, cũng thời gian như vậy, nhưng khi nghe cụ giảng, anh em đều chăm chú. Ở người phái viên chính trị này là sự gần gũi chân tình và sự quan tâm thật sự đến chiến sĩ qua cách ứng xử của cụ. Bất cứ nội dung gì, đề tài gì, cụ cũng dẫn dắt đến chân lý hiển nhiên, ai cũng có thể làm được. Cụ gieo vào lòng người nghe niềm tin và ý chí kiên cường, chuẩn bị hành trang cho người lính sắp ra trận một cách rất tự nhiên. Và đặc biệt, câu kết bài giảng bao giờ cũng là năng nhặt chặt bị. Năng nhặt chặt bị, vì với người lính phải vất vả trên thao trường mới có thể tồn tại và chiến thắng trên chiến trường. Người phái viên chính trị ấy, trước khi đơn vị lên đường chỉ ít ngày, nhận quyết định chính thức về làm phó chính ủy trung đoàn. Chúng tôi cảm thấy bất ngờ, nhưng cụ vui vẻ nhận vì có lẽ đã được báo động từ trước, chỉ chưa chính thức giao quyết định mà thôi. Dù chỉ sống cùng trung đoàn chúng tôi đến giữa đợt 1 Mậu Thân 1968, rồi về làm chính ủy trường đào tạo cán bộ pháo binh của đoàn Biên Hòa H10. Và kinh qua những chức vụ chủ chốt của Bộ Tư lệnh Pháo binh miền, nhưng cụ vẫn dõi theo và dành cho những người lính cũ chúng tôi những tình cảm đặc biệt cho tới ngày cụ đi xa. Về đồng chí Kim Điện còn nhiều kỷ niệm. Thủ trưởng dành cho chúng tôi những tình cảm chân tình và coi cấp dưới như người thân. Chuyện kể rằng sau khi Hiệp định Paris ký kết, cụ có chuyến công tác ra Hà Nội kết hợp đi phép. Trước khi vào, với danh nghĩa chủ nhiệm chính trị đoàn Biên Hòa, cụ đề nghị Cục Hậu cần binh chủng cấp cho mấy chục cân đậu xanh vào làm quà cho bộ đội. Trên đường đi, thiếu rau xanh, đồng chí lái xe gạ thủ trưởng cho dùng một ít để làm giá. Dù cố năn nỉ, cụ vẫn kiên quyết không cho. Chịu khó gian khổ, đây là quà của anh em ở trạm xá. Vào đến căn cứ, cụ ghé bệnh xá của đoàn trước, thăm hỏi anh em thương binh đang điều trị tại đây. Khi cụ hỏi ăn uống thế nào, anh em tranh nhau báo cáo. Khổ lắm thủ trưởng ơi, mấy tháng nay không có gạo, toàn phải ăn đậu xanh nấu thay cơm. Cụ choáng thật sự. Sau khi thăm hỏi anh em, cụ lẳng lặng ra xe, không nói gì đến món quà từ miền Bắc. Đúng là thủ trưởng không biết thật. Thời gian ấy, hậu cần miền không lo đủ gạo cho các đơn vị. Thay vào tiêu chuẩn gạo là đậu xanh, lạc, bột mì, thậm chí cả hạt sen. Ở cơ quan, có chị nuôi còn chế biến được. Ở đơn vị, chỉ biết ninh đậu cho nhừ, bột mì nhào nước rồi luộc, lạc rang lạc luộc thay cơm. Riêng hạt sen là thứ sợ nhất, cứ cấp cho mỗi người một ít rồi tự xử lý. Trung đoàn trưởng Nguyễn Nghiệp và chuyện kẻ ngoại đạo phiếm đàm về lịch sử. Một giáo viên nữa là một người đặc biệt, một con người mà ai được tiếp xúc và cả những ai chỉ nghe kể về ông cũng đều kính trọng ngưỡng mộ. Người ấy là trung đoàn trưởng Nguyễn Nghiệp. Tôi được gặp ông,
tham mưu trưởng Trung đoàn Pháo binh Dự bị 208 khoảng tháng 6 năm 1965, nhân dịp ông xuống kiểm tra công tác huấn luyện ở tiểu đoàn 3 và đại đội chúng tôi. Đấy là một người không cao, bụng lại phệ, nhưng vẫn gọn gàng. Nghe anh em nói, ông mới cắt dạ dày trước đó không lâu. Sau khi phẫu thuật, tự nhiên phát tướng. Nhưng ông có nghị lực, có ý chí, nên không chịu để chiều ngang tự do phát triển. Khi còn ở doanh trại của trung đoàn tại Dốc Láp, Chùa Hà, trên đường từ Vĩnh Yên đi Tam Đảo, nay là doanh trại của Lữ Pháo binh 204, cũng như khi ở nơi sơ tán, ông đều duy trì chạy việt giã buổi sáng. Trợ lý tham mưu trung đoàn đều ngán khi được ông mời chạy cùng. Một điều lạ nữa là dù cắt dạ dày nhưng ông vẫn ăn rất khỏe, ăn khỏe đến mức nổi tiếng cả trung đoàn. Mỗi khi xuống đơn vị kiểm tra không về kịp, đồng chí trợ lý đi cùng bao giờ cũng tạt qua nhà bếp dặn nhỏ. Thức ăn không cần nhiều nhưng nhớ tăng thêm cơm cho thủ trưởng. Dù anh nuôi đều biết phải làm gì. Ông vốn là huyện ủy viên ở Hưng Yên, được điều động vào quân đội từ những năm 1950. Nghe nói khi mới chuyển sang quân đội, ông là cán bộ chính trị, sau mới chuyển sang làm cán bộ quân sự. Theo chúng tôi, ông là một cán bộ toàn năng toàn tài. Chỉ tiếc sau này ông hy sinh sớm quá khi tài năng bắt đầu nở rộ trên cửa ngõ Sài Gòn đợt 2 xuân 1968. Khác với đồng chí Tô Thuận, trung đoàn trưởng 208, cấp trên trực tiếp của mình, giọng sang sảng khi nói chuyện, ông lại cuốn hút người nghe ở cách nói nhẹ nhàng chậm rãi như thầy giáo giảng bài. Năm ấy, đại tá Hoàng Minh Thảo mới hoàn thành tác phẩm Tổ tiên ta đánh giặc, một tác phẩm chuyên khảo nhiều người muốn tìm đọc nhưng không phải dễ. Ông rất tâm đắc và trực tiếp giới thiệu cho các đơn vị. Mọi người có thể quên, riêng tôi rất ấn tượng với tác phẩm và tác giả. Phải 40 năm sau, vào cuối tháng 8 năm 2007, đi tháp tùng Thiếu tướng Tô Thuận đến nhà riêng của Thượng tướng, báo cáo kế hoạch lễ báo công và tạ ơn nhân dân huyện Tam Dương nhân dịp trung đoàn 208A vào Tây Nguyên chiến đấu. Lực lượng còn lại của trung đoàn 208 sau khi trung đoàn 208B vào Nam Bộ. Khi sắp ra về, tôi mới rụt rè nhắc đến kỷ niệm về tác phẩm của Thượng tướng qua bài giảng của trung đoàn trưởng Nguyễn Nghiệp. Cả hai ông bà đều rất ngạc nhiên vì không ngờ đến ngày nay vẫn còn có người lính năm xưa nhớ về một tác phẩm đã bị quên lãng theo thời gian. Tôi cũng tâm sự thật rằng mình chỉ được nghe tóm tắt nội dung qua bài giảng, chưa được đọc nguyên tác. Cụ bà nghe xong nói ngay, trong nhà vẫn còn mấy cuốn, và đem ra cho cụ ông viết tặng người lính pháo của 40 năm trước. Là người có khả năng sư phạm, đồng chí trung đoàn trưởng dẫn người nghe đi theo dòng chảy lịch sử từ chuyện Ngô Quyền đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng lần thứ nhất đến chiến thắng lẫy lừng của Hoàng đế Quang Trung tiêu diệt hơn 20 vạn quân Thanh. Nhiều nội dung nghe xong là quên vì bộ nhớ của mình có hạn. Nhưng có một chi tiết tôi nghe xong cứ suy nghĩ đắn đo mà không biết ngỏ cùng ai. Nói ra có thể mang họa, ít ra cũng bị chê cười là trứng khôn hơn vịt. Không nói thì ấm ức, còn có thể nguy hơn nếu sau khi mình nói có anh mạo ít nào đó cao giọng nhận xét đồng chí không tin tưởng cấp trên thì khốn đời trai. Sau này tôi đã bị một vố tương tự khi là học viên khóa 3 đào tạo cán bộ chính trị của trường cán bộ pháo binh H10. Chuyện rất đơn giản, khi trao đổi ở nhóm tôi nói Liên Xô và Mỹ có quan hệ ngoại giao và thiết lập đại sứ quán ở thủ đô của nhau. Một học viên nghe xong đập ngay rằng Liên Xô coi Mỹ là kẻ thù thì không thể có quan hệ ngoại giao. Rằng nói như vậy là có tư tưởng hữu khuynh, muốn hưởng thụ hòa bình trong khi cả nước đang dốc sức đánh Mỹ. Ghê không?
Lời nhận xét này của một đảng viên nhiều tuổi đảng hơn được kết nạp ở địa phương trước khi nhập ngũ là cán bộ trong ban quản trị hợp tác xã có trọng lượng lắm chứ. Nó có sức mạnh ghê gớm. Nếu đồng chí ấy phản ảnh lên hiệu bộ, nếu người nghe báo cáo và xử lý vấn đề cũng có quan niệm như đồng chí ấy thì toi. Tức lắm nhưng đành im. Các học viên khác cũng im luôn. Không ai có ý kiến bàn luận. Im lặng là vàng. Lúc nào cũng đúng. Chuyện tôi đắn đo không dám nói là chi tiết về cuộc hành quân thần tốc của Hoàng đế Quang Trung khi đưa quân ra Bắc. Trong các tài liệu lịch sử chính thức mà tôi được học từ lớp 5, lớp đầu cấp 2 của hệ thống giáo dục 10 năm và sau này được học lại ở cấp 3, đều nói đại ý. Để quân sĩ đỡ mệt, Quang Trung đã cho tổ chức thành từng tốp 3 người, thay nhau 2 người khiêng, 1 người nằm võng, liên tục hành quân. Những năm gần đây, trong lễ hội Đống Đa, các nghệ sĩ cũng vẫn sân khấu hóa, tái hiện hình ảnh này. Tôi tự hỏi, người nằm, người khiêng, như vậy vũ khí trang bị cá nhân, lương ăn của họ, ai mang? Có thể người nằm võng phải ôm. Cũng có thể tay nải quần áo lương thực của người khiêng được khoác trên đòn cáng, vũ khí khoác trên vai, trên lưng. Ta hãy đọc bài ca dao cổ để có cái nhìn gần nhất với hình ảnh người lính ngày xưa. Ngang lưng thì thắt bao vàng, đầu đội nón giấu, vai mang súng dài, một tay thì cắp hỏa mai, một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền. Có thể không phải bằng ấy trang bị một người lính phải mang khi ra trận, nhưng những thứ cồng kềnh vướng víu ấy có cho phép người ta hành quân thoải mái hay không, nhất là phải khiêng nhau. Rồi những tốt ba người lính ấy cần bao nhiêu thời gian để phục hồi sức lực. Từ những cảm nhận ban đầu cho đến khi phải ghé vai cùng pháo thủ khiêng đỡ anh em một đoạn, tôi hiểu không thể có chuyện. Quân lính của Hoàng đế Quang Trung, người nằm người khiêng, liên tục từ Phú Xuân hoặc từ Phụng Hoàng Trung Đô Nghệ An ra Thăng Long mà vẫn đủ sức tham chiến ngay. Nhưng sử sách vẫn ghi chép như vậy, không lẽ các nhà sử học thời xưa viết sai? Theo tôi, chỉ có thể lý giải theo hướng đó. Phải chăng điều mà các nhà sử học ngày xưa, cả những người thuộc hàng ngũ quan ngự sử, lẫn những nhà ngự sử tay ngang trong dân gian đã bé cái nhầm. Thứ nhất, dù là binh lính của chế độ nào, người dân cũng thường lảng tránh, không muốn tiếp xúc trực tiếp. Nếu người lính ngày xưa có lòng yêu nước thương dân như cha mẹ mình, không dọa nạt quấy nhiễu dân, thì làm sao quân đội ta khi ra đời đã phải ban bố 10 lời thề danh dự và 10 điều kỷ luật để tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân? Đã không trực tiếp gặp, không tận mắt thấy, mà chỉ nhìn thấy đoàn người hành quân qua khe rèm tre buông trước cửa thì khó chính xác lắm. Nhưng thấy thế thì viết thế. Các quan ngự sử vớ được ghi chép của các nhà sử học tay ngang cũng không thẩm định mà chép nguyên si. Ở đây không có sự tam sao thất bản, bản đầu bản sau như nhau, nhưng xin thưa, chuyện không phải thế. Như trên đã đề cập, nếu tổ chức hành quân như vậy, chỉ một vài ngày cả đoàn quân sẽ đổ gục. Chưa có lịch sử quân sự nước nào ghi chép cách hành quân độc đáo này trừ Việt Nam ta. Vậy chỉ có thể lý giải theo cách đoán mò của lính trận, tức là đã thực nghiệm cả cuộc đời của nhiều thế hệ lính pháo khiêng vác. Thực tế, người thống lĩnh tổ chức cuộc hành quân đã rất sáng tạo. Dựa vào sức dân, huy động sinh lực trong dân phục vụ quân đội, những đoàn người nằm võng hành quân thực chất là những người lính ốm đau được những nông phu là người địa phương ven đường khiêng theo đại quân. Những người nông phu đi làm tạp dịch cho quân đội ấy, sau này chúng ta gọi là dân công hỏa tuyến. Nếu đi phục vụ có thời hạn hoặc thanh niên xung phong là những người con gái, con trai cháy bỏng lửa nhiệt tình, tự nguyện vào tuyến lửa phục vụ không hẹn ngày về. Nhờ vậy mà quân số tham chiến được đảm bảo. Nhưng biết đâu,
thủ đoạn tung hỏa mù, đánh trận giả đã có ngay từ ngày ấy. Binh bất yếm trá, dụ binh không ngại lừa dối. Người ta lái chuyện dân công khiêng lính ốm thành chuyện lính của Hoàng đế Quang Trung sức mạnh địch muôn người khi hành quân vẫn ngủ say trên võng. Nhưng cái gì của lịch sử phải trả lại cho lịch sử. Biết đâu trong chuyện này lại không có cái gì đấy mà bây giờ ta hay gọi là chuyện tế nhị. Phải chăng chuyện tế nhị ấy ở chỗ người phụ trách hậu cần và hành quân là đô đốc Bùi Thị Xuân? Với tư tưởng trọng nam khinh nữ, người ta không muốn công đầu trong tổ chức hành quân của cả một triều đại lại thuộc về một người phụ nữ, dù người ấy là đô đốc và có phần hơn so với nhiều đô đốc khác. Tôi mang điều này trao đổi với vài nhà sử học của chính quốc sử quán ở ngay Hà Nội, nhưng không ai tỏ thái độ đồng tình hay phản bác. Có lẽ họ không muốn tranh luận với một kẻ ngoại đạo, không muốn mất thời gian tranh luận vô bổ để còn viết, còn tìm tòi, phát hiện những điều mới lạ của lịch sử nước nhà, ngõ hầu có được những phát hiện như giới khảo cổ thời gian gần đây. Nhưng chờ mãi chưa thấy đâu, chỉ thấy các vị cãi nhau như mổ bò, từ cách đánh giá cứ liệu đến chuyện nên viết thế nào để không mếch lòng người bạn bên kia biên giới, mà thực chất là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta. Không biết trung đoàn trưởng có lật vấn đề về chi tiết này không, nhưng ông diễn đạt rất sôi nổi và lôi cuốn. Nhiều vấn đề lý luận mang tính triết học qua cách diễn đạt của ông trở thành đơn giản. Với tôi thì như vậy, nhưng các anh em khác thì không biết. Người ta chỉ thấy ngồi nghe có gò bó tí, nhưng không phải trần lưng ra đào công sự hay thao tác binh khí thì cũng là một cách thư giãn. Điều mà anh em nhớ nhất, cảm nhận rõ ràng nhất là sự gần gũi của thủ trưởng với chiến sĩ. Những tình cảm này còn gắn liền với chúng tôi trên đường hành quân và những năm tháng chiến đấu gian khổ ác liệt ở vùng ven Sài Gòn. Hết đợt 1 xuân 1968, cùng lúc Bộ Tư lệnh Đoàn Pháo binh 69, tức Đoàn Pháo binh Biên Hòa, điều đồng chí Nguyễn Kim Điện về làm chính ủy H10, trường đào tạo cán bộ pháo binh sơ cấp. Đồng chí Nguyễn Nghiệp được bổ nhiệm tham mưu phó Đoàn 69. Theo lẽ thường tình, sau khi bổ nhiệm, ông sẽ về cơ quan tham mưu nhận nhiệm vụ. Nhưng ông xin ở lại trực tiếp chỉ huy một cánh của trung đoàn chiến đấu ở hướng Củ Chi. Dù không còn là trung đoàn trưởng, ông vẫn trực tiếp chỉ huy đơn vị. Còn người được giao làm trung đoàn trưởng thay ông thì ở lại phía sau. Và người trung đoàn trưởng vô cùng kính mến của chúng tôi đã ngã xuống ở ven bờ rạch gần cầu Bình Mỹ, Củ Chi. Sau này, gia đình đã nhiều năm đi tìm để đưa ông về. Đưa được ông về lại là một câu chuyện dài, nhưng chưa có điều kiện viết ra ở đây. Tầm hướng sẵn sàng, đếm ngược. Thấm thoát đã bước sang đầu đông, một mùa đông đầu tiên chúng tôi thực sự nằm ngoài rừng. Tranh thủ ngày nghỉ, anh em vào rừng cắt cỏ danh về đánh tranh. Những tấm tranh thơm mùi cỏ khô được trải lên trên lớp phiên tre làm sàn. Buổi sáng, nước suối bốc hơi như sương mù, lạnh lắm. Nhưng sau khi chạy một vòng quanh doanh trại, chúng tôi nhảy ào xuống tắm. Kỳ thật nhanh, rồi lao lên bờ, khoác vội bộ quần áo, lại chạy thêm một lúc nữa cho nóng người. Nửa tháng sau, lạnh hơn nên đành chịu. Năm ấy rét thực sự, nhiệt độ ngoài trời gần trưa cũng chỉ cao hơn số 0 vài độ, lớp băng nhỏ bám trên vạt cỏ chưa tan. Mọi sinh hoạt đều diễn ra bình thường, có chiều yên ả. Hàng tuần vẫn có kế hoạch công tác huấn luyện. Gần hết tháng 12 năm 1966 cũng chưa có dấu hiệu sắp lên đường. Đúng ngày 20 tháng 12 năm 1966, ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng, chi bộ tổ chức kết nạp đảng cho tôi. Một ngày trọng đại trong cuộc đời chiến sĩ, cả gia đình tự hào, bè bạn chia vui. Nhưng với người được kết nạp, từ nay trên vai mình trách nhiệm nặng nề hơn.
Nhất là cả tiểu đội trinh sát chỉ có tôi là đảng viên. Ngày ấy vào đảng cũng có nghĩa là tình nguyện ghi tên và đứng vào đội ngũ những người quyết tử. Có người nói đùa nhưng nghĩ lại thấy rất đúng. Vào đảng là tự nguyện ghi tên mình vào sổ tử. Đâu có chuyện vào đảng để leo lên ghế cao đâu. Ngày ấy không hiếm người không chịu nổi áp lực về nhiệm vụ của đơn vị đã phải xin thôi giữ chức vụ, nhưng không ai xin ra khỏi đảng. Không làm nổi cương vị chỉ huy thì tình nguyện xin thôi, nhưng quyết không né tránh sự hy sinh. Bây giờ thì ngược lại, nhiều kẻ khi còn trẻ tìm mọi cách vào đảng để có cơ hội leo lên. Đến khi về hưu là bye bye nhé đảng ơi. Nguyễn Đình Quân, quân oét, vì trục trặc lý lịch nên bị dừng lại. Anh nguyên là chiến sĩ thông tin dây của tiểu đoàn 3, bổ sung cho trinh sát đại đội 7, giữ chức vụ tiểu đội phó, phụ trách kế toán. Khi ấy anh Cù Đức Hoạch là tiểu đội trưởng. Là lính thông tin chuyển sang trinh sát nên thực tế quân oét tính toán chậm, vì vậy được giao phụ trách kế toán bàn đạc, kế toán 2. Tôi làm kế toán khí tượng và phần tử bắn. Hai vị trí này thông thường phải hoán đổi, nhưng không có gì mắc mớ. Thực ra anh Quân cũng muốn làm kế toán bàn đạc cho đỡ bù đầu vì các con số. Còn lý do chậm kết nạp cũng rất đơn giản. Cái gì chưa rõ ràng thì để lại. Nguyên tắc bảo vệ đảng là như vậy. Trong lý lịch của Nguyễn Đình Quân có ghi: bố sau cách mạng tháng 8 là trưởng ty Liêm Phóng, một người có địa vị sáng ngời ngời ngay sau cách mạng. Tưởng như mọi chuyện rõ ràng, vì cũng với lý lịch ấy, anh ruột Quân là đảng viên sĩ quan, cán bộ cục tài vụ. Cùng với những thành tích phấn đấu và huấn luyện, thì việc kết nạp đảng với anh chỉ còn là thủ tục. Nhưng không biết có một đảng viên nào đó nêu thắc mắc: chỉ có chế độ thực dân mới có Liêm Phóng. Thế là toang. Chi bộ không yêu cầu thẩm tra lại thông tin này mà ngả theo ý kiến có thể nói là rất vu vơ ấy. Vụ này có khác gì có người phản ứng khi tôi nói Liên Xô và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao và trao đổi đại sứ giữa hai nước. Đừng có cãi, càng cãi càng chết nhanh. Người ta hay nói đến tư tưởng mau ít mau nhiều, nhưng hành động thì rất cực đoan. Dù có những trục trặc như vậy, nhưng quan hệ giữa chúng tôi không vì thế mà sứt mẻ. Sau này, cuộc đời đã đưa quân oét rẽ sang một hướng khác. Không ai, không có gì biện minh cho hành động ấy. Khi nghe tin này, tôi không ngạc nhiên, vì biết tính Quân hay ba hoa và sống tự do. Chỉ tiếc cho anh, vì ham muốn nhất thời mà để lại hệ lụy cho vợ con và gia đình. Nhưng với tôi, anh vẫn là đồng đội của những năm đánh Mỹ. Cuối đông, trời càng lạnh, đêm nằm nghe gió rít qua phên nứa, hưởng trọn cái rét từ gầm lán bốc lên. Không ngủ được thì lắm chuyện, đi ra ngoài thì ngại rét, cố nằm rồi xoay bên này nghiêng bên kia. Cái sàn ọp ẹp kêu ken két, kéo theo cả lán cùng thức, rì rầm nhỏ to đủ chuyện, nhưng đều quay về nỗi nhớ nhà khi sắp đến Tết. Đang nói chuyện vui vẻ là thế, bỗng tất cả như lặng đi. Không ai nói gì để tránh sự xúc động như Tết năm trước. Năm ấy, gần sáng giao thừa, nghe tiếng bà con giết lợn gói bánh, hai anh Tuân và Khâm đều hơn tôi 3 tuổi choàng dậy, rồi òa khóc. Khổ cho mấy anh em tôi phải dỗ dành nịnh chán mới nín. Năm nay không lo các anh khóc, nhưng sợ nhỡ đâu nghĩ quẩn, hai anh trốn về thì nguy. Năm 1968, anh Lê Quang Tuân đã hy sinh ở cuối xuân, ngay đợt 1. Anh Khâm sau này hy sinh ở Long An khi tiểu đoàn 3 được đưa về phân khu 2 và đổi phiên hiệu thành tiểu đoàn 128. Có lẽ ghép số 1, tiểu đoàn pháo đầu tiên của phân khu 28, được tách từ trung đoàn pháo binh 28 về chăng? Anh Khâm là công nhân nhà máy mì Tương Mai nhập ngũ, hay làm thơ,
nhưng vì hồn thơ lai láng nên cũng nhiều khi gây cười vô cớ. Riêng anh Tuân là người có số phận thực sự bi thảm. Khi nhập ngũ luôn mang theo nỗi mặc cảm về lý lịch. Anh là công nhân xí nghiệp lắp máy Hà Nội, xuất thân trong một gia đình phải nói là danh gia thế phiệt trong thời kỳ Pháp tạm chiếm ở Hải Dương. Bố là quan chức đầu tỉnh, bị đội Hùng Việt là lực lượng vũ trang của công an xử lý, là con trai duy nhất, trên anh là các chị gái. Cũng may có một anh rể là thương binh nên lý lịch cũng đỡ. Giỏi kỹ thuật, nhanh nhẹn, hoạt bát nhưng luôn mang tâm trạng u buồn. Anh em trong tiểu đội biết chuyện nên thường động viên. Anh Quân và tôi phải động viên khá lâu anh mới chịu vào đoàn. Mỗi khi đi chơi trong xóm, anh thường rủ tôi đi làm bình phong. Nhiều khi nhớ lại kỷ niệm với anh vẫn không nhịn được cười. Người chiến sĩ mang nhiều mặc cảm ấy trên suốt chặng đường hành quân vượt Trường Sơn vào Nam đánh giặc, không một lần thở than mệt nhọc. Anh đã ngã xuống khi trong tay vẫn đang hướng khẩu AK về phía quân thù. Sau này, chúng tôi có về thăm ngôi nhà 19 Hàng Bè, nơi ông bà anh sinh sống và là nơi anh lên đường nhập ngũ. Nhưng không còn ai, các chị gái lấy chồng, mỗi người một phương, không ai biết ở đâu. Tên anh hiện có trong bia ghi danh các liệt sĩ của trung đoàn hy sinh Xuân Mậu Thân 1968. Mong các đồng đội phía Nam và thân nhân liệt sĩ mỗi khi có dịp về nhà bia liệt sĩ trung đoàn hãy thắp cho anh một nén hương tưởng nhớ anh và các đồng đội đã hy sinh. Tiểu đội trinh sát kế toán của chúng tôi có 7 người, ngoài các anh Quân, Tuân, Khâm và tôi, sau này còn bổ sung thêm Nguyễn Phúc Lâm, quê An Tiến, Mỹ Đức, Hà Tây, Trần Khánh Dư, quê Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Tây, Bùi Đăng Hách, quê Phú Xuân, Thư Trì, Thái Bình. Sau chiến tranh, chỉ còn anh Quân, anh Dư và tôi với những vết thương nặng nhẹ khác nhau trên người. Những năm sau này, tôi hay về thôn Thượng, xã Duy Phiên, Tam Dương, Vĩnh Phúc. Chị chủ nhà có hỏi, có mình em về, còn các anh kia đâu? Các anh kia đâu là câu hỏi để mà hỏi. Chỉ mình tôi về thăm đã là câu trả lời rồi. Cũng vào khoảng thời gian này, trung đội chúng tôi có trung đội trưởng mới. Anh Nguyễn Địch Khai về thay anh Phan Văn Trước được điều lên làm trợ lý trinh sát trung đoàn. Anh Phan Văn Trước quê Phú Thọ là sĩ quan hệ chỉ huy, vừa mới tốt nghiệp trường sĩ quan pháo binh E-400, được bổ sung về trung đoàn 208. Là sĩ quan mới ra trường nhưng anh giỏi thực sự về kỹ thuật và cả công tác động viên. So với nhiều chính trị viên đại đội, anh hơn nhiều mặt. Được sống cùng anh, chúng tôi thấy hiểu thêm nhiều điều về kỹ thuật trinh sát kế toán và về lý tưởng sống. Khi được hỏi nguyện vọng trước khi đi B, anh viết trong tờ khai: mong địa phương và quân đội tạo điều kiện cho em tôi, Phan Văn Đăng, học hết cấp 3. Anh Phan Văn Trước hy sinh cuối đợt 2 Xuân Mậu Thân ở Long An. Khi nghe tin anh hy sinh, tôi như mất đi một người thân. Chúng tôi đã tìm gặp anh Phan Văn Đăng, em trai anh, người sau khi chúng tôi đi B ít lâu cũng tiếp tục nhập ngũ. Anh Nguyễn Địch Khai trưởng thành từ cơ sở, sau này đã hy sinh ở chiến trường ven Sài Gòn. Trong danh sách các liệt sĩ của đoàn pháo binh Biên Hòa lại không có tên anh. Tôi đã cố tìm mà không ra. Gần đây mới biết sau này anh chuyển về tiểu đoàn pháo binh 9 của phân khu 1 và hy sinh trên cương vị cán bộ đại đội. Năm 1966 nhanh chóng qua đi. Một năm mới lại sắp đến trong nỗi nhớ nhà của tất cả chúng tôi. Mọi hoạt động trong đơn vị bỗng giảm bớt khác thường. Không còn huấn luyện kỹ chiến thuật, không còn học chính trị để nghe các diễn giả nói tràng giang đại hải, nghe đến buồn ngủ. Thời gian trong ngày, anh em tranh thủ viết thư để gia đình nhận được trước Tết. Bộ đội được lệnh thay quân trang.
Bộ quân trang giống quân phục cấp cho đoàn anh hùng dũng sĩ miền Nam ra thăm Hà Nội cuối năm 1965 được thay bằng quân phục vải Tô Châu, rất bền nhưng nặng, do Trung Quốc viện trợ. Tất cả đều được thay mới, từ ba lô, tăng võng, thắt lưng, bi đông, bao gạo. Riêng dép cao su đúc, bấy giờ chưa có, chúng tôi vẫn nhận những đôi dép làm bằng lốp ô tô, quai đen. Nhiều người bị dị ứng cao su đen, cứ đi dép là da chân tấy đỏ, ngứa ngáy, người ta gọi là bệnh eczema. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, tiểu đoàn trưởng cũng bị. Lúc đầu còn có dép cao su đỏ cấp riêng cho anh, nhưng anh em chiến sĩ không có, đành sống chung với lũ, chịu sự lở loét. Khi hành quân là cả một sự tra tấn trường kỳ, hết ngày này qua ngày khác. Cùng với quân trang, những trang bị thiết yếu khác cũng được cấp phát. Hành quân đường dài, thứ gì cũng cần. Trước hết là lương thực và các loại thuốc. Các loại nhu yếu phẩm được cấp có 0,5 cân đường, 0,4 cân mì chính, 0,5 cân muối, 1 cân ruốc mặn. Trước khi đi được cấp thêm nửa cân nữa, nửa cân lương khô chất lượng cao. Như vậy, riêng lương thực thuốc men đã chừng 3 cân, chưa kể gần 5 cân gạo đủ ăn cho 7 ngày hành quân. Đem cân thử, trên vai mỗi người lính sẽ có chừng trên 30 cân. Với tất cả trang bị ấy, chúng tôi sẽ liên tục hành quân trên đỉnh Trường Sơn. Những khó khăn đang đợi phía trước, với con đường đi không biết đâu là đoạn cuối, thì thở cũng không xong, lấy sức đâu mà hát. Trong thực tế, mỗi ngày đi qua, sức khỏe cũng giảm theo. Không có ai sau một đêm là ngủ luôn, nhưng rất nhiều thứ bệnh cứ như vờ ập đến. Để tiếp tục theo được đồng đội, cần phải có ý chí thép. Ngày ấy chúng tôi thường động viên nhau, phải đi bằng đầu. Những người ốm quá phải nằm lại là cầm chắc khả năng năm ăn năm thua nếu như vào bệnh xá lại bị cơn sốt rét ập đến. Sau ngày mùng 10 tháng 1 năm 1967, có lệnh chuẩn bị hành quân chuyển vị trí. Chỉ cần 15 phút là có thể lên đường, nhưng vẫn phải ở lại để cơ quan cấp trên về kiểm tra trang bị. Không ai nói, nhưng khi có lệnh, tất cả ảnh người thân, ảnh cá nhân mặc quân phục đều phải để lại, đơn vị sẽ gửi về gia đình sau. Cần thu trước để khi có lệnh lên đường không mất thời gian thu lại. Nghe cấp trên giải thích thế, chỉ cần chi tiết này thôi, mọi người biết ngày giờ chính thức xuất phát đã điểm. Toàn trung đoàn chia làm 3 khối. Khối 1 gồm tiểu đoàn 1, một phần các cơ quan của trung đoàn, đại đội chỉ huy, đại đội 10, đại đội quân y với mật danh Thu Bồn, xuất phát chiều 17 tháng 1 năm 1967. Khối 2 gồm tiểu đoàn 2, một phần các cơ quan của trung đoàn, đại đội chỉ huy, đại đội 10, đại đội quân y với mật danh Trà Khúc, xuất phát chiều 19 tháng 1 năm 1967. Khối 3 gồm tiểu đoàn 3, phần các cơ quan của trung đoàn, đại đội chỉ huy, đại đội 10, đại đội quân y với mật danh Sông Hương, xuất phát chiều 21 tháng 1 năm 1967. Cả ba khối đều mang tên những con sông của miền Trung. Đây có thể là một cách nghi binh đối với bọn gián điệp luôn rình mò mọi bước đi của những đoàn quân trên đường ra trận. Cũng có thể là định hướng ban đầu cho chiến trường của trung đoàn khi mới thành lập. Khi ấy, các tiểu đội trinh sát được lệnh phải mang theo toàn bộ bản đồ tỷ lệ 1/100.000 khu vực Nam Trung Bộ. Cũng may, trước khi rời khỏi Tam Dương, số bản đồ này được lệnh thu lại. Nếu mang theo thì đâu có nhẹ, cỡ 5 cân tất cả. Toàn trung đoàn gần 1.700 con người lặng lẽ theo nhau xuất quân. Nói 3 ngày này là ngày chính thức xuất phát, vì từ khi rời đất Vĩnh Phúc, trung đoàn chúng tôi đã thuộc quân số của quân giải phóng. Là quân giải phóng nên mới có chế độ ăn 1 đồng 6 một ngày, ngang mức ăn trung táo của sĩ quan,
cho tới khi bước chân lên giải Trường Sơn. Sau này tôi thu gọn trong hai câu thơ Lục Bát: Thu bồn trà khúc sông Hương, tháng giêng 19 lên đường hành quân. Chiều tối ngày 21 tháng 1, khối 3 triển khai đội hình hành quân. Không có quân kỳ, không có lời động viên hào hùng, chỉ có mưa phùn lất phất. Ở phía xa, sau mỗi khúc quanh, chúng tôi thấy bóng những cô gái Mường lấp ló dõi theo. Thì ra, dù có bí mật đến đâu, cũng không thể giấu được nhân dân. Ra đến ngã ba Hàng Trạm, gió lạnh thổi thốc vào người như cản bước chân người viễn xứ. Chúng tôi xuôi theo đường 12 về Nho Quan, rẽ về Xích Thổ, qua rừng Cúc Phương, qua Rịa, bám dọc đường 45, vượt sông Bưởi, sông Mã, sông Chu, đi hết các huyện đồng bằng Thanh Hóa. Sang đến Nghệ An cũng vừa dịp Tết âm lịch Năm Con Dê, Đinh Mùi. Khối 3 dừng lại nghỉ đón năm mới ở Đô Lương, giáp Nam Đàn. Nếu không có chiến tranh, chắc chắn không ai bỏ lỡ dịp về Kim Liên thăm quê bác. Ước mong là vậy, nhưng nhiều người trong chúng tôi mãi mãi không bao giờ có dịp về thăm lại nơi này. Cũng tại Nghệ An, một câu chuyện tưởng như đã quên đi, nhưng sau này vẫn ám ảnh tôi mãi. Vào buổi tối, đám tham mưu con ngồi tán gẫu, bây giờ gọi là chém gió, đủ thứ chuyện trên trời, chuyện máy bay Mỹ, đến chuyện dưới lòng đất, chui hầm tránh bom, rồi chuyện Liên Xô Trung Quốc. Thôi thì mọi lời có cánh đều dành để ca ngợi anh hai. Đất nước Trung Quốc bao la là hậu phương đáng tin cậy của cách mạng Việt Nam, như lời người cầm lái vĩ đại của đất nước gần 1 tỷ người từng nói với lãnh đạo Việt Nam và cả thế giới. Nghe chuyện, ông cụ chủ nhà xin phép cùng góp với các chú một câu, nguyên văn lời của cụ. Các chú có biết câu này không? Thằng Tây nó cút, thằng Tàu nó sang. Trung Quốc không tốt gì với mình đâu. Nếu tôi nói sai, sau này các chú cứ về đây đào mả tôi lên. Lúc ấy ai cũng khó chịu, nghĩ có lẽ ông cụ này bất mãn vì bị xử lý sai trong cải cách ruộng đất chăng. Nhưng sau này mới thấy lời cụ chẳng sai. Qua Hà Tĩnh, bắt đầu ngửi mùi bom khói. Đang ngủ, nghe tiếng bom nổ khi gần khi xa. Mỗi khi bom nổ, chúng tôi lại choàng dậy, sẵn sàng tư thế lao ra khỏi nhà. Nhưng cả xóm vẫn im ắng, mọi người trong nhà vẫn say sưa ngủ. Kể ra cũng hơi thèn thẹn, nhưng sau này chúng tôi ngủ còn say hơn. Sáng sớm trên đường hành quân, gặp chị em thanh niên xung phong vừa đi lấp hố bom về. Đây là số thanh niên xung phong của tỉnh Nam Hà mới vào chưa lâu. Ai cũng mệt mỏi, quần áo dính toàn đất, vương mùi khét của khói bom. Nhưng tuyệt nhiên không có gì là sợ sệt. Hình ảnh ấy còn theo tôi rất lâu. Trên đỉnh Trường Sơn cũng có lúc chồn chân, nhưng nghĩ các chị các em chịu được, mình cũng chịu được. Hành động anh hùng đâu cứ phải là những tấm gương tiêu biểu, mà chỉ cần sự đồng cảm của những con người cùng lý tưởng, cùng mục tiêu. Tuyến đường Hà Tĩnh bị đánh liên tục, đoạn nào hành quân ngang đường quốc lộ là thấy hố bom. Bên những hố bom ấy là những cô gái thanh niên xung phong chưa tròn 20, có người mới 16 tuổi. Cả tuổi thanh xuân của họ đã gắn liền với những tuyến đường. Từ Đức Thọ, chúng tôi đi theo bờ sông La, qua Hương Khê, Hương Sơn, rồi men theo chân dãy Trường Sơn ở Quảng Bình, vượt đèo, leo dốc, qua cua chữ A lên Cha Lo, bước qua một cây gỗ đổ ngang dòng suối cạn, rộng chừng 3 mét. Sang hướng Tây, đã là đất nước Lào. Lần đầu tiên ra nước ngoài không cần hộ chiếu. Cũng từ giây phút ấy, chấm dứt thời gian huấn luyện trên đất Bắc. Tính ra, từ ngày hành quân rời Yên Thủy đến hôm nay, đã chừng 1 tháng rưỡi. Từ hôm nay sẽ là những chuỗi ngày gian khổ nhất. Có ai đó đã nói, cứ vượt Trường Sơn, vào tới chiến trường
là xứng đáng được thưởng huân chương, kể cũng không ngoa. Với bao thử thách khắc nghiệt của thời tiết và bom đạn giặc Mỹ, trải qua 5 tháng 15 ngày, khối 3 đã tới đích gần như an toàn tuyệt đối, nếu không tính đến trường hợp đồng chí Nguyễn Tám, trung đội trưởng trinh sát, hy sinh vì B-52 tại trạm K-1 bên bờ sông Đắc Quýt giữa tháng 5 1967. Chúng tôi về đến nơi trú quân ở Tràng Hai Chân, gần căn cứ của Bộ Tư lệnh Đoàn 69 ở khu vực suối Bà Chiêm, đúng 2 ngày trước khi Đại tướng Nguyễn Chí Thanh qua đời, mùng 6 tháng 7 1967. Giữa bộn bề công việc, việc nào cũng gấp gáp, từ đào hầm ngủ, chặt cây chống hầm đến lên biên giới lấy gạo, việc nào cũng phải hoàn thành ngay tắp lự. Không gạo thì đói, không hầm ngủ, dính trái bom mồ côi hay trái pháo đĩ là đi cả cụm. Chợt nhớ đến nao lòng những ngày ở miền Bắc. Có một danh tướng đã nói, hậu phương vững chắc là nhân tố thường xuyên, quan trọng, quyết định mọi thắng lợi ở chiến trường. Cả miền Bắc đã dành dụm từng bơ gạo, tấm áo, nuôi dưỡng chúng tôi suốt một năm trời trước khi tung vào chiến trường. Hơn tất cả là hình ảnh người thân tiễn người lính ra trận. Từng người mẹ, người vợ, người em gái cố nén tiếng khóc để chúng tôi không cảm thấy không khí bi thương. Những người cha cố dằn lòng mình nắm chặt tay con. Cả miền Bắc đã nâng bước chúng tôi trên con đường trường chinh, không nhìn thấy đâu là đoạn cuối. Giai đoạn đầu tiên trong quá trình xây dựng, trưởng thành và chiến đấu của trung đoàn kết thúc ở đây. Mang tâm thế ấy, chúng tôi bước vào trận đánh đầu tiên, dù bỡ ngỡ nhưng chững chạc. Trung đoàn pháo binh 28, 208B, đoàn pháo binh Biên Hòa, Đông Nam Bộ, thành lập ngày 16 tháng 4 năm 1966, trên cơ sở tách phần lớn cán bộ, quân số của Trung đoàn pháo binh 208 là trung đoàn dự bị của bộ và tiếp nhận thêm tân binh từ tiểu đoàn 98 để chi viện cho chiến trường Nam Bộ. Trung đoàn pháo binh 28 là đơn vị đầu tiên đi xa nhất, chịu nhiều hy sinh nhất trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1968. Ngày 23 tháng 9 năm 1973, được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang giải phóng, là một trong những trung đoàn pháo binh được tuyên dương sớm nhất trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đường đến vinh quang. Phần này ghi lại những hy sinh vô cùng to lớn của trung đoàn trước, trong và sau Tết Mậu Thân 1968. Năm 1965, đế quốc Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam và mở rộng quy mô mục tiêu đánh phá miền Bắc bằng không quân, hải quân. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta bước sang một giai đoạn mới vô cùng khó khăn, ác liệt. Theo yêu cầu của chiến trường miền Nam, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Pháo binh gấp rút thành lập các đơn vị pháo cấp trung đoàn chi viện cho miền Nam đánh Mỹ. Cuối năm 1965, Trung đoàn 208 pháo binh nhận nhiệm vụ thành lập một trung đoàn pháo DKB, loại vũ khí mới do Liên Xô viện trợ cho Việt Nam, trên cơ sở lựa chọn những cán bộ chiến sĩ ưu tú nhất, có trình độ kỹ chiến thuật và quyết tâm cao chi viện cho chiến trường. Là trung đoàn pháo binh dự bị, Trung đoàn 208 có bề dày thành tích trong xây dựng và huấn luyện chính quy hiện đại, 7 năm liền đạt danh hiệu 3 nhất, 1 năm giữ cờ thưởng luân lưu của Bác, gắn bó máu thịt cùng đồng bào, đồng chí trên quê hương đất tổ và Hai Bà Trưng, tạo được sự tin yêu của nhân dân và đảng bộ địa phương. Đồng chí Kim Ngọc, bí thư tỉnh ủy, khi tiễn bộ đội lên đường vào Nam chiến đấu, đã từng nói, Trung đoàn 208 pháo binh là con em của nhân dân Vĩnh Phúc, đi dân nhớ, ở dân thương, dân chờ chiến công. Ngày 16 tháng 4 năm 1966,
trung đoàn chính thức được thành lập, mang phiên hiệu Trung đoàn 208B. Biên chế trung đoàn gồm 3 tiểu đoàn và các đại đội trực thuộc, cơ quan trung đoàn bộ. Phiên hiệu các tiểu đoàn và đại đội như Trung đoàn 208A là bộ phận còn lại của Trung đoàn 208. Ban chỉ huy trung đoàn gồm Trung đoàn trưởng Thiếu tá Nguyễn Nghiệp, nguyên Trung đoàn phó, Tham mưu trưởng Trung đoàn 28. Chính ủy Thiếu tá Ngô Đệ, nguyên Phó Chính ủy Trung đoàn 28. Trung đoàn phó Thiếu tá Lê Đình Hà, Bộ Tư lệnh Pháo binh điều về, Phó Chính ủy Thiếu tá Nguyễn Kim Điện. Ban chỉ huy tiểu đoàn 1, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Mẹo, chính trị viên Phan Cảnh. Ban chỉ huy tiểu đoàn 2, tiểu đoàn trưởng Ngô Vân, chính trị viên Nguyễn Văn Ba. Ban chỉ huy tiểu đoàn 3, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, chính trị viên Trần Duy Cứ. Giữa tháng 5 năm 1966, trung đoàn rời căn cứ ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc, hành quân dần vào phía Nam, vừa tập hành quân mang vác, vừa huấn luyện kỹ thuật với khí thế hừng hực của người lính pháo binh quân giải phóng, quyết xứng đáng với niềm tin yêu hy vọng của nhân dân, gia đình. Nhiều đồng chí đông con, gia cảnh khó khăn, vẫn tình nguyện lên đường. Tháng 8 năm 1966, trên đường hành quân rèn luyện, Đại đội 7 Tiểu đoàn 3 được lệnh chuyển hướng về trường bắn núi Múc, Sơn Tây, bắn đạn thật, báo cáo kết quả huấn luyện và giới thiệu tính năng của DKB cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện Bộ Chỉ huy quân giải phóng. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đại đội 7 nhanh chóng hành quân về nơi đóng quân của trung đoàn ở khu vực nông trường mùng 2 tháng 9 gần ngã ba Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, Hòa Bình để tiếp tục huấn luyện. Ngày 19 tháng 1 năm 1967, trung đoàn được lệnh chính thức hành quân vào chiến trường. Đội hình hành quân chia làm 3 khối, mỗi khối một tiểu đoàn. Cơ quan trung đoàn bộ được tách làm 3, ghép cùng các khối. Khối 1, D1, mang mật danh Thu Bồn. Khối 2, D2, mật danh Trà Khúc. Khối 3, D3, mật danh Sông Hương. Các đại đội được gọi là các suối. Thông tin 15 oát của đại đội chỉ huy C10 làm nhiệm vụ giữ liên lạc trong trung đoàn và với Bộ Tư lệnh Pháo binh. Mỗi người được cấp một giấy thông hành ghi mấy chữ Hải Yến S9 do một người có tên là Cân ký. Trong đó Hải Yến là mật danh của Nam Bộ thay cho ông cụ trước đây. S9 là trạm cuối cùng trong tuyến giao liên đầu tiên của Nam Bộ. Chúng ta hãy chú ý đến các chi tiết này vì nó liên quan đến khúc tráng ca thứ nhất trong lịch sử xây dựng và chiến đấu của toàn trung đoàn ở phần sau. Trang bị của bộ đội trung bình trên 30 cân, gồm tư trang, vũ khí, lương thực. Từ thứ nhỏ nhất là viên thuốc lọc nước đến vũ khí khí tài. Trên vai người lính có không dưới 3-40 thứ có tên và không tên. Trên đường hành quân còn gặp rất nhiều khó khăn mà trong giáo trình huấn luyện, dù sát với thực tế chiến trường, cũng không thể nào lường trước được. Không một thao trường huấn luyện nào đủ hội tụ các khó khăn trên đường hành quân. Trèo đèo lội suối trong cái nắng mùa khô Trường Sơn hoặc những cơn mưa rừng bất chợt, chân tay lúc nào cũng đầy máu tươi do muỗi vắt. Nhưng khổ nhất là thiếu nước. Hành quân trong mưa rừng tầm tã, vắt bám đầy chân, leo lên đùi, lên háng. Về đến trạm giao liên lại không tìm đâu ra nước. Lòng suối khô cạn, chỉ còn lại một vài vũng nước vàng khè đầy lá mục và nòng nọc cóc, ấu trùng muỗi Anophen. Thứ nước ấy chỉ đủ để hàng trăm con người dùng nấu cơm, đun nước uống. Tắm giặt phải đi thật xa hay chờ đến các trạm gần sông gần suối. Trước lúc đi ngủ, sát mạnh hai chân vào nhau cho rơi bụi đất, theo kiểu năm xoa ba đập. Ai cẩn thận thì lấy tất bọc chân. Khó khăn vất vả như vậy, nhưng các đơn vị vẫn bảo đảm gần 100% quân số đến đích an toàn. Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh
theo dõi sát sao hành trình của trung đoàn, đích thân Đại tướng Tổng Tư lệnh đã 3 lần gửi điện khen ngợi về tốc độ hành quân và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cuối tháng 5 năm 1967, trung đoàn vào đến K1, Kho Xanh, bên bờ sông Đắc Quýt, điểm đầu của đường giao liên do Bộ Chỉ huy miền đảm nhiệm. Theo điện của Bộ Chỉ huy miền, trung đoàn chuyển hướng đi về Phước Long mà không rõ lý do. Mặc dù điểm cuối của đường hành quân là S9, Hải Yến, K9, gần cầu 48, khu vực Trảng Dài, căn cứ của đoàn 75 năm 1969, ở biên giới Việt Nam-Campuchia như kế hoạch. Tại K1, các đơn vị vượt sông Đắc Quýt tới Kho Xanh nhận lương thực thực phẩm bổ sung đủ ăn cho 15 ngày. Khi khối 3 nhận xong lương thực, chuẩn bị vượt sông, thì bất ngờ bị B-52 đến giải bom. Đồng chí Nguyễn Tám, trung đội trưởng trinh sát tiểu đoàn 3, hy sinh. Thi hài anh được an táng tại bờ sông Đắc Quýt, cách Kho Xanh chừng 1 km. Có lẽ đây là liệt sĩ đầu tiên của trung đoàn hy sinh trên chiến trường Nam Bộ, nhưng tên anh không có trong danh sách liệt sĩ của đoàn pháo binh Biên Hòa. Có lẽ khi đó B-2 chưa nhận xong danh sách do đường dây 559 bàn giao. Vì bị B-52 đánh vào đội hình nên khối 3 được dừng lại thêm vài ngày củng cố. Sau khi toàn bộ đội hình khối 3 qua sông Bé an toàn và đi thêm chừng 4-5 km thì có lệnh quay lại. Anh em đều thấy khó hiểu. Có người bày tỏ sự trách móc oán thán. Ai cũng biết nếu quay lại sẽ gặp muôn vàn khó khăn, kể cả hy sinh vì nước cuốn. Nhưng nếu không quay lại, sự tổn thất của trung đoàn không biết sẽ như nào. Sau này chúng tôi được biết, không hiểu vì lẽ gì lệnh hành quân về Phước Long được gửi cho một đơn vị khác, tăng cường cho phân khu, không phải cho trung đoàn pháo binh 208B, lúc này đã mang phiên hiệu mới, trung đoàn 28. Gần đây, qua đồng chí Phạm Minh Tâm, nguyên cán bộ cơ yếu của trung đoàn mới biết, người gây ra sự tổn thất không đáng có này là một nhân viên cơ yếu của Bộ Chỉ huy miền, tên là N, dịch sai bản mã. Chỉ sai một vài chữ mà hàng trăm con người đã phải chịu bao khổ cực và hơn 150 người vĩnh viễn nằm lại khu A. Người mã dịch bản điện mật đã bị kỷ luật, nhưng có mức kỷ luật nào bù đắp nổi những tổn thất vô cùng lớn lao này? Cũng không hiểu vì sao thủ trưởng trung đoàn thấy chuyển hướng đột ngột cũng không hỏi lại, trong khi trên từng chặng hành quân đều đối chiếu bản đồ với thực địa. Tham mưu trưởng cùng các trợ lý sao không phát hiện ra, hay đã quen tác phong chấp hành mệnh lệnh, trên đã lệnh là ta cứ đi. Một nguyên nhân nữa đẩy hai khối đầu vào thảm họa. Khi được tin toàn trung đoàn sắp đến K1, sông Đa Quýt, đồng chí Tư Khanh, thủ trưởng đoàn 69, Đào Sơn Tây, sau này là thiếu tướng, giao cho đồng chí NHT, phó chính ủy đoàn 69, dẫn một bộ phận của 3 cơ quan do trinh sát C-17 dẫn đường ra K1 đón. Cũng không biết vì lẽ gì bộ phận này không hề liên hệ với ban chỉ huy trung đoàn 28 qua vô tuyến điện. Ra đến nơi mới té ngửa chuyện hai khối đầu của trung đoàn đã vượt qua sông Bé trước mấy ngày rồi. Thật là hai tư tưởng lớn gặp nhau ở sự đại khái. Miền Đông gian lao. Hai khối đầu đã đi trước mấy ngày, vượt quá nửa cung đường, không còn đủ lương thực để quay lại K1, nên đành phải đi tiếp. Vì vậy, chỉ có khối 3 đi đến đích, về tới khu vực suối Bà Chiêm, chiến khu Dương Minh Châu, Tây Ninh, ngày 4 tháng 7 năm 1967, trước khi Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mất 2 ngày, xây dựng căn cứ ở gần Trảng Hai Chân. Nơi đây là vùng trọng điểm với những trận đánh đẫm máu của lực lượng chủ lực ta và du kích cơ quan, lực lượng chiến đấu tại chỗ của từng căn cứ đóng quân của bộ đội và các cơ quan dân chính, chống lại cuộc hành quân Giang Sơn City của Mỹ và Ngụy Sài Gòn. Tính từ ngày bắt đầu hành quân, thời gian đi đường vừa tròn 5 tháng 15 ngày, không phải
hành quân ròng rã 10 tháng trời. Mọi ưu ái dành cho một đơn vị hỏa lực từ hậu phương lớn vào, đương nhiên khối 3 được hưởng cả. Bộ phận xung kích của đoàn văn công giải phóng đã có mặt ngay sau ngày chúng tôi làm lễ truy điệu Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Trong đoàn có chị Kim Chi, vợ đầu cố đạo diễn Hồng Xến, khi ấy là diễn viên múa, có Thanh Nhanh, Thu Dung, toàn những diễn viên đang nổi trong vùng giải phóng. Diễn viên nam đông hơn, nhưng không ai nhớ tên vì họ chưa thành danh, đều là nhạc công hay diễn viên phụ. Mà đã là Trang Nam Nhi thì nhớ tên Nam Nhi làm gì? Xen giữa các buổi biểu diễn, các đội tỏa ra thâm nhập đơn vị. Chị Kim Chi nói với tôi, anh biết không, thời 9 năm ở miền Đông này hầu như không có một người phụ nữ nào có thể sống trong cứ. Không có ai trong cứ vì cuộc sống trong rừng khi đó khổ quá. Bây giờ đơn vị nào cũng có nữ, từ nuôi quân tới quân y và cả người trực tiếp chiến đấu. Bấy nhiêu đó cũng thấy chúng ta mạnh lên rất nhiều. Một bài giảng chính trị không cần cao giọng hay nêu cao quan điểm. Cuộc chiến đấu của chúng ta thay đổi về chất và lượng là ở ý này đây. Khúc Nhạc Rừng của nhạc sĩ Hoàng Việt do các anh chị trình bày với dàn nhạc đệm là các nhạc cụ tự tạo, dường như bay bổng, mang sức sống mãnh liệt hơn, lạc quan hơn dưới những cơn mưa như chút của đầu mùa mưa Nam Bộ. Mới hay những gì hợp với quy luật cuộc sống và chạm đúng tình cảm con người, nó có sức sống trong lòng người nghe. Chỉ tiếc hiện nay vì những bức xúc không thể giải tỏa mà chị Kim Chi tự tách mình ra khỏi hàng ngũ những người kháng chiến cũ. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được xem văn công ở chiến trường. Sau này đoàn pháo binh Biên Hòa có thành lập đoàn văn công, nhưng có lẽ không phải đơn vị nào cũng được xem. Văn công chủ yếu ở cơ quan đoàn bộ, phục vụ các hội nghị và ba cơ quan. Có lẽ anh em chưa xuống thâm nhập và biểu diễn tại Trung đoàn 28. Vì không được xem, không được nghe, thì tất nhiên bộ đội không có mấy cảm tình với văn công, nên bụt chùa nhà không thiêng là lẽ đương nhiên. Trong các đơn vị truyền nhau câu, xem bộ đội lội sông hơn xem văn công ông Bút. Ông Bút là tên trưởng đoàn văn công pháo binh Biên Hòa, Lê Ngọc Bút. Hòa bình, đoàn văn công này giải tán, mỗi người một nơi. Giờ chỉ gặp lại nhạc sĩ Đào Sơn, nguyên trinh sát của Trung đoàn 28, về tham gia thành lập và sau này là phó đoàn. Nhân vật Đào Sơn còn xuất hiện đôi lần trong những phần tiếp theo. Món ăn tinh thần duy nhất bộ đội yêu thích là chiếu bóng và thường được hưởng vài lần một năm, nhưng cũng có đơn vị vài năm một lần. Dù ít nhưng chưa chắc đã trọn vẹn. Trong đội chiếu bóng có anh bạn tên là Bành Thế Dũng, con trai ông Bành Bảo, cháu ruột ông Bành Châu, hai nhà biên kịch ngày ấy đang nổi như cồn. Có lẽ thấy trong Trích Ngang là con cháu của hai vị, nên vì yêu mến cha chú của Bành Thế Dũng mà anh cán bộ quân lực đưa về đội chiếu bóng chăng? Còn nhà Tông chẳng giống lông cũng giống cánh, không được như cha chú thì chiếu phim cũng phải khác người. Định không viết về nhân vật này, nhưng vì đã viết về Đào Sơn và đoàn văn công mà bỏ quên đội chiếu bóng thì anh em lại phàn nàn. Có hai lần đội chiếu bóng về phục vụ đơn vị, nhưng cả hai lần tôi đều không được xem. Khi máy phát điện khởi động cũng là lúc trinh sát lặng lẽ lẩn vào bóng đêm, đi mà không kịp chào từ biệt bạn mình. Điều ngạc nhiên nhất của chúng tôi khi vào đến miền Đông là chế độ ăn. Buổi sáng đầu tiên ở căn cứ, nghe đồng chí anh nuôi hỏi quản lý, bữa phụ nấu mấy lạng? Một cán bộ của đoàn 69 xuống giúp đơn vị nói ngay, ba bữa đều nhau, trong này không có khái niệm chính phụ. Ngày ấy tiêu chuẩn gạo của bộ đội là 1 lít một ngày, khoảng 1.200 gram. Nói cho dễ hiểu là gùi theo sức, ăn theo bụng.
cũng chưa thấy quản lý đại đội dùng cân để chia gạo cho các bếp. Gạo tải về được cất vào những lán nhỏ trong rừng, mỗi lán như vậy chứa chừng nửa tấn. Không dự trữ thì khi bị địch càn quét không đi lấy được sẽ đói, nhưng để lâu quá sẽ mục nát hoặc chuột sóc phá hết. Mỗi chuyến lên chợ Cà Tum bên kia biên giới lấy gạo mất chừng 3-4 ngày cả đi và về. Khu vực này có nhiều nhà dân không chịu được sự kìm kẹp của địch lên đây sinh sống. Đêm, nằm gần nhà dân, nghe tiếng trẻ nhỏ khóc mà nhớ nhà đến nao lòng. Khi thiu thiu ngủ, cảm thấy lạnh lạnh trên má, giơ tay vũ nhẹ, thấy có mùi tanh tanh. Soi đèn, thấy tay đầy máu, soi kỹ, cả trăm con muỗi Anopheles đang nhảy múa trong màng. Sau này về Củ Chi còn khủng khiếp hơn. Cứ hở chỗ nào, muỗi xà ngay vào chỗ ấy, dày đặc. Nhưng là muỗi cỏ, nó đốt chỉ ngứa, không gây bệnh sốt rét. Tải gạo về, lại lao vào làm hầm ngủ. Nam Bộ kể cũng lạ, cái gì cũng lạ. Đi cả ngày trong rừng không phải leo một con dốc nhỏ. Rừng bạt ngàn cùng nằm trên một mặt bằng phẳng tít tắp. Đất mới lạ, thật lạ. Một năm không có bốn mùa mà chỉ có mùa khô và mùa mưa. Mùa khô đi cả ngày không một khe nước nhỏ. Đào sâu cả chục mét, giếng không tìm được giọt nước. Mùa mưa, nước ngập mênh mông. Cả cánh rừng, nước lên ngang bụng. Mùa khô đất cứng như bê tông, dùng búa chim bổ xuống cũng chỉ vỡ một mảnh nhỏ. Cũng đất ấy, mùa mưa mềm ra, dùng xẻng xúc như xúc cát. Người khỏe có thể đào được hầm ngủ cho hai người, chỉ mất một ngày. Chưa có kinh nghiệm nên hầm đào rất rộng, miệng hầm to để lên xuống cho dễ dàng. Gỗ làm mái hầm chặt về, cứ thế đặt lên, chưa biết gia cố bằng cột chống. Làm hầm nhưng không biết cách chống thấm. Mấy ngày mưa, nước giỏ thành giọt xuống hầm, đành phải căng tấm ni lông cho khỏi ướt. Thật là thảm họa nếu mưa to quá. Nước từ đáy hầm đùn lên cao, thì đành ngao ngán ngồi ôm ba lô, bồng súng ngáp dài. Nói dại, nếu khi ấy bị trận bom rơi gần thì hầm nào cũng sập. Phải sang năm 1968 mới biết làm hầm chữ A. Nghe nói hầm này do các đồng chí Triều Tiên truyền cho, nên lúc đầu có tên là hầm Triều Tiên. Ngoài ra, nó còn khá nhiều tên. Ở ngoài Bắc, bà con gọi là hầm kèo hay hầm mái nhà. Văn minh hơn người ở quê, chúng tôi gọi là hầm chữ A. Phải công nhận, loại hầm này chắc chắn, nó đã cứu mạng không ít bộ đội ta trước bom pháo dữ dội của kẻ thù. Vừa xây dựng căn cứ, tải gạo dự trữ, tiểu đoàn 3 vừa huấn luyện chuyển loại vũ khí DKB cho đoàn cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 8 pháo binh phân khu 1. Sau khi huấn luyện xong, theo đề nghị của phân khu, thủ trưởng đoàn 69 chỉ thị cho trung đoàn tách một bộ phận của tiểu đoàn 3 về thành lập tiểu đoàn pháo DKB D9 của phân khu. Cuối tháng 8 năm 1967, lực lượng trinh sát của tiểu đoàn 3 do đồng chí Nguyễn Văn Đề, trung đội trưởng trinh sát tiểu đoàn 1, phụ trách, nhận nhiệm vụ cùng ban pháo công trường 7, sư đoàn 7, đi chuẩn bị trận địa cho chiến dịch Lộc Ninh. Vào cuối giai đoạn chuẩn bị, đại đội 10, đại đội 14 sau này, về đến cầu 48 gần Tràng Dài. Từ đây, công tác tổ chức chỉ huy được giao lại cho đại đội 10. Một số chiến sĩ trinh sát kế toán của tiểu đoàn 3, trong đó có Trịnh Thế Hòa và tôi, đang đi chuẩn bị chiến dịch, được chuyển hẳn về đại đội 10. Nếu khối 3 về đến đích an toàn và sẵn sàng chiến đấu, đánh trận mở màn, thì khối 1 và khối 2 không được may mắn như vậy. Mặc dù trên đường đi đã biết rõ bị điều động nhầm sang khu A, nhưng không đủ lương thực để quay lại, nên đành phải tiếp tục đi về Phước Long. Trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Phước Long là một vùng đặc biệt khó khăn. Nhân dân địa phương phần lớn là người dân tộc Xê Tiêng, kinh tế kém phát triển,
chủ yếu sống bằng nương rẫy và săn bắn hái lượm. Hàng năm chịu nhiều tháng thiếu đói trầm trọng. Lương thực cung cấp cho bộ đội chủ yếu từ đồng bằng đưa lên hoặc từ biên giới Việt Nam Campuchia chuyển xuống. Tuy nhiên, do đường giao thông gần như độc đạo lại bị địch phong tỏa, nên bộ đội ở đây cũng luôn trong tình trạng thiếu đói. Lương thực chủ yếu là khoai mì, sắn, măng và củ rừng. Khí hậu vô cùng khắc nghiệt, là ổ bệnh tật, nhất là bệnh sốt rét, ghẻ lở, hắc lào. Trong anh em, ngày ấy có câu truyền miệng, lính khu A không loét ra cũng lác. Lác là danh từ miền Nam, chỉ bệnh hắc lào. Thuốc men thiếu, nhân viên quân y phần lớn chỉ có trình độ sơ cấp, đào tạo cấp tốc tại đơn vị. Vì vậy, nếu ai không may bị sốt rét, nhất là anh em từ miền Bắc mới vào chưa quen khí hậu, sẽ cầm chắc cái chết. Nếu vận động liên tục với cường độ cao, khả năng kháng bệnh tốt hơn, ít bị chuyển sang tình trạng ác tính. Nhưng khả năng này không đến với hai khối đầu. Sau hơn 5 tháng hành quân liên tục, về đến nơi tập kết, cường độ lao động giảm xuống đột ngột, cộng với cái đói đột ngột ập đến, làm cho khả năng kháng bệnh hầu như không còn. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, một số anh em bắt đầu sốt rét. Ngay khi mới đổ bệnh, nhiệt độ đo được thường là 39-40 độ. Sốt ly bì, không dậy được. Càng nằm, bệnh càng nặng. Chỉ sau vài cơn sốt là chuyển sang ác tính, hồng cầu tụt xuống dưới 2 triệu đơn vị. Khi đó, người bệnh cầm chắc cái chết nếu không có thuốc đặc trị. Nhưng ngoài quinin, nivaquin, dạng uống và tiêm, lấy đâu ra thuốc đặc trị? Thuốc uống tác dụng chậm, muốn người bệnh cắt cơn sốt nhanh, chỉ có cách tiêm. Nếu ai đã một lần đau ốm phải tiêm vào mông, thì có lẽ sẽ nhớ suốt đời vì sự đau đớn và lo ngại các tai biến sau tiêm. Trong hoàn cảnh ở chiến trường, nơi nước ăn, uống và cả nước dùng để nấu bơm tiêm, kim tiêm đều là thứ nước suối mùa mưa đục ngầu hay nước giếng sâu hun hút, mà trong lòng giếng là nơi yên nghỉ của những chú chuột rừng không may sa chân rơi xuống, bốc mùi hôi thối. Sau khi tiêm, cơn sốt có thể lui, nhưng rất nhiều người bị áp xe. Bệnh viện không đủ lán cho bệnh binh nằm, anh em sốt nhẹ hay tạm cắt cơn sốt 1-2 ngày, phải mắc võng nằm ngoài trời. Dù y tá liên tục đi kiểm tra, nhưng có người lặng lẽ ra đi mà y tá và anh em nằm bên cạnh, tưởng đồng đội mình đang ngủ say. Số người hy sinh cũng tăng theo tỷ lệ thuận với số người đi viện. Có người hy sinh ngay trên võng. Người đói quá vào rừng kiếm măng gục chết bên bụi lồ ô. Người chết khi đang được cáng đi bệnh viện. Có người vừa cáng bạn vào bệnh viện quay về, mấy giờ sau cũng vĩnh viễn ra đi. Đau đớn nhất là anh em bị sốt thường nhưng đói quá mà chết. Gạo ăn là loại đã mục nát, vón cục, được dự trữ trong các kho tạm giữa rừng. Chỉ cần bóp nhẹ, gạo đã tơi như bột. Nấu cơm hoặc cháo không có mùi vị gì, nhưng không phải lúc nào cũng có. Gạo chỉ dành nấu cháo cho người bệnh. Anh em khỏe chỉ được ăn củ mì, củ rừng, rau rừng và măng lồ ô là chính. Cháo của anh em ốm cũng chỉ có chút ít gạo, còn lại là măng và củ rừng. Cuộc sống như vậy kéo dài hàng tháng trời. Anh Đào Sơn, sau này là đoàn phó đoàn văn công, đoàn pháo binh Biên Hòa, có bài thơ Nhịn, giúp chúng ta hình dung cuộc sống của anh em trong những tháng ngày ở đây. Rừng đêm lạnh lẽo sao trăng, dạ dày lại hỏi cháo măng đâu rồi. Giận hờn cấu xé một thôi, làm hai mắt lõm nhìn trời trơ trơ. Ô hay, thì cũng phải chờ, đến mai chừng 9-10 giờ hẵng hay. Tưởng chừng đã 60 ngày, phải quen đi chứ, sao mày vẫn hư? Dáng nghe, đợi đến bao giờ, đường thông gạo tới tha hồ mà vui.
Đào Sơn, mùng 1 tháng 9 năm 1967, khu A Phước Long. Nước da ai cũng vàng bùng, phù nề vì thiếu vitamin B1. Bệnh quáng gà hành hạ mọi người. Khoảng 6-7 giờ tối, nhiều người phải ngồi một chỗ vì không nhìn thấy đường đi. Tháng 10 năm 1967 là tháng có số anh em hy sinh vì đói và sốt rét nhiều nhất. Có lần vừa khiêng bệnh nhân đến bệnh viện, đại đội trưởng đại đội 5, tiểu đoàn 2, Phan Ngọc Lanh đã nói trong nước mắt: "Các đồng chí nhận bệnh nhân nhanh lên để chúng tôi còn về khiêng người khác." Nhận nhanh lên để chúng tôi còn về khiêng người khác là câu nói không phải cá biệt. Anh em hy sinh nhiều quá, có người mới chết lâm sàng đã được chuyên môn cho mang đi chôn. Đồng chí Nguyễn Thế Hát, chiến sĩ quê Hà Tây cũ, là một trong số những trường hợp như vậy. Thật may mắn cho anh, khi sắp mai táng anh tỉnh lại, ú ớ vài tiếng, rồi lắc mạnh vì dây dù quấn quanh người quá chặt. Anh em vội khênh anh về bệnh viện. Được cứu sống, anh đã về đơn vị tiếp tục chiến đấu cho đến ngày toàn thắng. Hiện nay, tên anh vẫn còn trong danh sách liệt sĩ của đoàn Biên Hòa hy sinh ngày 24 tháng 10 năm 1967 tại khu A. Lý do hy sinh: ốm cộng đói. Thi hài được chôn cất tại đoàn 80B Phước Long, Sông Bé. Trường hợp như đồng chí Hát không phải là hy hữu trong kháng chiến chống Mỹ ở Nam Bộ. Trước tình thế lưỡng nan, Thủ trưởng đoàn 69 và Trung đoàn 28 vẫn xác định quyết tâm bằng mọi giá phải đưa được anh em về khu vực K9 ở biên giới giáp Tây Ninh. Từng đại đội tổ chức hành quân độc lập do Giao Liên dẫn đường. Để thu gom số đau yếu về sau, Trung đoàn giao cho đồng chí Xuân Phô, trợ lý quân lực, ở lại tiếp nhận anh em ở viện về và tổ chức đợt hành quân cuối cùng. Nhờ quyết tâm của Trung đoàn và sự cố gắng của bộ phận thu dung do đồng chí Xuân Phô phụ trách, tất cả anh em đi viện sau đó đều về được Trung đoàn. Khi đại đội 5 được lệnh hành quân về K9, còn gần 40 cán bộ chiến sĩ, chỉ bằng 1/3 quân số khi xuất phát đi B. Để đưa được gần 40 đồng chí này cũng là một bài toán khó cho chỉ huy đại đội, tiểu đoàn. Làm thế nào để có đủ lương ăn và không ốm dọc đường? Ít nhất là về đến K1, được coi như thắng lợi bước đầu. Làm sao động viên anh em đang ốm nặng yên tâm ở lại điều trị cũng rất khó. Lo cho số người quay về đủ lương thực cũng là sự cố gắng hết mình của đoàn hậu cần 80B. Chỉ là gạo mục, nhưng hậu cần cũng chỉ lo được cho anh em khẩu phần hàng ngày không bằng một nửa quy định. Biết rằng đoạn đường về Tây Ninh vẫn còn rất nhiều khó khăn ác liệt ở phía trước, nhưng các đồng chí về trước vẫn bớt một phần lương thực cho anh em đau yếu còn tạm thời phải ở lại. Cái đói luôn ám ảnh người ra đi. Vì lý do nào đó phải kéo dài hành quân cũng có nghĩa là sẽ có người phải hy sinh vì đói dọc đường. Các đơn vị động viên bộ đội hành quân liên tục vượt trạm. Trời còn sáng, bộ đội còn hành quân. Khi không nhìn thấy đường mới dừng lại nấu ăn, rồi mắc võng ngủ giữa rừng dưới những cơn mưa như chút. Những trang bị cá nhân không cần thiết đều được vứt bỏ. Khi về đến K9, nhiều người chỉ còn một bộ quần áo mặc trên người. Nói thì đơn giản, nhưng cả cuộc hành quân là một thử thách cực kỳ khắc nghiệt. Nếu biết rằng những người được coi là khỏe ấy cũng chính là những người bệnh vừa dứt cơn sốt vài ba ngày và trên đường hành quân vẫn phải khiêng pháo khi cơn sốt hành hạ. Trở lại với cán bộ chiến sĩ ở lại khu A, sau khi đơn vị đã hành quân về K9, sang tháng 10, những cơn mưa tầm tã suốt đêm báo hiệu mùa mưa sắp chấm dứt. Đường vận tải lương thực bớt khó khăn. Dù phải luồn lách qua vùng địch chiếm đóng, lương thực cũng đã đưa được về căn cứ. Khẩu phần ăn khá hơn, nhưng một mối lo khác lại đến. Nhịn đói lâu ngày nên khi có gạo, ai cũng muốn được ăn một bữa no cho đã bụng. Gạo cũ
nên dù ăn bao nhiêu cũng không cảm thấy no. Sau khi từ khu A trở về, đồng chí Đào Sơn, trinh sát tiểu đoàn 1, đã nói với người viết bài này: ăn một miếng cơm gạo mục mà như được ăn một đĩa xôi ngày Tết. Vâng, chỉ những ai đã sống qua cái thời ở miền Bắc, nông dân đi làm theo tiếng kẻng hợp tác xã, ăn công điểm được vài lạng thóc mỗi ngày. Ở thành phố, chỉ người nhà nước và trẻ em, người già hết tuổi lao động, có hộ khẩu chính thức, được cấp sổ mua gạo, mới thấy hết giá trị của đĩa xôi ngày Tết. Để ăn một bữa xôi cho đã bụng mà có đồng chí đã phải đổi cả mạng mình, thật đau đớn xót xa. Khi khí hậu chuyển mùa cũng là lúc bệnh tật có cơ phát triển. Anh em nằm viện, khi bệnh tạm ổn định, được đưa về trạm thu dung của đoàn hậu cần 80B. Đồng chí Xuân Phô nằm tại đoàn 80B nắm tình hình quân số vào ra viện. Gọi là trạm nhưng lán trại không đủ. Bộ đội mắc võng ngủ dưới những tán cây rừng, mặc cho muỗi đốt vắt cắn. Có người mới về buổi sáng, buổi chiều đã được khiêng trở lại bệnh viện. Tuy không phải nhịn đói, nhưng số người hy sinh vì sốt rét vẫn tăng. Trong tháng 11, có thêm 27 đồng chí vĩnh viễn ra đi. Anh em hy sinh được chôn cất như thế nào? Có thân nhân liệt sĩ đã hỏi chúng tôi như vậy. Biết trả lời sao cho thân nhân các đồng chí yên lòng. Những người đã sống qua cuộc chiến tranh chưa chắc đã hiểu được, thì làm sao lớp trẻ bây giờ hiểu và thông cảm với những người lính xa nhà, xa quê hương vào miền Nam chiến đấu. Trong hành trang của người lính, tăng võng là hai thứ không thể thiếu. Tăng thay nhà, võng thay giường. Khi vượt sông, tăng được dùng để gói ba lô, gạo, đạn. Do điều kiện khó khăn, quân đội chỉ trang bị cho anh em võng bạt hai lớp, một lớp để nằm, một lớp đắp khi gió lạnh ùa về. Tăng là loại vải đi mưa, rộng khoảng 1,5 m, dài khoảng 2,5 m. Cả hai thứ đều nặng. Trên đường hành quân, nhiều anh em lén bỏ bớt một lớp võng. Vào đến miền Nam, loại tăng miền Bắc cũng nhanh chóng được thay bằng loại ni lông của miền Nam, mỏng và nhẹ hơn. Tuy độ bền dai không bằng, khi sống là vật bất ly thân, khi hy sinh, tăng võng được quấn chặt thân mình. Các bệnh viện ở cố định đều có một bộ phận xẻ gỗ làm quan tài an táng cho anh em hy sinh ở viện. Tuy nhiên, số gỗ không phải khi nào cũng có sẵn để làm quan tài. Tại bệnh viện của đoàn 80B cũng vậy. Đâu chỉ có riêng cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 28 vào điều trị tại đây. Ngoài bộ đội, bệnh viện còn đảm nhiệm việc điều trị cho các đơn vị dân chính, du kích địa phương. Vì vậy, khi anh em hy sinh, tăng võng là phương tiện duy nhất để mai táng. Ngoài các di vật, người còn sống viết tên liệt sĩ rồi cho vào một lọ thuốc penicillin bịt kín miệng lọ để bên cạnh thi hài. Nếu anh em hy sinh tại bệnh viện, nhân viên của viện đảm nhiệm công việc này và thông báo lại cho bộ phận của đồng chí Xuân Phô. Nếu hy sinh tại trạm thu dung hoặc tại đơn vị, đồng đội là những người trực tiếp mai táng. Thông thường ở viện, chỉ hai người đảm nhiệm việc khiêng liệt sĩ ra nghĩa trang và hoàn thành mọi khâu mai táng. Trường hợp anh em cùng đơn vị đi mai táng đồng đội lại không phải đơn giản như vậy. Cũng không phải muốn làm một nghi lễ trang nghiêm gì mà do sức khỏe. Tất cả đều trải qua những trận ốm thập tử nhất sinh. Cơn sốt theo chu kỳ liên tục hành hạ người chiến sĩ. Có người sốt về sáng, về chiều, có người sốt về đêm. Dứt cơn sốt phải dậy ngay. Ai cố nằm thêm là chết. Những người vừa dứt cơn sốt phải cố gồng mình dậy, đi an táng đồng đội. Nếu khỏe, chỉ hai người khiêng. Nhưng với những người ốm như vậy thì mỗi đầu đòn khiêng phải có hai người. Bốn người khiêng một, cộng vào đấy lại thêm bốn người nữa chống gậy đi bên cạnh, làm cây gậy sống cho người khiêng đòn bám vào. Tám người run lẩy bẩy, bước chân siêu vẹo, đưa bạn ra nghĩa trang. An táng đồng đội xong lại liêu siêu rồng rắn dìu nhau trở về.
ốm đau bệnh tật như vậy, nhưng không ai làm cái việc tình nghĩa cuối cùng với đồng đội một cách qua loa chiếu lệ. Nơi an nghỉ của liệt sĩ được đào đủ sâu, đắp chặt. Trên có mộ chí bằng mảnh bom xăng. Anh em dùng đinh đục lỗ tên tuổi quê quán của liệt sĩ. Có anh em còn cẩn thận lấy đá đặt lên mộ để chống thú rừng ban đêm đến moi xác. Hầu như ngày nào cũng có người hy sinh, nhưng không hề có một lời oán trách. Có chăng chỉ là lời tâm sự, dặn dò lẫn nhau và đều mong nếu còn sống trở về sẽ làm gì cho người đã khuất. Lúc bấy giờ, dù không ai nói ra, nhưng đều có chung một suy nghĩ. Hôm nay chôn bạn, ngày mai ai sẽ chôn mình? Trung đoàn đã chỉ thị cho đồng chí Xuân Phô phải tìm mọi cách tổ chức đưa bộ đội về đơn vị. Theo đường giao liên, với sự cố gắng hết mình của bộ phận thu dung và quyết tâm của anh em, đoàn quân quyết tâm chiến thắng bệnh tật, tốp sau tiếp tốp trước, vừa dìu vừa khiêng nhau về đơn vị. Cuộc trường chinh kết thúc thắng lợi sẽ thật mỹ mãn nếu như trên đường hành quân vượt sân bay Bù Gia Mập, đồng chí Mơ, chiến sĩ thông tin đại đội 14, không hy sinh vì kiệt sức. Chỉ hơn một tháng sau khi về đến đơn vị, đoàn quân này đã kịp tham gia vào cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. Tính từ cuối tháng 7 năm 1967 đến tháng 11 năm 1967, đã có 153 đồng chí hy sinh tại bệnh viện của đoàn hậu cần 80B. Thi hài các đồng chí được an táng tại nghĩa trang của bệnh viện. Có lẽ hiện nay phần lớn anh em vẫn còn nằm tại đây. Số được quy tập vào nghĩa trang rất ít. Bệnh viện 80B nằm ở địa bàn xã Thạch Màn, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, khu vực Bông Trang, Nhà Đỏ trước đây. Khu vực bệnh viện hiện nay là khu trại của ông Tài, sinh năm 1962. Theo chỉ dẫn của đồng chí Soạn, C14, sau khi gia đình vào quy tập hài cốt đồng chí Trần Văn Phích. Cũng theo thông tin của đồng chí Soạn, khi vào quy tập, được ông Hùng, Phó trưởng phòng Thương binh Xã hội, huyện Đồng Phú, ông Tâm, địa chính huyện, trực tiếp vào khu vực bệnh viện để xác nhận vị trí chôn cất đồng chí Trần Văn Phích. Cùng đi còn có bà Tư Nhành, là nhân viên cũ của 80B khi đó, nay sinh sống ở khu vực Bông Trang, Nhà Đỏ. Tôi viết rõ để sau này, nếu có điều kiện, sẽ có một tấm bia tưởng niệm các đồng chí đã hy sinh. Thưa các đồng chí và các bạn, đây là khúc tráng ca thứ nhất trong lịch sử xây dựng và chiến đấu của toàn trung đoàn. Trong số 153 liệt sĩ, chỉ có 128 đồng chí có địa chỉ cụ thể, 25 đồng chí không rõ quê quán. Chỉ biết trong 128 liệt sĩ có 100 đồng chí là con em của Hà Nội và các huyện, thị xã của Hà Tây cũ. Đây là những chiến sĩ được huấn luyện rất kỹ về kỹ chiến thuật pháo binh, đặc biệt DKB. Thật đau xót khi những chiến sĩ quả cảm, giỏi kỹ thuật như vậy lại hy sinh do bệnh tật và đói cơm, thiếu muối, thiếu thuốc. Khi đó, mọi người chỉ thấy đau xót vì sự hy sinh, đáng lẽ không xảy ra. Nhưng sau này, khi huấn luyện tân binh bổ sung, mới thấy hết sự tổn thất về khả năng kỹ chiến thuật từ hy sinh này. Đến tận hôm nay, những anh em còn sống đều không dám nói thật về trường hợp hy sinh của đồng đội mình cho người thân của họ. Mong sao Đảng bộ và nhân dân thủ đô, thành phố Hồ Chí Minh, quân khu 7, lữ đoàn pháo binh 75, nếu biết đến sự tổn thất to lớn này, hãy cùng tỉnh Bình Phước xây ở đây một nhà bia tưởng niệm các đồng chí quê Hà Nội và các tỉnh khác của Trung đoàn 28, 208B và các đơn vị khác đã hy sinh trong những năm tháng ác liệt khó khăn nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ khu vực này. Tôi cũng viết ra đây lời thỉnh cầu để những người như cựu chiến binh Pháp Sư và một nhà ngoại cảm nọ đừng lợi dụng thông tin này để lừa dối thân nhân liệt sĩ. Xin quay lại với trận đánh đầu tiên của trung đoàn vào Lộc Ninh. Sau khi về đến Tràng Hai Chân được ít ngày,
mới đào xong hầm ngủ và lấy được một chuyến gạo, một bộ phận trinh sát tiểu đoàn 3 được lệnh quay ra K1 Kho Xanh để đón đồng chí Nguyễn Nghiệp, trung đoàn trưởng, và bộ phận tham mưu của trung đoàn từ khu A Phước Long về bộ tư lệnh đoàn 69 nhận lệnh chuẩn bị cho chiến dịch mùa khô 1967-1968. Khi ấy còn sung sức, tôi được cử đi trong tổ công tác này. Sau hơn nửa năm gặp lại trung đoàn trưởng, thấy ông có nhiều thay đổi. Sự thay đổi rõ nhất là ở cái vòng 2 của ông. Trước khi đi B, xuống với tiểu đoàn 3 giảng tác phẩm Tổ tiên ta đánh giặc của đại tá Hoàng Minh Thảo, vòng 2 của ông to hết cỡ. Quần áo của ông chắc phải may đo trực tiếp, nhưng không đóng nổi cái khuy quần ngang bụng. Câu nói thắt lưng buộc bụng quả đúng với ông. Lần này gặp lại, thấy bụng ông nhỏ đi, lại nhanh và thoải mái hơn. Tranh thủ khi nghỉ giải lao, ông lại thăm hỏi cấp dưới với tình cảm của người cha, người chú. Khi về tới Trảng Hai Chân, tôi vẫn đi phục vụ ông những ngày đầu. Theo ông vào bộ tư lệnh đoàn 69 báo cáo, tôi đi trước dẫn đường. Sau này, có đồng chí trợ lý nói với tôi, chưa biết cậu đánh đấm ra sao, nhưng nhìn tác phong của cậu, thủ trưởng có vẻ hài lòng. Khi đi chuẩn bị chiến trường Lộc Ninh, tôi còn theo ông đi gặp ông Tám Bôn, Nguyễn Thế Bôn, sau này là trung tướng phó tổng tham mưu trưởng, sư trưởng sư đoàn 7 nhận nhiệm vụ. Ở ông toát lên sự ung dung, đĩnh đạc, mang phong cách xử thế của người có học, khác với khá đông cán bộ thiếu học nhưng hãnh tiến tôi gặp sau này. Ông và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, nguyên trưởng ban tác chiến trung đoàn 208, là những người được đồng chí thiếu tướng Tô Thuận rất quý. Trung đoàn trưởng Nguyễn Nghiệp nhận nhiệm vụ đúng vào thời điểm Đài Tiếng Nói Việt Nam báo tin chiến thắng có ý nghĩa chính trị vô cùng sâu sắc, làm nức lòng quân dân cả nước. Bộ đội tên lửa bắn rơi B-52 trên bầu trời Vĩnh Linh ngày 17 tháng 9 năm 1967. Cơn mưa giữa mùa như chút nước không làm mất được niềm vui mừng của chúng tôi, mà càng như thôi thúc chúng tôi mau chóng xuất phát làm nhiệm vụ. Cũng trong ngày, trung đoàn trưởng gặp thủ trưởng sư 7 có một chuyện vui vui. Vui vì người ta cứ nghĩ chiến tranh nhân dân cũng giống như những cảnh trong phim Hồng Quân Liên Xô đánh phát xít Đức. Khi thủ trưởng trung đoàn đang làm việc với đồng chí Tám Bôn và đồng chí chủ nhiệm pháo binh sư đoàn, tôi nhớ đồng chí này tên Đông, dân tộc Tày. Ở bên ngoài, một cán bộ tác chiến của trung đoàn khẩn khoản đề nghị cán bộ của sư đoàn cho biết đơn vị nào sẽ đảm nhiệm công tác vận chuyển đạn cho pháo binh. Có lẽ câu hỏi như lời nói đùa trên, phía bộ binh không trả lời, phải đến khi nghe nhắc lại lần hai và thấy đây là câu hỏi nghiêm túc, đồng chí này mới trả lời rành rọt. Đây là chiến trường anh ạ. Ở chiến trường thì đơn vị nào, đơn vị ấy tự lo. Từ chuyện mang vác đạn đến đánh địch, bảo vệ mình, các anh đều phải tự làm hết. Bộ binh không lo được mà có muốn cũng không lo nổi. Khu vực tác chiến là Lộc Ninh, thuộc tỉnh Bình Long, nằm trên trục đường 13. Đối tượng tác chiến là Sư đoàn 1 Anh Cả Đỏ của Mỹ. Cuối tháng 8 năm 1967, trinh sát của tiểu đoàn 3 đi làm nhiệm vụ chuẩn bị chiến trường như đã nói ở trên. Mới vào chiến trường nên mọi thứ còn bỡ ngỡ. Quả là chưa thấy quan tài chưa rơi nước mắt. Đi đo đạc ban đêm, đèn pin vung loạn xạ. Chỉ thiếu mỗi gọi to hay quát nhau giữa rừng. Anh Chín Ấn, trợ lý trinh sát đoàn 69 đi cùng bọn tôi, xanh mặt. Buồn cười nhất là chuyện anh liên tục nhăn nhó khi nhắc anh em che bớt đèn không được. Thỉnh thoảng anh lại lặp lại câu nói đã thốt ra cả chục lần trong mấy đêm đi cùng bọn tôi. Đèn, đèn, bay ơi đèn, đỡ mẹ đèn. Rồi chuyện ban trợ lý pháo binh sư 7 tính mua chuộc tụi tôi. Đồng chí trợ lý ấy hình như tên Phát, quê Thái Nguyên. Lúc đầu nói gần nói xa, sau anh đánh bài ngửa. Cậu nào về ban, tớ bảo đảm sẽ nhận ngay chức trung đội phó là thấp nhất. Tôi biết anh ấy nhằm vào mình, chả gì cũng là
cán bộ tiểu đội phụ trách một cánh đo đạc. Nhưng bọn em chả thèm nhá. Đang sống cùng anh em, nay bỏ đi ai đành. Cũng lần đi đo tọa độ này, bọn tôi được hai bài học nhớ đời. Chuyện nội bộ kể trước. Mang danh các trinh sát sừng sỏ, sử dụng máy phương hướng bàn thạo như dùng đũa mà dính pan. Chỉ có một số đo sai mà phải mất 3 đêm mới phát hiện ra. Đêm thứ nhất đo xong, về tính phần tử rồi giao cho anh Chín Ấn. Ông dở bản đồ ra đối chiếu, sau đó phán: sai rồi tụi bay ơi. Sai thì đi đo lại, vẫn còn thời gian. Đêm thứ hai đo về, tính xong, đối chiếu, vẫn sai. Lạ một điều, kết quả đo đêm sau y như đêm trước. Đêm thứ ba đi sớm hơn một chút. Cả ngày hôm ấy tôi cứ băn khoăn, tại sao số đo trùng khít, nhất là tại điểm đo thứ nhất không sai một ly giác nào, nhưng tọa độ vẫn sai. Tôi quyết định kiểm tra kết quả do anh Loan, người đo máy và thông số trên máy. Đúng là chữ tác thành chữ tổ. Kết quả anh Loan đọc so với chỉ số trên máy vênh nhau 100 ly giác, bằng 1 phút trên vạch khớp của mặt đồng hồ. Sai 1 ly đi 1 dặm. Ở đây, ông nhìn thế nào đọc sai tới 1 phút, trong khi độ chính xác yêu cầu được tính bằng số lẻ của giây. Với cự ly bắn 10 km, sai số 1 phút sẽ lệch mục tiêu bao nhiêu? Đằng này đâu chỉ đo một vài điểm, mà là hàng chục điểm, tạo thành những đường rích rắc trong rừng. Thì ra, do máy dùng lâu bị dơ, mắt thì thiếu vitamin B1, nên hóa gà mờ, đọc theo thói quen. Nghe nói, trước đây ở miền Bắc, lính trinh sát pháo binh, trắc thủ ra đa, được ưu tiên ăn gan lợn cho sáng mắt. Khi chúng tôi nhập ngũ thì không còn chế độ này. Phát hiện được điều này, mừng quá, tôi cho thu máy rút về. Anh em tranh thủ ngủ, tôi ngồi tính luôn. Chỉ thay mấy thông số nên tính lại cũng nhanh. Xong việc tôi chuyển kết quả cho anh Chín đối chiếu, chúng phóc luôn. Bệnh quáng gà làm khổ nhau thế đấy. Anh Loan quê Mễ Trì, huyện Từ Liêm, nơi có đài phát sóng Mễ Trì của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tác phong hơi chậm nhưng có tài chơi nhị, đờn cò. Nhớ lại chuyện khi còn ở Yên Thủy trước khi đi B, đoàn văn công tỉnh Hòa Bình về phục vụ đơn vị mấy đêm liền, ngày tranh thủ giao lưu cùng bộ đội. Trong đoàn có một nghệ sĩ kéo violon, nghe mọi người giới thiệu thì tên là bác Ba Biêu. Những người biết nghề đều khen tay đàn của bác ấy ít người sánh kịp. Nhưng khi xem và nghe anh Loan chơi mấy bài dân ca, bác Ba Biêu khoanh tay, nửa như thật, nửa như đùa, nhưng giọng nói rất nghiêm túc thừa nhận: anh thua chú. Không may, một lần đi công tác ở Củ Chi, anh bị trực thăng vồ và đày ra Phú Quốc đến đầu năm 1973 mới được trao trả. Cùng cảnh ngộ với các đồng chí khác như anh Dậu, trinh sát tiểu đoàn bộ, anh Trân, liên lạc đại đội 7. Anh bị bọn cai ngục tra tấn tàn bạo, những trận đòn thù chúng đánh vào đầu vào ngực biến các anh thành những con người lúc tỉnh táo khi lại đơ đơ. So với nhiều người khác vẫn còn may mắn. Chuyện thứ hai, khi vào đến miền Đông Nam Bộ, chúng tôi được biết tiếng tăm đang nổi của lính công trường 7, sư đoàn 7. Chỉ tiếc không phải là về thành tích chiến đấu của họ, mà ở cái tài quân ta bắn nhầm quân mình. Nhiều vụ nổi đình nổi đám, trong số nạn nhân có cả cán bộ. Tới đầu năm 1974, khi đi chuẩn bị chiến dịch Phước Long, một đại đội trưởng cùng ở tiểu đoàn 7 với tôi cũng hy sinh vì tình huống xảy ra như với chúng tôi tháng 9 năm 1967. Khi mới vào chiến trường, chúng tôi vẫn còn quen cho cơm vào ống cống mang theo khi đi công tác. Nói ống cống, nhiều người không biết. Bản thân tôi cũng không biết đây là danh từ của vùng nào. Chỉ đến khi vào Tây Nguyên mới nghe anh em gọi cái hộp nhôm hình tròn có nắp do quân nhu cấp cho bộ đội đi B có cái tên như vậy. Chiếc ống cống là dụng cụ đa di năng, là một loại tên thuốc trị bách bệnh của Pháp đã từ lâu không còn dùng. Ban đầu, ống cống được dùng để đựng ruốc mặn cho bộ đội hành quân.
khi cần dùng nấu nước linh hoạt hơn, dùng để làm giá đỗ. Với người lính đi lẻ, nó là nồi nấu cơm, nấu cháo, kèm theo ống cống là cái túi đựng để đeo vào thắt lưng. Có lẽ sang năm 1968, khi Liên Xô và Trung Quốc viện trợ cho ta một lượng lớn ga men, thì chiếc ống cống mới chấm dứt sứ mệnh lịch sử của nó. Lính Tuyên Văn B3 Tây Nguyên có một tác phẩm mang tên Bài ca ống cống, tồn tại thời gian khá dài. Chiều hôm ấy, mấy anh em chúng tôi đo xong một số tọa độ, ngồi ăn cơm giữa lô cao su, cũng đã có ý thức nên ngồi hơi xa. Nhưng cái sai lầm chí tử là chỗ quay mặt về với nhau, vừa ăn vừa nói chuyện nho nhỏ. Cũng vừa xong bữa thì một tổ ba người của bộ binh xuất hiện. Trên tay họ, AK vẫn chĩa vào người bọn tôi, nhưng thái độ không có gì căng thẳng. Một người lên giọng, may phúc cho các ông, không có cái ống cống thì hôm nay là ngày giỗ rồi. Nghe anh em nói, nhưng tôi vẫn chưa thấy hết sự nghiêm trọng. Một người khác giải thích, bọn tớ đang bám địch, vì nghi biệt kích nóng ra, nhìn về hướng này, thấy các ông ngồi ăn trưa, quần áo màu xanh khác màu chúng tớ đang mặc, mũ tai bèo, nhìn xa như mũ biệt kích, định làm một băng cho đỡ buồn ngủ. Mấy khẩu AK đều hướng về phía các ông đợi lệnh. Bỗng nhiên tớ nhìn thấy cái ống cống. Bọn biệt kích, nó dùng ca inox chứ đâu dùng ống cống. Bởi vậy, chúng tớ mới áp sát trong khi các ông chưa phát hiện ra. Nghe xong mà mồ hôi vã ra. Còn có ai ướt quần không, tôi không biết. Cũng thật may, vì không quan sát nên không phát hiện ra anh em đến gần mình. Nếu như, vâng, nếu như thôi. Cuộc sống ở thời quá khứ làm gì thay đổi được với hai từ nếu như. Lúc ấy, nếu có ai trong số chúng tôi vô tình nhìn lại phía sau và hô lên biệt kích. Với bài học nhớ đời này, về sau đưa anh em đi bám địch, tôi luôn nhắc mọi người phải cẩn thận. Lúc nào cũng đi nhẹ, nói khẽ, dòng tai lên nghe, nở to mũi, người biệt kích. Chính vì vậy, suốt bằng ấy năm lăn lộn ở chiến trường, đi cũng nhiều nhưng chưa lần nào gặp biệt kích. Khi thì nó vừa đi qua, chúng tôi đến. Khi thì chúng tôi vọt qua, chúng mò đến. Trò trốn tìm cứ như vậy tiếp diễn. Chúng tôi đi trinh sát, đâu phải đi tìm địch mà đánh. Tránh được địch mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau này, khi chi viện cho Trung đoàn Bộ binh 271 chốt chặn ở Đắk Song, có một trận trực tiếp chỉ huy đánh biệt kích mò vào trận địa, nhưng qua điện thoại. Nếu có thời gian, sẽ kể sau. Mở đầu cho mùa khô của quân giải phóng ở Nam Bộ là tập trung đánh tiêu hao lực lượng địch ở cụm cứ điểm Lộc Ninh. Mục tiêu chúng tôi đảm nhiệm là cụm quân Mỹ đóng giã ngoại ở ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện. Trận địa được chọn là bìa rừng sát lô cao su làng 5 Lộc Ninh. Trước ngày N, B-52 giải thảm, trúng khu vực đóng quân của tiểu đoàn 52 súng cối 120 ly, gây cho tiểu đoàn này nhiều tổn thất. Một bộ phận của Trung đoàn Bộ 28 bị dính bom. Đồng chí Vũ Văn Tư, chủ nhiệm hậu cần Trung đoàn, hy sinh. Đêm 31 tháng 10 năm 1967, tiểu đoàn 3 nổ súng vào căn cứ Măng Cải, tiêu diệt nhiều lính Mỹ và vũ khí, phương tiện chiến tranh. Sau khi nổ súng, ta rút lui an toàn. Trận này, Trung đoàn được tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng nhất. Cũng xin được nói thêm, khi được lệnh tham gia chiến dịch, Đảng ủy và Ban chỉ huy Trung đoàn đã báo cáo với Đảng ủy và Thủ trưởng đoàn 69, đoàn 75 sau này, về việc đặt tên cho Trung đoàn là Đoàn Pháo binh Lộc Ninh và được cấp trên chấp thuận. Nhưng sau này, được biết công trường 9, sư đoàn 9 cũng lấy địa danh Lộc Ninh để đặt tên cho Trung đoàn 3 nên lại thôi. Về phía địch, từ những trận tập kích bằng DKB của pháo binh trên toàn chiến trường miền Nam, đặc biệt trong trận Trung đoàn 724, Trung đoàn 84A pháo kích sân bay Biên Hòa lần thứ 2 ngày 11 tháng 5 năm 1967. Chúng thực sự khiếp sợ loại vũ khí này và cách đánh sáng tạo xuất quỷ nhập thần của pháo binh quân giải phóng. Hoảng sợ trước sự xuất hiện
của pháo phản lực mang vác của ta. Địch giải truyền đơn, đề nghị ta thôi dùng hỏa tiễn, chúng sẽ thôi dùng B-52. Chúng còn treo giải thưởng. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và lực lượng quân sự của thế giới tự do sẽ thưởng một món tiền tối thiểu là 100.000 đồng tiền Sài Gòn cho bất cứ ai cung cấp tài liệu, đưa chính phủ tịch thu vũ khí của Việt Cộng và cả những nguồn tin cung cấp về vận chuyển hỏa khí, trận địa hỏa tiễn của Việt Cộng. Sau chiến dịch là thời gian vừa đánh vừa tránh cuộc hành quân Hòn Đá Vàng lên biên giới của Mỹ nhằm bảo toàn lực lượng dành cho những nhiệm vụ chiến lược sắp tới. Đường đến Vinh Quang. Xuống đường Xuân 68. Đêm mùng 1, rạng sáng mùng 2 tháng 1 năm 1968. Bộ binh Sư đoàn 9, Công trường 9 tập kích cụm xe tăng ở ngã ba suối Bà Chiêm. Bị đòn đau với 100 xe tăng, xe bọc thép bị phá hủy. Cùng một số không nhỏ sinh lực, phía Mỹ gào lên, vu cho ta vi phạm tuyên bố tạm thời ngừng bắn để hai bên đón năm mới dương lịch. Đài Giải Phóng đập lại, cho rằng ta nổ súng sau 0 giờ ngày mùng 2 tháng 1, tức là đã hết thời gian tạm ngừng bắn. Phía Mỹ đành lặng im. Cuộc hành quân Hòn Đá Vàng của Mỹ kết thúc. Hành lang đi xuống đồng bằng thông suốt, trung đoàn tập trung lực lượng, tải đàn DKB xuống ém sẵn ở làng 7 Dầu Tiếng và tổ chức ăn Tết sớm, rồi hành quân từ khu vực cầu 48 ở biên giới Campuchia về Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, chuẩn bị cho trận đánh vào căn cứ của Sư đoàn 25 tia chớp nhiệt đới Mỹ ở Đồng Dù, Củ Chi. Tôi mới đi viện về nên chỉ kịp tham gia vác đạn và hành quân ngay, không kịp ăn Tết trước cùng anh em. Chuyện vác đạn, tôi có viết trong một bài khác có tiêu đề Xuân 68 chúng tôi đã xuống đường như thế. Đêm 30 tháng 1 năm 1968, khi hành quân đến làng 14 Dầu Tiếng, qua máy thu thanh, chúng tôi được dừng lại nghe bác chúc Tết và cùng chúc nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong trận đánh sắp tới. Khi đó chưa biết khi nào sẽ đánh, nhưng ai nấy đều háo hức. Tối 31 tháng 1 năm 1968, tiểu đoàn 2 và các bộ phận thông tin, trinh sát của đại đội 14 từ Bưng Còng hành quân ra chiếm lĩnh trận địa ở bến Rạch Sỏi, cách ngã ba Rạch Bắp chừng 4 km về phía hạ lưu sông Sài Gòn, tầm bắn khoảng 9 km, tọa độ mục tiêu và trận địa do trinh sát C-17 chuẩn bị từ trước. Trinh sát đại đội 14 đi ra trận địa, làm lực lượng dự bị. Việc lấy hướng chuẩn cho pháo, trinh sát các đại đội tự đảm nhiệm. Tại sao một trận đánh quan trọng như vậy mà chỉ sử dụng lực lượng của một tiểu đoàn? Ở đây có hai lý do. Khi chuẩn bị xuống đường, bộ phận đi trước của tiểu đoàn 2 mới về đến khu vực K9 chưa lâu, nên không kịp đánh trận mở màn cho chiến dịch mùa khô 1967-1968 vào Lộc Ninh, Mang Cải. Tiểu đoàn 1 có số người đau ốm nhiều nhất nên thời gian hành quân kéo dài. Chỉ có một số bộ phận về trước được bổ sung cho tiểu đoàn 2 và 3. Vì vậy, phải đến đợt 2 năm 1968 tiểu đoàn này mới tham gia chiến đấu, theo đồng chí Nguyễn Trung Kỳ kể lại. 2. Theo kế hoạch, lực lượng tham gia chiến đấu gồm có tiểu đoàn 2 và 3, nhưng đêm 30 tháng 1 năm 1968, tiểu đoàn 3 bị lạc đường, không kịp về tập kết ở Bưng Còng, nên chỉ có tiểu đoàn 2 kịp nổ súng chiến đấu. Tất cả mọi công tác chuẩn bị đều diễn ra đúng kế hoạch. Sau khi nghe bác chúc Tết và nghe xong bài thơ mừng năm mới của bác, toàn tiểu đoàn vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Đúng giờ dê, 18 khẩu đội đồng loạt nhả đạn. Trận này ta bắn 72 viên đạn DKB, mỗi khẩu bắn 4 viên. Cơ số đạn của từng khẩu đội vượt quá tiêu chuẩn quy định, do đó thời gian bắn dài hơn so với bình thường. Trong suốt quá trình bắn và cả ngày hôm sau, địch hầu như không có phản ứng gì. Có lẽ
chúng quá choáng váng vì sự tấn công mãnh liệt bất ngờ trên diện rộng như vậy. Khi pháo ta bắn xong, chuẩn bị rút khỏi trận địa, mới có hai trực thăng HU-1A từ Đồng Dù bay đến. Tổ trung liên RPD cảnh giới ở bờ sông kịp thời nổ súng. Hàng loạt đạn AK cũng nhằm vào mục tiêu nhả đạn. Hoảng sợ, cả hai bay vội về hướng Đồng Dù. Trong cuốn Đoàn Pháo binh Biên Hòa, Pháo binh Miền viết: khi đang bắn thì máy bay địch đến oanh tạc trận địa. Từng khẩu đội, trung đội linh hoạt cơ động pháo lên phía trước, nhanh chóng thiết bị rồi bắn tiếp. Trang 80 là không đúng, vì trận địa đã bố trí gần mép nước. Kể ra, lịch sử cứ giao cho đám thợ viết thì có ngày địch ta lẫn lộn không biết đâu mà lần. Đêm hôm sau, tiểu đoàn 3 tiếp tục đánh bồi vào căn cứ này, gây cho địch nhiều thiệt hại về sinh lực, binh khí, phương tiện chiến tranh. Trận tập kích vào căn cứ Đồng Dù đã diệt hơn 1.000 tên Mỹ, 80 máy bay các loại, chủ yếu là trực thăng chiến đấu UH-1A, 4 trận địa pháo, 1 kho xăng dầu, tạo nên những đám cháy lớn suốt 2 ngày đêm. Nếu tiểu đoàn 3 không bị lạc để phải đánh bồi đêm thứ 2, kết quả trận đánh chắc chắn còn vang dội hơn. Dù sao, với thành tích chiến đấu như vậy, thật đáng tự hào và làm nức lòng quân dân cả nước. Với thành tích xuất sắc ấy, trung đoàn đã được tặng thưởng huân chương quân công giải phóng hạng 3. Sau trận tập kích vào Đồng Dù, tiểu đoàn 2 được lệnh vượt sông Sài Gòn sang Củ Chi, tiếp tục pháo kích vào căn cứ này thêm 19 lần nữa và tập kích mục tiêu địch ở thành Quan Năm, gây cho chúng nhiều thiệt hại. Lần đầu tiên trong lịch sử pháo binh, tiểu đoàn 2 đã dũng cảm và sáng tạo hình thức tác chiến mới, đặt trận địa DKB ở Gò Nổi cùng một số vị trí khác, kiểm pháo và bắn thời cơ vào các mục tiêu ở căn cứ Đồng Dù giữa ban ngày, trong khi máy bay trực thăng và trinh sát L-19 liên tục quần đảo trên trời. Cũng lần đầu tiên, tiểu đoàn 2 dùng nặng gỗ bắn DKB ứng dụng vào các mục tiêu lớn. Bắn ứng dụng có thuận lợi là chỉ mang đạn và một số nặng gỗ làm giá đỡ, nhưng độ chính xác không cao. Cá nhân tôi không thích kiểu đánh này. Tôi thích bắn phá hoại, phương pháp bắn nói một cách dễ hiểu như trẻ con chơi đánh đáo lỗ. Phải thả đồng cái trúng vào lỗ, lệch ra ngoài là thua. Nhưng bù lại, mục tiêu quá rộng nên không trúng bãi pháo cũng trúng bãi xe hay kho xăng, kho đạn. Từ thực tế chiến trường, anh em thay bộ điểm hỏa nguyên bản của pháo do Liên Xô sản xuất bằng bộ điểm hỏa cải tiến vừa gọn nhẹ, dễ sử dụng mà hiệu quả cao hơn hẳn. Nói dại, nếu các phe phái ở Trung Đông hiện nay biết mánh này và áp dụng đại trà, thì dù phương tiện có hiện đại đến mấy cũng không ngăn nổi kiểu tấn công bầy đàn, rẻ tiền mà hiệu quả cao. Uy tín của DKB lên cao, địch khiếp sợ bao nhiêu, nhân dân và du kích tin tưởng bấy nhiêu, mọi sự yêu cầu giúp đỡ đều được đáp ứng. Trong khi chuẩn bị đánh thành Quan Năm, hàng đêm trinh sát phải vào trong ấp nắm tình hình. Bộ phận trinh sát do đồng chí Nguyễn Đãi phụ trách, mọi hoạt động đều theo sự hướng dẫn của du kích địa phương. Sáng sớm hôm sau, ra ngoài cánh đồng nằm đội nắng, giữa cánh đồng toàn cây dại chó chạy lòi đuôi. Đã ra đồng thì nằm im một chỗ. Đang là mùa khô, nóng không chịu nổi. Thêm nữa là khát, bao nhiêu nước cũng hết. Có hôm khát quá, tôi liều uống thử một ngụm nước bùn. Nghĩ, dù có bẩn cũng phải uống một ngụm nhỏ cho đỡ khô miệng. Có bẩn nhưng không độc như nước giếng ở Nha Thức khi vác đạn xuống đồng bằng, chắc chắn là không chết. Ngờ đâu nước phèn mặn chát không sao uống nổi, mới chạm môi đã phải nhè ra. Tối vào ấp, đời lại vui phơi phới, nghe đủ mọi chuyện. Một chị du kích mật hỏi nhỏ tôi: có phải quân giải phóng có pháo hủy diệt không? Tụi ngụy trong chi khu nói tụi nó ớn lắm. Tôi định khoe đấy là pháo của đơn vị mình, nhưng chưa kịp nói đã nghe tiếp: bữa nay có một trái rớt ở ngoài ruộng lận nhưng bị lép,
chỉ có mấy cánh đuôi nhô lên. Tôi im luôn, vì biết chắc trái đạn này bay lệch mục tiêu rất xa bởi cách bắn ứng dụng. Nhưng nói chung, những lần nổ súng đều đáp ứng yêu cầu của chiến dịch. Kẻ thù thật sự khiếp đảm khi nghe tiếng rít của đạn DKB bay trên cao. Ngược lại, bà con thì rất phấn khởi. Quân ta không có đạn để chơi giàn nhạc Tân Tây Lan như bọn pháo binh chư hầu New Zealand. Nhưng kẻ địch sợ hơn vì đạn của ta bắn vào mục tiêu cụ thể và hầu như lần nào cũng gây cho địch thiệt hại. Báo nước ngoài dù thiên vị nhưng cũng không thể che giấu tổn thất của quân Mỹ. Thành tích chiến đấu đã được cấp trên ghi nhận. Vì những thành tích đặc biệt xuất sắc, mưu trí dũng cảm ấy, đại đội 5 được tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng 2. Khẩu đội 6 đại đội 5 và khẩu đội trưởng Nguyễn Hồng Phong được tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng 3. Đồng chí Phong được phong vượt cấp từ khẩu đội trưởng ngang cấp tiểu đội trưởng lên đại đội bậc phó, thiếu úy. Đây là những tấm huân chương đầu tiên mà tập thể cấp phân đội và cá nhân trong trung đoàn được nhận. Ngày mùng 3 tháng 2 năm 1968, mùng 3 Tết, tiểu đoàn 3 vượt sông Sài Gòn tiến về hướng Tân Sơn Nhất. Khi đến địa điểm tập kết, tiểu đoàn không nổ súng vào ngày đã định vì không có đạn. Sau khi có chỉ đạo của đồng chí Ba Vũ, tư lệnh đoàn 69, kiêm phái viên của Bộ Tư lệnh Miền, mọi việc đã được khắc phục. Tiểu đoàn đã 15 lần nổ súng vào sân bay Tân Sơn Nhất, nơi đặt chỉ huy sở MAGV, hang ổ của tướng Westmoreland, và sở chỉ huy của Nguyễn Cao Kỳ trong sân bay, gây cho địch nhiều tổn thất về sinh lực, vũ khí và phương tiện chiến tranh. Đặc biệt, những trận pháo kích đã gây nên sự hoảng loạn đến tột độ cho địch, vì từ trước tới nay, Tân Sơn Nhất là mục tiêu bất khả xâm phạm. Sau các trận tập kích, đơn vị về ém quân ở khu vực vườn măng Quế Sơn, đào công sự trong vườn quả và những nơi thuận lợi cho chiến đấu đánh bộ binh cơ giới của địch. Sau mấy ngày bị bất ngờ, địch dần hồi lại và bắt đầu phản kích vào lực lượng biệt động, bộ đội ta trong nội đô và vùng ven Sài Gòn. B-52 ném bom sát vùng ven, tạo thành vành đai, ngăn chặn đường tiến của bộ binh và nơi đặt trận địa của pháo binh ta. Bom địch làm bờ ao ven sông Sài Gòn bị vỡ, nước ngập vào các hầm trú ẩn của bộ đội. Anh em phải ngâm mình trong các công sự đầy nước. Mọi hoạt động đều ở trong hầm tạm như vậy. Nơi ém quân chỉ giữ bí mật được vài ngày đầu, sau đó trở thành mục tiêu tấn công của đủ loại vũ khí và các sắc lính của địch, cả Mỹ, ngụy và chư hầu. Những cuộc chiến đấu không cân sức đã gây nhiều tổn thất cho ta. Đến khi được lệnh rút về căn cứ, cả tiểu đoàn đã bị thương vong nặng nề. Nhiều trường hợp hy sinh trên đường đi công tác, bám địch xa đơn vị. Anh em chỉ biết sau khi đã rút về. Ngày mùng 10 tháng 2, bộ phận công tác 5 người do đồng chí Nguyễn Quang Lý, quê Đông Anh, Hà Nội, phụ trách, bị địch phục kích khi đang đi trên xuồng. 4 đồng chí Nguyễn Quang Lý, Nguyễn Hữu Khoan, Nguyễn Hữu Gia, Hồ Dũng hy sinh tại chỗ. Nhờ có du kích địa phương làm công tác giải quyết hậu quả nên sau này đã tìm được nơi an táng. Đồng chí Vũ Chí Kiên, hiện nay là trưởng ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh, bị thương nặng, nhờ bơi lặn giỏi nên sống sót. Đồng chí Kiên sau này đã kết hợp cùng địa phương tìm lại và đưa anh em trở về với quê hương, gia đình. Có trường hợp đã về đến gần căn cứ, cũng trúng pháo địch, hy sinh, như bộ phận của đồng chí Nguyễn Viết Thùy đêm 27 tháng 3. Khi về đến rạch Bắp, một quả pháo cực nhanh rơi trúng đội hình đã sát hại 13 đồng chí. Đó là chưa tính đến gần 50 cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2, trung đoàn bộ hy sinh trong giai đoạn này. Riêng đại đội chỉ huy C-14 có 7 đồng chí. Tổ trinh sát 5 người do đồng chí Nguyễn Văn Bản chỉ huy đã kiên cường chiến đấu trước sự tấn công điên cuồng của một tiểu đoàn Mỹ thuộc sư đoàn 25 tia chớp nhiệt đới ngày 19 tháng 3 và đã anh dũng hy sinh
tại ấp Phú Bình, xã An Phú, huyện Củ Chi. Cũng trong ngày 19 tháng 3, sau khi tập kích căn cứ địch ở Thành Quan 5, tiểu đoàn 2 rút ra ngoài bưng, ém tạm, chờ đêm sau rút về bưng còng. Không ngờ sáng sớm địch đã đổ quân phản kích. Đây cũng là câu trả lời cho nghi vấn của chúng tôi. Sau khi bắn xong và rút về, địch không có phản ứng dữ dội bằng pháo binh. Chúng tôi là những người chịu những trận tấn công mở đầu của cuộc hành quân quyết thắng 3 của Mỹ. Biết đường hướng rút lui của Viện Cộng, phía Mỹ không việc gì vội vàng, vẫn ngủ say sưa chờ trời sáng. Cũng rất may, cuộc hành quân chạm ngay vào một đơn vị của Trung đoàn 88 cũng ém quân ở đây. Sau khi chạm trán và bị bộ binh ta ngăn lại, quân Mỹ chỉ dùng pháo binh và không quân triệt hạ. Sau những trận thua đau, tinh thần lính Mỹ chưa kịp phục hồi nên chúng dựa vào hỏa lực phi pháo là chính. Nếu là tháng 4 năm 1968 thì có khi tôi đã bị Mỹ tóm vì cách nhau đâu có xa. Hai bên nhìn rõ mặt nhau, tôi lại không có vũ khí trừ hai quả lựu đạn. Vì không rút kịp, tôi bị thằng L-19 phát hiện, gọi hai tốp F-100 đến cắt bom bao vây quanh người, nhưng may chỉ bị thương, chưa chết. Nếu hôm ấy tôi bị và không có một sự may mắn đầy ngẫu nhiên, thì riêng đại đội chỉ huy C-14 có tới 7 chứ không phải 5 người bị thương vong. Người có may mắn ngẫu nhiên là Nguyễn Anh Dũng ở 23 phố Tô Hiến Thành, trinh sát tiểu đoàn 2, được điều về C-14 sau tôi ít lâu. Hôm ấy đến phiên nấu ăn cho tiểu đội, nên trưa sáng anh đã dậy ra bờ sông tìm mua cá. Đang trên đường về, thấy địch đổ quân, anh ém vào một chỗ ven rạch và là người duy nhất trong đơn vị chứng kiến cuộc chiến không cân sức của đồng đội mình với quân Mỹ trang bị đến tận răng, nhưng chỉ giải quyết trận đánh bằng những loạt đạn hóa học bắn vào hầm. Có đau xót nào hơn nhìn thấy đồng đội hy sinh mà đành bất lực. Nguyễn Anh Dũng, Trương Đình Quỳnh ở 352 phố Huế và tôi là 3 trong số 4 học sinh phổ thông 3A Hà Nội nhập ngũ ngày 23 tháng 2 năm 1965. Anh Dũng và anh Quỳnh cùng học lớp 10C. Tôi và Nguyễn Tiến Lập học lớp 10D cạnh nhau trên tầng 3, nên biết và thân nhau khi còn đi học. Thật buồn, hai anh cùng chung một lớp, cùng hy sinh trong đợt 2 xuân 1968. Cũng may, hôm ấy cánh tiểu đoàn 2 chỉ có hai người bị thương là tôi và anh Nguyễn Hữu Hiểu, Hiểu Cóc Tía, trinh sát tiểu đoàn bị thương. Khi về đến bưng còng sơ cứu xong, hai anh em tôi được gửi đi viện điều trị. Sau một đêm bị B-52 truy tiếp vào trạm phẫu tưởng chết, chúng tôi cùng nhau chu du từ bưng còng về bệnh viện ở Tây Ninh. Nói là chu du vì khi đi trên xuồng máy trên sông Sài Gòn, khi lọ mọ đi bộ hay ngồi xe trâu, mất gần một tuần. Anh Hiểu bị nặng hơn nên tôi là hộ lý tình nguyện cho anh trong mọi sinh hoạt. Sau khi điều trị tạm đỡ, tôi xin về đơn vị. Lại mất một tuần lần mò tìm đường, được anh em đặc công 429 cưu mang. Khi về tới đơn vị cũng là lúc chuẩn bị xuống đường đợt 2. Kể ra lần này bị thương nhưng còn may mắn chán. Khổ nhất là các đồng chí bị bắt, bị đày đi Phú Quốc, bị kẻ thù tra tấn hành hạ dã man cho tới năm 1973 mới được trao trả. Trong số này có thể có các đồng chí đã hy sinh trong tù. Một số khác được đưa về trạm phẫu an toàn nhưng do vết thương quá nặng hoặc nhiều lý do khác nhau đã hy sinh tại các trạm quân y mà chúng ta không biết. Như vậy, trong đợt 1 năm 1968 đã có không dưới 220 đồng chí hy sinh. Số hy sinh trong đợt 1 bằng ngang quân số của một tiểu đoàn trước khi xuống đường. Đây là khúc tráng ca thứ 2 của trung đoàn. Mời quý vị và các bạn đón xem kỳ tiếp theo, khúc tráng ca bất tử. Khúc tráng ca bất tử. Đầu tháng 4 năm 1968, các đơn vị được lệnh rút về ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, rồi về suối Bà Chiêm,
chiến khu Dương Minh Châu, Tây Ninh để củng cố. Chưa kịp hồi sức, trung đoàn lại được lệnh xuống đường đợt 2 với quân số và vũ khí còn lại. Trước khi xuống đường, mỗi cán bộ chiến sĩ đều nhận được bức thư của Bác Hồ. Gửi đồng bào và chiến sĩ yêu quý, một lần nữa Bác nhiệt liệt khen ngợi những chiến thắng vẻ vang của bộ đội và đồng bào miền Nam anh dũng, để cảm ơn và trả lời chung những bức thư đầy tình thân ái và hứa hẹn lập công của cán bộ và chiến sĩ nhiều đơn vị gửi cho Bác. Bác có mấy lời dặn dò tóm tắt như sau: ý chí phải thật kiên quyết, kế hoạch phải thật tỉ mỉ, kiểm tra phải thật kỹ càng, phối hợp phải thật ăn khớp, chấp hành phải thật chu đáo, cán bộ phải thật gương mẫu, bí mật phải giữ triệt để. Dưới ngọn cờ vẻ vang của mặt trận dân tộc giải phóng, đồng bào và chiến sĩ đã đoàn kết, cần phải đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, không sợ gian khổ hy sinh, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Làm đúng như vậy thì nhất định sẽ đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Chào thân ái và quyết thắng. Ngày 19 tháng 3 năm 1968, Bác Hồ. Thư Bác là nguồn động viên khích lệ rất lớn cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trước khi xuống đường đợt 2. Khi về đơn vị, tôi được lệnh đi cùng trinh sát của Sư đoàn 9 đi nhận đường rồi quay về dẫn đơn vị hành quân. Suốt những ngày này, cánh trinh sát chúng tôi không được ngủ. Đúng hơn, chỉ kịp ngủ khi phía trước tạm dừng để dò đường. Khi có lệnh đi tiếp, vì đang mơ ngủ nên đều mất phương hướng đi ngược đội hình. Khi tỉnh ngủ hẳn, thấy người đi ngược hướng mới biết mình vẫn ngủ trong khi chân bước. Hơn nửa tháng như vậy, ai cũng phờ phạc. Tới ba thu, tôi kiệt sức, nằm gục luôn. Chúng ta đều biết, trong đợt 1, ngoài tổn thất về sinh lực, địch còn lấy được nhiều đạn pháo DKB của ta giấu dưới kênh rạch. Cuối tháng 4, trung đoàn được lệnh hành quân về Sài Gòn. Vẫn như đợt 1, toàn trung đoàn đi cùng sư đoàn 9. Tiểu đoàn 3 được giao nhiệm vụ ở hướng Bắc, hướng chủ yếu của chiến dịch. Hướng này do đồng chí Lê Đình Hả, quyền trung đoàn trưởng chỉ huy. Đồng chí Sự, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 3, được đôn lên làm tiểu đoàn trưởng thay cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, thay đồng chí Ngô Vân vừa được bổ nhiệm tham mưu trưởng trung đoàn. Do tính chất đặc biệt của hướng Bắc nên đồng chí Nguyễn Nghiệp mặc dù đã có quyết định về làm tham mưu phó đoàn 69 vẫn đề nghị được trực tiếp chỉ huy. Trong suốt quá trình chiến đấu, đồng chí Nguyễn Nghiệp luôn đi sát tiểu đoàn 3. Đồng chí Lê Đình Hả phụ trách phía sau ở Bưng Còng. Tiểu đoàn 2 do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, tiểu đoàn trưởng chỉ huy, hành quân xuống Ba Thu, vượt sông Vàm Cỏ Đông sang Long An. Chỉ huy trung đoàn có chính ủy Ngô Đệ, tham mưu trưởng Ngô Vân, phó chủ nhiệm chính trị Trần Duy Cứ đi theo chỉ đạo. Cuộc tổng tiến công đợt 2 có nhiều khó khăn hơn đợt 1. Khác với đợt 1, đợt 2 không còn yếu tố bí mật bất ngờ. Địch đã tăng cường 50 tiểu đoàn về Sài Gòn, tổ chức 3 tuyến phòng thủ tương đối chặt chẽ. Trong khi đó, quân số trang bị của các đơn vị quân giải phóng đều bị tiêu hao, chưa kịp bổ sung. Mặt khác, sự phối hợp giữa lực lượng bên trong với bên ngoài thành phố và khả năng nổ súng đồng loạt trên toàn miền cũng không được như đợt 1. Địa bàn hoạt động ở cả hai hướng là vùng đồng bằng trống trải, dày đặc đồn bốt địch. Một nguyên nhân nữa cũng đã đến lúc cần nói rõ. Sau đợt 1, ta bị tổn thất quá nặng nề đã dẫn đến sự dao động tư tưởng của một số cán bộ chỉ huy trung cao cấp. Điển hình là Tám Hà, tên thật là Trần Văn Đắc, chính ủy phân khu 1, Chiêu Hồi. Với cương vị của mình, tên này nắm rõ ngày giờ nổ súng của ta và tai hại hơn, y nắm được nhiều địa điểm cất giấu pháo đạn, nhất là đạn DKB của ta. Với những tin tức do tên này cung cấp, quân Mỹ đã thu được nhiều kho vũ khí do ta ém sẵn từ trước.
việc này đã gây cho ta không ít khó khăn trong việc điều chỉnh kế hoạch tác chiến cũng như làm công tác tư tưởng cho bộ đội. Những kẻ phản bội chiêu hồi, dù lớn hay nhỏ, còn gây ra hệ lụy lớn hơn về lòng tin của nhân dân với cách mạng. Chúng tôi xuống đường với những khó khăn chồng chất. Để tới được vị trí tập kết, bộ đội phải lội qua nhiều đầm lầy, kênh rạch. Pháo binh, đặc biệt là DKB, lúc bấy giờ thực sự là hỏa lực chủ yếu của ta trên chiến trường này. Chúng tôi có nhiệm vụ tập kích hỏa lực vào các căn cứ nằm sâu trong hậu phương địch và chi viện bộ binh, đồng thời tác chiến độc lập đánh các vị trí địch ở ngoại vi Sài Gòn. Để tạo bất ngờ mới, các đơn vị bộ binh tập trung chủ yếu đánh từ phía Tây, còn pháo binh chủ yếu từ hướng Đông. Để tránh bị động như đợt 1, địch tăng cường phòng ngự, mở rộng vành đai an toàn quanh Sài Gòn, sử dụng tối đa phi pháo, đánh vào các vị trí nghi ngờ có quân giải phóng. Tầm bắn của DKB cũng không còn là bí mật với địch nữa. Tất cả các vị trí có thể đặt pháo cách mục tiêu từ 5 đến 10 km đều trở thành mục tiêu bắn phá của phi pháo hoặc là mục tiêu lùng sục của bộ binh địch. Từ giữa tháng 2 năm 1968, quân Mỹ liên tiếp mở các cuộc hành quân, càn quét các khu vực ven đô với các tên gọi Quyết Thắng 1, 2, 3. Và bước sang tháng 4 năm 1968, tiến hành cuộc hành quân bình định quanh Sài Gòn với tên gọi Toàn Thắng. Không chỉ các cơ sở của ta trong nội đô bị địch phát hiện, triệt phá, mà nhiều căn cứ ở vùng lõm cũng bị địch tấn công, đánh phá ác liệt. Nhiều xã, du kích vũ trang bị địch đánh bật ra ngoài, chỉ còn lại một số ít du kích mật và cơ sở quần chúng bám trụ được. Phía Bắc, tiểu đoàn 3 phân tán tránh địch ở khu vực Bình Mỹ. Ngày chống càn, đêm móc pháo đạn lên, đi tập kích các mục tiêu được phân công. Hướng phía Nam càng khó khăn hơn. Mọi tuyến đường trục đều bị xe tăng địch chốt giữ. Ven làng và các cánh đồng bờ bưng là mục tiêu của phi pháo. Khi màn đêm gần buông, các toán biệt kích Mỹ bí mật triển khai đón lõng dọc đường hành quân của ta. Khi phát hiện mục tiêu, chúng gọi pháo bắn như vãi đạn. Nhiều đêm liền xuất kích nhưng không đến được trận địa, buộc phải quay về. Không chỉ pháo binh mà cả bộ binh cũng không thể vượt qua được các tuyến phòng thủ dày đặc này. Bộ đội hành quân băng qua đồng lầy trong đêm, để lại dấu vết rất rõ. Đêm đầu chỉ là vệt cỏ lác bị đổ, rộng chừng vài mét. Đêm sau đã rộng hàng chục mét, kéo dài nhiều cây số. Pháo địch chỉ bắn vu vơ dọc tuyến đường này cũng làm ta bị thương vong không ít. Sau một đêm hành quân, bộ đội tấp vào nằm rải rác ven ấp hay dọc các bụi cây lúp xúp cùng dứa dại chàm gió ven bờ rạch giữa đồng. Trung đoàn bộ quân số ít được bố trí nằm ở ven ấp còn đỡ, các đơn vị chiến đấu ở ven bờ rạch mỗi khi nước dòng là phải ngâm mình trong các công sự tạm bợ nửa nổi nửa chìm. Ở khu vực tranh chấp, ban ngày dân chuyển sang nơi khác, trong ấp chỉ còn bộ đội ẩn nấp dưới hầm trú ẩn sẵn sàng đánh địch. Biết bộ đội không nấu được cơm ăn, nhân dân bàn nhau vắt cơm tiếp tế. Ngoài muối mè cá kho, có bộ phận còn nhận được cả khổ qua nhồi thịt. Bà con đâu có biết, nhiều anh em miền Bắc chưa quen vị đắng của thứ quả đặc sản này nên chỉ moi thịt ăn, còn vỏ bỏ đi. Trước sự sống và cái chết liền kề, nhưng bộ đội vẫn giữ nghiêm kỷ luật dân vận. Đồng chí Đào Sơn kể lại câu chuyện các anh cảm thấy khó xử. Buổi chiều thấy êm êm, bà má chủ nhà về coi mấy đứa con giải phóng có sao không, đồng thời tìm con gà mái sắp đẻ hồi sáng còn ăn trong vườn. Không tìm thấy gà, nhưng má không tiện hỏi. Hiểu ý, anh em kêu má lại và đưa con gà nhốt trong hầm cho má. Thì ra, sợ con gà bị trúng pháo nên anh em đã tìm cách bắt nhốt vào hầm. Khi về Tây Ninh, đồng chí Đào Sơn đã viết bài thơ Con gà của dân, nói về tình quân dân, đăng trên bản tin của đoàn 69. Vị trí trú quân có lợi thế yểm trợ cho nhau khi bộ binh địch tấn công, nhưng lại dễ bị lộ,
khi địch dùng phi pháo oanh tạc. Trú quân ở địa hình trống trải như vậy, kẻ thù tìm ra nơi ém quân chỉ là vấn đề thời gian. Và điều xấu nhất đã đến sau ít ngày cuộc tổng tấn công đợt 2 diễn ra. Cả ngày, bộ đội căng mình phòng thủ, sẵn sàng nổ súng nếu địch mò vào. Khi màn đêm buông xuống, từng trung đội mang vác pháo đạn đi chiếm lĩnh trận địa nổ súng đánh địch. Nhưng chưa có trận đánh nào lớn như trong đợt 1. Cùng bộ binh, pháo mặt đất và cao xạ 12 ly 7 tìm mọi thời cơ, tranh thủ thời gian tiến về hướng Sài Gòn. Để mở rộng hành lang hành quân, đêm mùng 8 tháng 5, tiểu đoàn 6, trung đoàn 2, đoàn Đồng Xoài, sư đoàn 9 đã đánh trận tập kích vận động xuất sắc vào một cụm xe cơ giới Mỹ chốt ở xã Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An, phá hủy và hỏng 96 xe, chủ yếu là xe tăng M41, xe bọc thép M113, 12 khẩu pháo, bắn cháy 7 máy bay lên thẳng. Cay cú vì bị thiệt hại nặng, sau trận tập kích này, địch lồng lộn phản kích, truy tìm nơi ém quân của ta. Nơi trú quân của tiểu đoàn 2 ở Bình Thủy vô tình nằm lọt trong khu vực địch nghi ngờ. Du kích địa phương cho người đến giải cứu, di chuyển sang nơi khác nhưng không kịp. Bộ đội được lệnh đào công sự sẵn sàng chiến đấu, nhưng chỉ đào được chừng hơn nửa mét, nước đã đùn lên. Anh em phải ngồi trong những công sự như vậy, sẵn sàng đánh địch, nhưng chỉ mong sao địch không càn qua vùng này. Sáng sớm ngày 9 tháng 5, nơi ém quân của tiểu đoàn 2 bị địch phát hiện. Sau các động thái thăm dò bằng máy bay, từ khoảng 8 giờ sáng, khu vực ém quân bị pháo kích dữ dội. Tiếp đến hàng đàn trực thăng tấn công, chia cắt đội hình. Sau mỗi đợt oanh kích của phi pháo, bộ binh địch tìm cách tràn vào các vị trí phòng thủ của ta. Trên trời, thằng L-19 vè vè trao đảo, gọi loa kêu gọi. Các cán binh Việt Cộng và Cộng sản Bắc Việt còn ở bên kia chiến tuyến trở về với chính nghĩa quốc gia. Đã có kinh nghiệm trong đợt chiến đấu với địch ở Hóc Môn sau trận tập kích vào thành Quan Năm đêm 16 dạng ngày 17 tháng 3 năm 1968. Các chiến sĩ pháo binh hóa thân thành lính bộ binh nổ súng đĩnh đạc từng loạt AK trung liên ghìm chân bộ binh địch mỗi khi chúng định tràn vào. Máy bay trực thăng nối đuôi nhau bắn phá các ổ đề kháng của ta. Bất cứ ụ đất, lùm cây, bụi cỏ nào cũng dính đạn súng máy từ trực thăng bắn xuống. Nhiều ụ đất nhô cao bị 2-3 quả rocket bắn trúng. Lúc đầu, ban chỉ huy tiểu đoàn lệnh cho bộ đội không được dùng súng bộ binh bắn máy bay trực thăng với lý do tránh để lộ vị trí. Không biết là lệnh của ai, nhưng thực sự là một mệnh lệnh chết người. Biết là vô lý, nhưng các đơn vị phải tuyệt đối chấp hành. Trực thăng địch được thể rà sát mặt ruộng, dùng súng máy bắn hạ từng người như những cuộc đi săn ở châu Phi. Nhưng cũng có thể hiểu, những người chỉ huy khi đó mới vào chiến trường, tự tin về kinh nghiệm đánh Pháp và những bài giảng về chiến thuật phi thực tế của các trường chính quy. Chỉ tới khi có một đồng chí của đại đội 5 dùng súng AK bắn cháy UH-1A, bọn trực thăng buộc phải vọt lên quần đảo trên cao phóng rocket. Anh em ta mới có cơ hội tìm nơi ẩn nấp, nhưng tất cả chỉ còn trông vào may rủi. Theo chỉ dẫn của các máy bay trinh sát L-19, OV-10, nhiều tốp phản lực lao tới thả bom vào trận địa ta, hỗ trợ cho bộ binh của chúng. Lúc này đang là mùa mưa, cánh đồng đầy bùn nước nên cũng hạn chế rất nhiều tác dụng của bom pháo. Tuy nhiên, do hỏa lực dày đặc của địch nên nhiều ổ chiến đấu của ta bị bom pháo bắn trúng. Các tổ chiến đấu dù ở tương đối gần nhau nhưng không thể đến cứu. Chỉ cần thấy có một di động nhỏ, ngay lập tức cả dàn trực thăng bu lại bắn phá. Một số đồng chí có thể đã không hy sinh nếu như được băng bó kịp thời. Cuộc chiến đấu không cân sức diễn ra suốt từ sáng đến khoảng 16-17 giờ. Nhiều đồng chí bị thương, hy sinh trong chiến hào. Binh lực của ta bị tiêu hao đáng kể.
Các chiến sĩ thông tin liều mình băng ra ngoài để truyền đạt mệnh lệnh của chỉ huy, gục ngã ngay trên cánh đồng. Dù biết đối phương đã chết, bọn Mỹ trên trực thăng vẫn còn cố găm vào thân xác anh mấy loạt đại liên nữa. Đến cuối ngày, hầu như số cán bộ chỉ huy đại đội, tiểu đoàn đều đã bị thương vong. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, tiểu đoàn trưởng, hy sinh cách nơi trú ẩn vài mét. Đồng chí Đinh Kim Cương, chính trị viên tiểu đoàn, bị thương nặng ở chân, may mắn được anh em tìm mọi cách đưa về. Sau khi điều trị, đồng chí Cương phải rời đơn vị, về làm chủ nhiệm khoa chính trị ở H10, trường đào tạo cán bộ sơ cấp của đoàn Biên Hòa. Đồng chí Nguyễn Túc Trưng, tham mưu trưởng tiểu đoàn, bị thương vào miệng không nói được, lấy hết sức còn lại viết lên đùi, cho AER, cho anh em rút, rồi hy sinh. Nhưng lúc này không còn kịp nữa. Ở nhiều hướng, bộ binh địch đã tràn vào trận địa. Nhiều loạt đạn AR-15 khô khốc vang lên. Bọn Mỹ dã man, vừa bắn vào thương binh vừa cười một cách man rợ. Nhiều đồng chí đã hy sinh, vẫn bị thêm vài loạt đạn nữa. Những nơi địch chưa vào được, anh em lợi dụng những lùm cây nhỏ hoặc trườn sang chỗ khác, thoát được ra ngoài. Một số đồng chí bị địch bắt đẩy ra Phú Quốc. Trong số này, có đồng chí đã anh dũng hy sinh trong tù. Những đồng chí khác may mắn hơn, đi cùng đoàn quân chiến thắng trở về sau Hiệp định Paris 1973, nhưng đã phải chịu mọi cực hình ở địa ngục trần gian suốt 5 năm. Có đồng chí giả chết để lừa địch, có đồng chí đến nay vẫn không thể nào quên cảm giác khi bị một tên lính Mỹ to cao dẫm lên hai chân để kiểm tra xem đối phương đã chết thật chưa. Trong tình huống ấy, phải bản lĩnh và kiên cường lắm mới có thể lựa theo đà bàn chân của tên lính Mỹ dẫm lên mà không gây ra sự nghi ngờ. Lợi dụng đêm tối và khói bom đạn, một số đồng chí may mắn thoát ra được lại đi thất lạc. Phải luồn lách qua hàng rào phòng thủ của địch tìm về đơn vị. Số khác theo các đơn vị du kích tiếp tục chiến đấu và hy sinh. Đồng chí Đỗ Danh Hoan, pháo thủ đại đội 4, nhớ lại. Sau khi lính Mỹ ngụy tràn vào, tôi chỉ kịp nằm ngửa và lấy vạt cỏ che lên mặt. Nhờ thế mà thằng Mỹ đi qua không nhìn thấy. Cứ nằm im như vậy, tới khoảng 6 giờ tối, được du kích địa phương tới khiêng về phía sau. Ngày hôm sau, mùng 10 tháng 9, nơi anh em thương binh, gồm cả pháo binh và bộ binh của sư đoàn 9 đang ém, bị Mỹ phát hiện. Chúng tràn vào, bắn chết tại chỗ 8 đồng chí, bắt sống 6 người khác. Tôi và một đồng chí thương binh của sư đoàn 9 nằm lánh tạm trong một căn hầm tránh pháo của gia đình chủ nhà. Bọn lính bắt gà vịt của dân làm thịt và nói cười hô hố. Có con gà thoát ra chạy ngang hầm chúng tôi đang nấp. May con gà chạy luôn nên không bị lộ, nhưng vẫn chưa thoát khỏi sự nguy hiểm. Bọn Mỹ đặt khẩu súng máy trên nóc hầm, liên tục bắn như vãi đạn vào các mục tiêu nghi ngờ. Khi về đến Ba Thu, nghe nói cả tiểu đoàn chỉ còn có 20 người, nhưng chính mắt tôi chỉ thấy có 3 người, trong đó có đồng chí Đinh Kim Cương, chính trị viên tiểu đoàn, bị thương vào đầu gối. Trong ngày mùng 9 tháng 5 năm 1968, có 174 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 2 đã bị thương vong tại Bình Thủy, Đức Hòa, Long An, nay là xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi địch rút hết, du kích và nhân dân địa phương mới có thời cơ tổ chức chôn cất anh em hy sinh. Suốt mấy đêm liền tìm và chôn cất, nhưng không hết. Nhiều thi thể vẫn phơi mưa nắng giữa trời, thỉnh thoảng trẻ chăn trâu còn lượm được xương đầu cẳng chân cẳng tay của liệt sĩ từ dưới bùn nổi lên. Chị Út Hoa, cựu dân công hỏa tuyến, một nhân chứng trực tiếp an táng liệt sĩ, kể lại. Sau năm 1975, gia đình chị còn thấy và an táng nhiều hài cốt liệt sĩ nổi lên. Trong thời gian này, liên lạc bằng vô tuyến điện giữa các đơn vị đều bị cắt. Mọi mệnh lệnh tác chiến phải thông qua liên lạc trực tiếp. Các chiến sĩ thông tin vận động, nhận và chuyển giao mệnh lệnh tới tận tay đơn vị. Sau ngày mùng 9 tháng 5, mọi thông tin giữa các tiểu đoàn bị gián đoạn.
các đồng chí Ngô Đệ, Ngô Vân không nắm được tình hình của tiểu đoàn 1 do đồng chí Thái Hòa chỉ huy. Đi cùng hướng này có đồng chí Khoát, trung đoàn phó, mới được đoàn 69 điều về chưa lâu. Sau khi tiểu đoàn 2 bị địch tập kích, đồng chí Ngô Đệ giao cho đồng chí Ngô Vân và đại đội chỉ huy C-14 đi tìm đồng chí Thái Hòa, truyền đạt mệnh lệnh thay tiểu đoàn 2 tổ chức chiến đấu. Rạng ngày 12 tháng 5, bộ phận của đồng chí Ngô Vân đi vòng qua các chốt Mỹ đến Vĩnh Lợi. Đập vào mắt các anh là những hố bom, pháo và đâu đó còn vương đầy bông băng. Qua thông tin của du kích địa phương, các anh mới biết tiểu đoàn 1 mới bị địch đánh phá cả ngày hôm nay. Thương vong rất nhiều nhưng không biết con số cụ thể. Gần sáng, bộ phận này cũng bị kẹt lại, không kịp trở về báo cáo. Đồng chí Ngô Vân được du kích đưa về hầm bí mật ở trong ấp. Còn đồng chí Nguyễn Uông Hà, sau này là đại tá trưởng phòng tác chiến Bộ Tư lệnh Pháo binh, đại đội phó 14 và trinh sát cùng đi phải tạm lánh trong các bụi dứa dại gần đường. Chính vì vậy, chúng tôi không thể tái hiện được diễn biến ngày 11 tháng 5 tại Vĩnh Lợi. Mong các đồng chí cựu chiến binh tiểu đoàn 1 hoặc những người biết sự việc cung cấp thêm thông tin. Khi tìm được đồng chí Khoát và Thái Hòa mới biết đơn vị bị thương vong quá lớn, không thể tiếp tục chiến đấu. Trước áp lực phải nổ súng vào các mục tiêu trong nội thành, theo chỉ thị của đồng chí Ngô Đệ, đồng chí Ngô Vân giao cho cơ quan trung đoàn bộ và đại đội 14 tổ chức chiến đấu thay cho hai tiểu đoàn vừa bị tổn thất. Mấy đêm liền, bộ phận này vác pháo, đạn đi chiếm lĩnh trận địa nhưng đều phải quay về. Khu vực trận địa và các bãi trống gần đó đều bị lính Mỹ chốt giữ. Theo quy luật, trời gần tối, lính Mỹ thường rầm rộ đổ quân, chiếm một vị trí nào đó, chốt chặn đường di chuyển của đối phương, rồi khi màn đêm buông xuống lại bí mật rút về. Gọi là bí mật nhưng thực tế, trên trời bao giờ cũng có một chiếc trực thăng dẫn đường, pháo sáng rải theo đường bộ binh đi dưới đất. Khác với thông lệ, những ngày này địch đổ quân rồi nằm lì tại chỗ, sáng hôm sau mới rút về. Pháo sáng thả liên tục, mặt đất lúc nào cũng sáng như ban ngày. Đến 2 giờ sáng, bộ đội đành phải rút về nơi trú quân. Cứ liên tục như vậy mấy đêm liền, cho đến khi có lệnh rút về bên kia biên giới. Sau khi bộ phận đầu tiên và đông nhất của hướng Nam về được Ba Thu, cả tiểu đoàn 2 chỉ còn 27 người trong tổng số hơn 200 cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn khi xuống đường. Số về sau cũng không đầy 10 người. Bộ phận trinh sát của đại đội 14 đi cùng tiểu đoàn 2 cũng chỉ còn 2-3 đồng chí trở về. Số cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 7 sau này trở về là hạt nhân của đơn vị khi được xây dựng lại để tham gia đợt 3 năm 1968 tại Thiện Ngôn, Tây Ninh, tháng 9 năm 1968. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.